2022 được coi là một năm thách thức cao độ đối với mọi nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư thắc mắc danh mục của AZFIN ra sao? Hãy cùng chúng tôi tổng kết lại hiệu suất báo cáo chiến lược năm 2022 với chủ đề Mua khi thị trường giảm sâu. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, lợi suất của VN Index đạt âm 26,4%, còn danh mục báo cáo chiến lược 2022 của AZFIN ghi nhận âm 9,4%. Cụ thể, chúng ta có thể nhìn trực quan tại biểu đồ sau. Năm 2023 gần kề, thị trường chứng khoán tiếp tục biến động khó lường. Các biến cố vĩ mô như chiến tranh Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng châu Âu hay chiến dịch Zero Covid của Trung Quốc vẫn là những dấu hỏi lớn tác động trực tiếp lên nền vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Xét trong bối cảnh này, AZFIN cho ra mắt báo cáo chiến lược năm 2023 với chủ đề tập trung vào định giá, gồm những nội dung sau. 1. Nhìn lại tổng kết vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2022. 2. Nhận định triển vọng tương lai của nền vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán năm 2023. 3. Chiến lược đầu tư và giải ngân cho từng cổ phiếu trong năm 2023. 4. Lựa chọn danh mục top 10 cổ phiếu đầu tư trong 2023. Nhà đầu tư sẽ nhận được gì khi mua báo cáo chiến lược 2023 tập trung vào định giá? Thứ nhất là nhà đầu tư sẽ nhận được danh mục 10 mã cổ phiếu chiến lược cho năm 2023 có cập nhật thay đổi nếu cần thiết. Thứ hai, AZFIN đồng hành cùng quý nhà đầu tư liên tục cập nhật và đánh giá lại doanh nghiệp theo báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý của tất cả các doanh nghiệp trong danh mục cho cả năm 2023. Thứ ba, nhà đầu tư được tham gia buổi trình bày, giải đáp mọi thắc mắc trong buổi livestream trình bày về báo cáo chiến lược do AZFIN tổ chức hàng quý và khi có bất thường. Báo cáo chiến lược 2023 sẽ được phát hành vào 20 giờ ngày 30 tháng 12 và được trình bày, giải đáp thắc mắc vào lúc 19 giờ 30 đến 21 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023. AZFIN sẽ nhận đăng ký đến hết 17 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Báo cáo chiến lược 2023 tập trung vào định giá sẽ là cơ hội bứt phá dành riêng cho quý nhà đầu tư năm 2023. Liên hệ ngay theo số điện thoại 0977 522 860 để nhận được ưu đãi hấp dẫn nhất. Em xin chào quý vị anh chị nhà đầu tư ạ. Cảm ơn mọi người đã tham dự buổi hội thảo về báo cáo chiến lược đầu tư năm 2022 ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có sự tham dự của anh Phục là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của AZFIN Việt Nam. Bên cạnh đấy là anh Tuấn Hoàng Ba P là Giám đốc chuyên môn và phân tích của AZFIN Việt Nam. Em Hà Giang sẽ là host của chương trình hôm nay. Đầu tiên thì em muốn hỏi là mọi người có nghe được rõ tiếng của em không ạ? Mọi người nghe được hay không nghe được thì vui lòng có thể comment để cho phần chat để bọn em biết được không ạ? Để bọn em có thể cải thiện luôn bây giờ. Nghe rõ, ok. Vâng, xin kính chào các anh chị em nhà đầu tư ạ. Vâng. Và để không mất nhiều thời gian của anh chị thì chắc là em xin phép vào phần chính của hội thảo của chúng ta luôn. Em xin phép xem màn hình ạ. Vào phần chính của chương trình ngày hôm nay luôn ạ. Thì chiến lược đầu tư 2022 bên AZFIN có đặt tên là hãy mua khi thị trường giảm sâu. Đầu tiên thì em muốn view qua một phút chút về cái toàn cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2021. Nếu mà chúng ta nhìn vào con số lạm phát, đây là cái sự lo lắng rất là lớn, phần lớn của nhà đầu tư năm 2021. Cuối cùng thì chúng ta thấy rằng lạm phát năm 2021 đã duy trì được mức bình ổn và mặc cho tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn định, dịch bệnh kéo dài và chuỗi cung ứng nền kinh tế bị đứt gãy, thì tính chung cả năm 2021, CPI chỉ tăng 1,84% so với năm trước, lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0,81%. Đây là mức rất là thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4,0% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Và nếu mà chúng ta so sánh cái mức lạm phát của Việt Nam so với các quốc gia khác trên toàn thế giới, thì có thể thấy rằng cái mức CPI của Việt Nam là một cái điểm sáng của nền kinh tế. Tiếp tục, nếu mà chúng ta nhìn vào tín dụng ổn định cùng với nền lãi suất thấp, tính đến ngày
22 tháng 12 2021 thì dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 12,68% so với cuối năm 2020. Còn tính đến cả năm thì đâu đấy tăng hơn 12,7% đúng không anh Phục? 12,97%. 12,97%. Và đây là mức tương đương giai đoạn 2014-2020 và thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn 2008 và 2012, thời điểm ghi nhận lạm phát phi mã. Và nếu mà anh chị có xem được cái chart về mối tương quan giữa lạm phát và tín dụng, khi mà thấy tín dụng là cái đường màu xanh, còn lạm phát CPI là cái đường màu đỏ, thì sẽ có thấy có sự chênh. Ví dụ tín dụng tăng một thời điểm thì lạm phát đâu đấy sẽ tăng cách đấy khoảng 6 tháng đến 1 năm. Và trong bối cảnh mà 2021 vừa qua và cái tín dụng của chúng ta vẫn đang duy trì mức khá là bình ổn, thì vấn đề là về cái rủi ro lạm phát thì gần như là không có nhiều. Tiếp tục về tỷ giá liên ngân hàng đối với VND đã tăng nhẹ 0,48% với USD so với đầu năm tại mức 23.110 đồng trên 1 USD, với nguyên nhân thứ nhất là áp lực lạm phát thấp, thứ hai là chênh lệch lớn về lãi suất huy động giữa Việt Nam đồng và USD, thứ ba là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn duy trì khá tích cực, thứ tư là dự trữ ngoại hối tăng cao, và cuối cùng là thặng dư thương mại ở mức dương trong vài năm gần đây. Có thể thấy rằng là chính phủ đã có những động thái duy trì đồng Việt Nam đồng ổn định trong thời gian tới, bởi vì đầu năm 2021 thì chắc có lẽ anh chị vẫn nhớ rằng là Mỹ đã gán bác thao túng tiền tệ cho Việt Nam, cho nên chính phủ đã cần phải có những động thái để có thể duy trì được cái tỷ giá này đã ở mức ổn định. Và 2021 thì chúng ta không thể không nhắc đến cái tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên thì chúng ta đã trải qua quý 3 là cái quý mà có tăng trưởng GDP âm, và đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi đổi mới nền kinh tế. Tuy nhiên thì nhờ vào quan điểm chống dịch mới của chính phủ và sau đó là sự phục hồi mạnh mẽ trong quý 4 2021 thì kết quả GDP cả năm 2021 đã ước tính tăng 2,58% so với năm 2020. Có thể thấy rằng là nếu mà chúng ta nhìn 2022 thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng tăng trưởng GDP sẽ ngày càng được phục hồi nhờ vào sự tiêm chủng vaccine ở trên diện rộng. Còn nếu mà chúng ta nói đến thị trường chứng khoán thì như thế nào? 2021 là năm có thể nói là đại thắng lợi của gần như là rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi mà 2021 thì VN Index đã thành công chạm mức điểm lịch sử và chinh phục ngưỡng 1.500 điểm. 11 tháng đầu năm 2021 chứng kiến số nhà đầu tư F0 trong nước lập kỷ lục với hơn 1,3 triệu tài khoản mở mới, nâng tổng số tài khoản lên 4,08 triệu tài khoản. Tuy nhiên thì trái ngược với sự khởi sắc của khối nội thì khối ngoại lại có những động thái bán ròng rất là mạnh mẽ, đã bán ròng gần 65.000 tỷ đồng, tương đương 2,8 tỷ USD, gấp 3 lần so với mức bán ròng cho năm 2020. Thì có lẽ có rất nhiều anh chị sẽ hỏi là tại sao khối ngoại lại bán ròng mạnh như thế. Em cho rằng có những cái nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là họ phải hiện thực hóa được cái lợi nhuận của họ. Thì thứ hai đó là khi mà Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và rất nhiều thị trường mới nổi cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, thì dòng tiền của khối ngoại sẽ dịch chuyển từ thị trường mới nổi, thị trường cận biên lên các thị trường phát triển hơn. Cho nên cái việc mà bán dòng nó không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều quốc gia trong cùng khu vực Đông Nam Á nữa. Và đây là chính là bức tranh vĩ mô và cũng như là bức tranh thị trường chứng khoán năm 2021. Và nếu mà chúng ta nhìn vào 2022 thì đầu tiên thì em muốn hỏi anh Phục là tại sao cái tên báo cáo chiến lược của chúng ta hãy mua khi thị trường giảm sâu? Anh nhìn điều gì của vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2022 để có thể đưa ra một cái nhận định như thế ạ? Vâng ạ, về cơ bản là cái tình hình thứ nhất là tình hình kinh tế vĩ mô trong 2022 thì chúng tôi đánh giá là sẽ tương đối tích cực. Tuy nhiên chúng ta sẽ không còn những nhiều cái sự bất ngờ trong cái tình hình kinh tế này. Rồi cái tăng trưởng lợi nhuận thì chúng tôi cho rằng 2022 của các doanh nghiệp vẫn tốt, tức là chúng tôi vẫn kỳ vọng là tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết vẫn khoảng 20% hoặc là đến 23%. Tuy vậy thì nó sẽ khó có thể tăng trưởng mạnh như 2021, lợi nhuận tăng trưởng lên đến 40%. Chính vì thế cho nên chúng ta không thể kỳ vọng rằng 2022 sẽ là một năm bùng nổ và tăng trưởng mạnh mẽ như năm 2021. Thì 2021 thị trường tăng tới 35,7% với VN Index, còn VN30 thì đâu đó tăng khoảng 40%, hơn 40%. Thì chính vì cái sự tăng trưởng chúng tôi kỳ vọng là cũng tương đối chắc nhưng nó không mạnh. Thế thành ra để chúng ta có được cái cơ hội lợi nhuận tốt ấy thì chúng tôi đã bàn thảo với nhau và đưa ra đó là hãy mua khi mà có giá hấp dẫn. Thì thường giá chỉ hấp dẫn khi mà thị trường có những cái đợt giảm sâu. Và đấy là một cái cơ hội để chúng ta có thể nắm lấy và chắt chiu lại. Còn năm nay thì hoàn toàn không phải là một năm gọi là quá là bùng nổ khủng khiếp như 2021.
Thế thành ra khó có thể việc là mua cao bán cao thì nó sẽ rủi ro cao hơn. Thì đấy là cái lý do vì sao mà chúng tôi AZFIN lựa chọn cái chủ đề như năm nay. Vâng ạ, em cảm ơn anh Phục. Và đây thì em xin phép nói qua một vài cái nhận định tình hình vĩ mô chung năm 2022. Bởi vì anh chị thì cũng đã nhận được báo cáo này cách đây khoảng 1 đến 2 tuần. Cho nên phần này em sẽ cố gắng lướt qua nhanh để có thể chuyển sang phần chính là phần cổ phiếu và phần Q&A để anh chị có thêm nhiều thời gian đặt câu hỏi và có thể nhận được câu trả lời cho những câu hỏi của anh chị ạ. Đầu tiên thì AZFIN cũng nhận định tình hình vĩ mô năm 2022 dự báo là tương đối tích cực cho thị trường chứng khoán với kịch bản cơ sở không phải đóng cửa nền kinh tế, lạm phát vẫn được kiểm soát và tỷ giá ổn định. Đầu tiên thì chúng tôi cũng dự báo là tăng trưởng GDP sẽ đạt được đến khoảng từ 6 đến 7% với cái những lý do là thứ nhất, lộ trình tiêm chủng rõ ràng và quyết liệt. Thứ hai là sự phục hồi từ ngành sản xuất cũng như dịch vụ. Và cuối cùng là kỳ vọng thị trường xuất khẩu hồi phục tốt. Lạm phát sẽ có những áp lực như vẫn trong tầm kiểm soát đâu đấy quanh 4%. Với những lý do, thứ nhất là tăng trưởng tín dụng năm 2021 vẫn quanh mức 15% như các năm 2016-2020. Và chúng tôi cũng dự báo rằng tăng trưởng tín dụng 2022 cũng sẽ có những cái tăng trưởng tương tự như thế. Tiếp tục là bóc tách có phần của CPI thì rất nhiều khoản mục được nằm trong dịch vụ công 50-60% theo ước tính của AZFIN. Do vậy, việc kiểm soát CPI là rất khả thi, có nghĩa là nằm trong tầm tay của chính phủ. Về tỷ giá, cán cân tổng thể kỳ vọng thặng dư tốt cho năm 2022 và USD và Việt Nam tiếp tục tăng do thứ nhất là sự đóng góp của xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ dòng trở lại làm cán cân thương mại thặng dư lớn. Thứ hai là dòng vốn FDI tiếp tục dồi dào do cái xu hướng vĩ mô tốt tại Việt Nam. Và cuối cùng đấy là lượng kiều hối tiếp tục đổ về Việt Nam và dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục là 18,1 tỷ USD cho năm 2021. Về cái dự báo tăng trưởng lợi nhuận của VN Index thì năm 2022 chúng tôi dự báo được đấy khoảng 20-25%. Như thế thì tương đương là PE forward 2022 sẽ xuống mức 13,5 lần, hấp dẫn so với các nước trong khu vực và trong quá khứ. Nếu anh chị có nhìn vào đây thì có thể thấy rằng là PE forward của các nước, ví dụ Malaysia là 13,9%, Philippines là 15,8 lần, Indonesia là 15,8 lần, Thái Lan là 16,6 lần. Vâng, và như thế thì chúng ta đi qua cái phần nhận định của vĩ mô và thị trường chứng khoán cho năm 2022. Và sau đây sẽ chuyển sang phần cổ phiếu ạ. Đầu tiên thì nếu mà nói đến top nhóm ngành hấp dẫn năm 2022 thì AZFIN đã nhận chọn những nhóm ngành sau. Đây cũng sẽ đi lướt qua khá là nhanh ạ. Thứ nhất là ngành ngân hàng, tiếp tục là bất động sản khu công nghiệp, dư địa lớn, tiếp tục là bất động sản dân cư, gặt hái thành quả, nhóm ngành chứng khoán, bắt kịp xu hướng. Ngành thép, chu kỳ lần này đã khác. Nhóm ngành bán lẻ, hồi phục cùng nền kinh tế. Công nghệ thông tin, đó là xu thế tất yếu. Và cũng không để mất thời gian của anh chị nữa thì có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu đến phần Q&A hoặc là Q&A đi ạ. Chứ sẽ chuyển sang phần Q&A luôn. Đầu tiên thì em xin phép được trả lời trước, chọn những câu hỏi trước của một vài anh chị đã chat cho AZFIN Việt Nam ạ. Cụ thể là trên kênh Telegram. Vâng, chúng ta sẽ cố gắng đi lần lượt các kênh có thể. Tất cả các cái câu hỏi có thể, có những cái câu hỏi nào trùng thì chúng tôi xin phép là gộp lại trả lời một lần. Còn những cái câu hỏi nào mà chúng tôi chưa trả lời kịp thì xin phép quý vị là trong một vài hôm tới thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời hết những cái câu hỏi đó. Và nếu quý vị nào vẫn chưa nhận được cái câu trả lời cho mình thì hãy trao đổi với chúng tôi qua Telegram, đúng không ạ? Vâng ạ. Thì chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời toàn bộ những cái câu hỏi mà quý anh chị đặt ra. Vâng ạ. Đầu tiên là có một câu hỏi, đó là ngày 18 tháng 1 năm 2021, sau khi công bố kết quả kinh doanh, thị trường đã điều chỉnh mạnh. Vậy liệu điều này có lặp lại cho năm nay hay không? Mời anh Phục ạ. Vâng ạ. Thì đây là một cái câu hỏi mà cũng có một số nhà đầu tư quan tâm. Thì về cái câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Thì thứ nhất, 18 tháng 1 năm 2021 ấy, thì về cơ bản kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chưa công bố đáng kể đâu ạ. Người ta thường công bố nhiều nhất từ ngày 25 tháng 1 và đến ngày 31 tháng 1 thì người ta sẽ công bố nhiều nhất vào cái giai đoạn đó. Đặc biệt trong những ngày 29, 30 và 31 thì người ta sẽ công bố rất nhiều. Thế thành ra là chúng ta có thể khẳng định rằng cái việc giảm của thị trường tháng 1 năm 2021 nó không phải là
không phải là nguyên nhân đến từ cái việc công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 đâu ạ. Bởi vì báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 ra triển vọng rất tốt. Thì chúng tôi nhận thấy nguyên nhân nó điều chỉnh vào tháng 1 năm 2021 đến từ nguyên nhân như sau. Đặc biệt đó là định giá của VN Index tại thời điểm đó. Thì chúng tôi xem cái định giá nó xấp xỉ 19 lần của PE. Thì đây là một mức gọi là tương đối cao. Bởi vì trung bình trong 5-6 năm qua thì PE của VN Index nó khoảng 16 đến 16.5 lần. Như vậy nó đã hơn 19 lần, tức là cao hơn 20% so với mức trung bình. Bên cạnh đó thì cũng có, trong giai đoạn đó thì cũng có lo ngại nhất định về cái nền kinh tế ở trên thế giới, cũng như là Covid bùng nổ ở nơi này nơi kia không được kiểm soát. Và đặc biệt là cái giai đoạn đó thì Việt Nam cơ bản là vẫn gần như chưa ai được tiêm vaccine cả. Chính vì thế cho nên có những cái sự lo ngại nhất định về việc dịch bệnh bùng nổ trong tương lai. Thì hai cái yếu tố, một định giá cao, hai là yếu tố liên quan đến vaccine dịch bệnh, nó khiến cho tâm lý nhà đầu tư bị dao động và bị giảm giá khá mạnh. Bên cạnh đó thì còn một cái yếu tố có thể đó là chính là trước đó đã trải qua một cái giai đoạn tăng rất mạnh thì nhà đầu tư chốt lời đỡ. Còn hiện nay thì sao? Hiện nay thì PE của VN Index khoảng 17.6 lần, của VN30 đâu đó khoảng 16.2 lần. Thì khi chưa có kết quả kinh doanh quý 4, còn nếu mà tính đến hết tháng 1 này, khi có kết quả kinh doanh quý 4 thì lợi nhuận chúng tôi kỳ vọng sẽ làm cho PE của VN Index giảm xuống còn khoảng độ 16.9 lần, bởi vì quý 4 này lợi nhuận vẫn tăng so với quý 4 năm trước. Rồi nào của VN30 thì giảm xuống dưới 16 lần. Nếu VP Bank mà còn ghi nhận lợi nhuận đột biến từ FE Credit thì thậm chí PE của VN30 còn chỉ còn khoảng độ 14.5 lần mà thôi. Thì ở cái mức như thế thì cái rủi ro điều chỉnh giảm giá thì AZFIN cho rằng là không cao. Nếu có điều chỉnh thì cũng không giảm mạnh mà chỉ cho quanh trong vòng khoảng độ 5% mà thôi. Còn về cái xu hướng tích cực thì chúng tôi đánh giá cao hơn, bởi vì với PE của VN30 không tính FE thì nó khoảng độ 15.8, 15.9, của VN Index khoảng độ 16.7 thì là một mức định giá trung bình với VN Index và hấp dẫn với VN30. Thì cái cơ hội upside, tức là cả là phần thưởng nó sẽ lớn hơn cái rủi ro ở trong cái quý 1 năm 2022 này. Và để kỳ vọng một cái đợt sụt giảm mạnh thì chúng tôi cho rằng cần phải hội tụ một số yếu tố sau. Đầu tiên là phải định giá cao. Thứ hai là có một cái điều gì đó bất thường tác động đến vĩ mô. Và thứ ba có thể là cái tâm lý chốt lời nó lan tỏa thì lúc ý mới tạo ra những cái đợt sụt giảm mạnh. Tôi xin bổ sung một chút ở chỗ này là trong cái thời gian mà khi mà cái tâm lý của nhà đầu tư thường hay bị ảnh hưởng bởi thị trường thế giới, từ trước nay đều như vậy, thì Fed là một cái nơi mà thông thường nó tạo ra cái tác động, ít nhất là đối với Việt Nam mình có thể không tác động về cái thực chất đâu nhé, nhưng nó sẽ tác động ở góc độ gọi là tâm lý. Thì khi mà Fed tăng lãi suất thì thông thường là có gây ảnh hưởng một chút thôi đến tâm lý người dân Việt Nam đó, thì khiến cho cái giá của thị trường có thể biến động một chút đó. Thì cái câu chuyện của năm 2022 này sẽ là câu chuyện của việc Fed tăng lãi suất. Tuy vậy thì chúng ta cần phải nhìn lại rằng là cái quy mô của nhà đầu tư nước ngoài và quy mô của vốn nhà đầu tư nội đang tương đương nhau, tức là 50-50. Ngày xưa thì nhà đầu tư ngoại cao hơn chút, nhưng mà nhờ hiện nay là cái chứng khoán hóa của toàn dân khiến cho cái tỷ lệ đang tương đương nhau rồi, thì thành ra là nó có ảnh hưởng, vẫn có thể bị ảnh hưởng nhé, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó chỉ ảnh hưởng trong khoảng 6 tháng đầu năm nếu như có thể, còn sau đó thì tôi nghĩ là ảnh hưởng của khối ngoại rất là ít. Vâng ạ. Em chuyển sang câu hỏi thứ hai, câu hỏi về Vinhome. Có vẻ là một cổ phiếu bất động sản mà rất nhiều anh chị đang quan tâm đến. Vinhome đứng số 1 về quỹ đất và vốn hóa trên lợi nhuận trong ngành bất động sản. Tại sao tốc độ tăng giá so với các doanh nghiệp cùng ngành khác lại chậm ạ? Em xin mời anh Tuấn đầu tiên ạ. Đối với Vinhome thì chúng ta cần phải nhìn rằng là Vinhome là một doanh nghiệp họ phát triển rất là bài bản. Nếu như các doanh nghiệp khác ở Việt Nam họ đều đi theo kiểu gọi là xây một cái tòa nhà lên và mang đi bán, thì Vinhome là một con đường rất là khác, là họ xây khu đô thị và họ có những cái khu dân cư, nhưng họ có những tiện ích đi kèm, ví dụ như họ có xe, đúng không? Họ có bệnh viện, có trường học, thì tất cả những thứ đó nó khiến cho cái việc kinh doanh của Vinhome nó tốt hơn rất là nhiều. Mặc dù Vinhome quỹ đất của họ xây dựng khu đô thị nó ở khu ngoài ngoại ô so với thành phố,
nhưng việc bán hàng của họ rất là tuyệt vời. Hiện nay thì một số các doanh nghiệp mà hàng đầu, mà những doanh nghiệp muốn phát triển bài bản như kiểu Nam Long này hay Ecopark, họ cũng đều đi theo hướng gọi là xây khu dân cư, và họ phát triển các sản phẩm đi kèm như kiểu bệnh viện rồi trường học đó. Thì chúng ta thấy rằng là Vinhome đã đi trước thời đại rất là nhiều, và chính cái việc đó khiến cho cái brand name của Vinhome nó trở thành một cái brand name gọi là mạnh nhất ở Việt Nam, có thương hiệu rất là lớn ở Việt Nam đó. Thế thì cái câu chuyện, câu hỏi là tại sao cái giá cổ phiếu của Vinhome nó chưa được tăng như kỳ vọng, thì thông thường nó có rất nhiều lý do. Một số lý do về kỹ thuật chẳng hạn, tức là khi mà có một số cái nhu cầu bán ra của đông lớn thì khiến cho giá cổ phiếu khó tăng, thì đương nhiên đấy là những lý do kỹ thuật. Nhưng mà AZFIN quan điểm rằng là nếu như một doanh nghiệp mà thực sự tốt thì cái thời gian mà nó đang đi ngang mà bị tác động kỹ thuật đó, đó là cơ hội rất là tốt để chúng ta mua vào. Bởi vì cái PE của Vinhome đâu đó chỉ có 10 lần, và trong ROE của doanh nghiệp này lên 36%. Nếu quý vị nhìn lại các cổ phiếu bất động sản mà đang tăng rất là nóng được vừa qua, cái ROE đâu đó chỉ có 5-7%, nó con số rất là thấp. Và mọi người đang bơm thổ bởi vì cái quy mô vốn hóa rất là nhỏ, nên thành ra là cái việc đẩy giá lên nó dễ hơn, đó kiểu như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là các cổ phiếu bất động sản khác ấy, đương nhiên thì không phải toàn bộ nhé, nhưng mà có một số cổ phiếu mà cái ROE nó quá thấp, nó 7-8%, thì tôi nghĩ rằng là gần như là cái phần lợi nhuận đấy cổ đông không được hưởng đâu, và cái phần lợi nhuận đấy nó lại dành cho những cái bên ngoài khác đó, và nó chỉ đang đi theo kiểu gọi là nhìn quỹ đất và quy sang tiền đó. Thì Vinhome là một cổ phiếu có thật, tức là làm thật ăn thật, và giá cổ phiếu lại đang rất là rẻ đó, thì tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội. Vâng. Thì nhân tiện nếu mà chúng ta nói về Vinhome thì có một anh có hỏi rằng đó là có ý kiến cho rằng là Vinhome hiện tại có vốn hóa rất lớn cho nên Vinhome rất khó để tăng giá. Thì AZFIN đánh giá ý kiến này như thế nào? Em mời Phụ ạ. Vâng, thì rõ ràng quy mô vốn hóa của Vinhome lên đến khoảng 350-360 ngàn tỷ, đúng không ạ? Một cái quy mô khá lớn. Thì nó lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp khác. Thì điều này thì nếu mà đánh giá dựa trên cơ bản thì nó vẫn rất là rẻ so với các doanh nghiệp khác. Còn về cái câu chuyện vốn hóa nó lớn, nó không tăng giá, thì đó chúng tôi cũng cho rằng đó cũng là một trong những yếu tố nó tác động đến cái vấn đề là tăng giá chậm. Tuy vậy thì chúng ta cần phải nhìn sâu vào vấn đề ở đây. Đó là chúng ta nhìn theo góc độ đầu cơ hay chúng ta thì nhìn theo góc độ đầu tư. Đúng không? Nếu góc độ đầu cơ thì rõ ràng là cứ có tiền vào nó đẩy lên. Quý vị có thể thấy mấy năm trước có những cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu rác đi. Đúng không ạ? Nó còn tăng được lên 200 ngàn cơ mà. Thế thành huống chi là những cái cổ phiếu khác nó cũng có một phần cơ bản thì nó đẩy giá lên được là một chuyện hết sức bình thường. Và chúng ta sẽ quay lại về cái vấn đề liên quan đến đầu tư, bản chất của đầu tư như này. Thì doanh nghiệp thì họ cũng cần phải thời gian phát triển. Chính vì thế cho nên cái giá cổ phiếu chẳng hạn thì nó không hẳn là trong vòng 1 tháng hay 2 tháng nó phải phản ánh tăng vài chục phần trăm đâu ạ. Rõ ràng nếu mà tính từ đầu năm 2021 thì Vinhome nó vẫn tăng được khoảng hơn 20%. Tuy nó thua VN Index thật đấy, nhưng mà chúng tôi cũng tin rằng là trong dài hạn thì khi mà người ta phản ánh đúng hơn thì có thể giá nó sẽ tăng trưởng tốt hơn. Đó, còn nếu mà chúng ta so sánh với những cổ phiếu tăng bằng lần, bằng nhiều lần ấy, thì thực sự là nó rất là khó nói chuyện ở đây. Và cũng lưu ý quý vị rằng là những cái cổ phiếu nào có thể tăng nhiều lần thì đó là lúc rẻ thì chúng ta không đụng vào. Thì có trong tay của một nhóm nào đó hết, thế thành ra họ rất dễ hàng, họ cứ đẩy lên. Đúng không? Nhưng mà đến một lúc nào đó nếu mà giá cả nó vượt qua giá trị rất nhiều ấy, và chúng ta FOMO, chúng ta sô bồ vào ấy, thì rồi có một ngày chúng ta sẽ phải trả giá. Quy luật thị trường nó luôn là như vậy. Đó. Còn chốt lại cái vấn đề là vốn hóa nó lớn và thanh khoản nó lớn ấy, thì có ảnh hưởng một phần đến cái việc tăng giá trong ngắn hạn. Vâng, vậy thì nhân tiện chúng ta đang nói đến yếu tố kỹ thuật thì cũng có một anh có hỏi như thế này, đó là để em tìm lại câu hỏi. Về Vinhome thì tính chất điều tiết chỉ số có ảnh hưởng đến mức giá kỳ vọng 2022 như AZFIN đã dự kiến hay không? Về vấn đề điều tiết chỉ số thì AZFIN không có đủ cơ sở để đánh giá rằng là ai điều tiết chỉ số và điều tiết như thế nào. Thì cái này thì chúng tôi cũng không có cơ sở, cho nên chúng tôi không đánh giá. Vâng. Tiếp tục anh chuyển sang câu hỏi tiếp theo là về bán lẻ. P&J thì có nhiều rủi ro nhiều, từ thứ nhất là giá vàng thế giới giảm, tăng lãi suất biến chủng Omicron, thì trong thời gian tới thì liệu họ có bị chịu những cái rủi ro như thế hay không? Em mời anh Tuấn ạ. Chúng ta cần phải nhìn lại là P&J là một doanh nghiệp bán lẻ và họ dựa trên nhiều cái vàng nữ trang, và vàng nữ trang tức là họ dựa trên nhiều cái thương hiệu của họ, tức là giá vàng họ nhập vào một giá và họ sẽ bán ra một giá, tức là dựa trên cái gia công của họ. Ví dụ như họ nhập vàng giá 50 chẳng hạn
thì lúc đó họ sẽ gia công ra thành những cái vàng có chất lượng cao, có chế tác rất là đẹp để họ bán ra mức giá cao hơn. Và thông thường nếu như quý vị có tham gia chơi vàng chẳng hạn, như ví dụ như là bà xã Tuấn cũng mua một chút ít trang sức về vàng, thì thông thường vàng sẽ mua tại đâu thì sẽ bán tại đấy. Ví dụ như là mình sẽ mua một chiếc nhẫn vàng chẳng hạn, thì thông thường khi mà chúng ta muốn chơi chán rồi, chúng ta thấy cái phần đấy nó không còn thích nữa, thì chúng ta sẽ mang đi bán lại. Thì thông thường sẽ không bán lại các cửa hàng vàng khác, mà thường sẽ bán lại chính cái cửa hàng mà mình đã từng mua, thì giá thường sẽ tốt hơn. Đó, thế thì mình phải nhìn lại rằng là cái độ phủ của P&A có tốt hay không. Nếu như độ phủ nó tốt thì thông thường là khách hàng sẽ mua nhiều đấy. Và khi mua vào nó sẽ chênh lệch mua vào bán ra. Chẳng hạn như Tuấn mua một chiếc nhẫn vàng này, giá là 2 triệu chẳng hạn, thì một thời gian sau Tuấn lại mang lên bán, thì lúc đấy bán theo giá vàng. Nhưng nếu bán ngay tại thời điểm đấy thì bán ra chỉ được 1,8 triệu. Đó, thì ý rằng là nó sẽ luôn luôn có độ chênh đấy, nên thành ra là cái tác động của giá vàng nó sẽ không có tác động nhiều đến P&A đâu ạ. Còn nếu như giá vàng giảm thì đôi khi nó chính là cái nguồn đầu vào, tức là giá nguyên liệu đầu vào bị giảm đi, thì đôi khi nó lại tốt cho P&A chứ không phải là quá xấu đâu. Đó, câu hỏi thứ hai nữa là gì nhỉ? Omicron và tăng lãi suất. Thì đối với Omicron thì thực ra là cái này rất là khó để chúng ta chắc chắn rằng là tác động của nó thời gian tới như thế nào. Nhưng mà có một cái thống kê của các bác sĩ của WHO có nói rằng là cái chủng Omicron này, cái tác động của nó rất là nhẹ, thậm chí có nhiều người không biết nó là mình đã từng bị nhiễm. Và thứ hai nữa là tốc độ lây lan nó rất là nhanh, nên một số các báo cáo đưa ra rằng là Omicron giống như một cái liều vaccine cho tất cả mọi người, tức là mọi người bị nhiễm xong và thời gian sau là nó tạo ra cái miễn dịch. Quay lại cúm Tây Ban Nha năm 1918, tức là cái năm mà cái cúm nó cũng lan rộng y như này, thì lúc đầu nó cũng lây lan rất là kinh. Nhưng đến một thời điểm nào đó cái chủng này nó biến đổi gen rất là tốt, và để biến đổi mức một lúc nào đó thì nó tự thay hóa theo kiểu lây lan nhanh quá thì tác động rất là ít. Đó, nên thành ra là về cơ bản thì một là Omicron Tuấn nghĩ rằng là rất là khó để dự đoán. Nhưng thứ hai nữa, Tuấn nghĩ rằng Omicron chính là một cái liều để giúp vaccine của Việt Nam mình nhanh chóng được hết cái bệnh Covid này qua đi. Đó, thì đấy là Tuấn nghĩ rằng an tâm hơn. Vâng, cảm ơn anh Tuấn ạ. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chuyển sang những câu hỏi về Techcom. Có một anh có hỏi về Techcombank ạ. Đầu tiên là kế hoạch IPO TCBS và chia lợi nhuận chưa phân bổ khoảng 40.000 tỷ trong 2022 không? Nếu không thì tăng trưởng lợi nhuận 2022 so với 2021 khoảng bao nhiêu và đến từ đâu? CASA và tăng trưởng tín dụng 2022 so với 2021 chắc cũng khó tăng mạnh. Câu hỏi này thì em ấy phụ ạ. Vâng ạ, về cái IPO của TCBS thì AZFIN cũng có nghiên cứu và cũng có nhận định đó là khả năng nó sẽ diễn ra vào năm 2023. Như vậy là 2022 nó chưa diễn ra. Rồi tiếp theo là cái liên quan đến cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khoảng 40.000 tỷ đúng không ạ? Thì về cơ bản là ở đại hội đồng cổ đông của Techcombank thì các bác ấy cũng có nêu ra rằng là sẽ hạn chế cái việc chia cổ phiếu hơn. Bởi vì cái việc chia cổ phiếu nó không làm giá trị công ty gia tăng gì cả, thậm chí nó gây ra thiệt hại cho cổ đông bởi vì phải đóng thuế 5%. Và đặc biệt bây giờ nhà đầu tư chúng ta cũng không thích lắm cái câu chuyện là chia cổ phiếu đúng không ạ? Sợ là số lượng cổ phiếu nhiều lắm. Thì cái vấn đề là chia cổ phiếu, chia lợi nhuận thì nó cũng không khó có thể xảy ra. Tất nhiên có thể đấy, bởi vì nó luôn sẵn dựa vào một cái tiêu của họ, nhưng mà nó không phải là một cái kỳ vọng gì cho chúng ta neo vào. Thứ hai nữa là về cái phần 40k tỷ này thì chia lợi nhuận bằng tiền mặt ấy, cổ tức bằng tiền mặt ấy, thì là được đánh giá rất thấp. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay các cái ngân hàng nó đều đang cần đua nhau tăng vốn để có được một cái quy mô lớn, để được có cái tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn, có cái miếng bánh thị phần lớn hơn. Hơn nữa cái việc chia cổ tức bằng tiền ấy thì bị ngân hàng nhà nước kiểm soát rất chặt chẽ. Họ về cơ bản trong 2 năm vừa qua có rất nhiều ngân hàng xin chia cổ tức bằng tiền mặt nhưng đều bị ngân hàng nhà nước từ chối, với cái mục tiêu là giúp cho cái ngân hàng an toàn hơn để đến nữa còn tiệm cận các cái tiêu chuẩn ví dụ như Basel 3 chẳng hạn. Đó, còn các cái ngân hàng nhà nước ví dụ như Vietcombank, Vietinbank, BIDV thì theo quy định của luật luôn rồi, có trong luật rồi là nó phải chia cổ tức về. Thế thành ra đấy cũng là một điều cản trở rất khó khăn đối với các ngân hàng nhà nước. Họ thiếu vốn liên tục, hệ số K của họ cực kỳ thấp, lúc nào cũng có trong nhu cầu cứ tăng vốn nhưng mà vẫn phải trả nhà nước. Đó, thì cái vấn đề này nó không tác động nhiều. Tiếp theo là về cái dự báo tăng trưởng năm 2022 thì AZFIN cho rằng với cái hệ số K rất mạnh mẽ của mình, với cái chất lượng tài sản rất tốt của mình, tức là lợi nợ xấu thấp ấy,
hệ số an toàn cao, thì hoàn toàn trong năm 2022 cái tăng trưởng tín dụng của Techcombank có thể kỳ vọng trên 20%, và năm 2021 thì họ được tăng tới 22%, đúng không ạ? To nhưng được tăng 22%, vì năm tới thì kỳ vọng phải tăng được khoảng trên 20%, trên 20%. Thì với cái cơ sở tăng trưởng tín dụng như vậy, cộng thêm cái việc dư địa tăng trưởng tín dụng cuối năm 2021 rất mạnh, thì nó sẽ đẩy lợi nhuận sang 2022. Thì chúng tôi cho rằng năm 2022 thì cái lợi nhuận của Techcombank hoàn toàn có thể tăng trưởng 25-30%, thậm chí trong cái kịch bản xuất sắc thì nó có thể tăng trưởng hơn nữa cơ về lợi nhuận. Và vì sao lợi nhuận lại tăng trưởng cao hơn tín dụng một chút? Đó là Techcombank đã ứng dụng chuyển đổi số rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể thấy số lượng nhân viên của Techcombank hàng năm tăng chưa đến 10%, nhưng mà cái quy mô tín dụng lại tăng 20-30%. Các cái sản phẩm ngoài tín dụng cũng tăng trưởng rất mạnh. Thế thành ra là cái chi phí ở đây sẽ được bị co hẹp, tức là doanh thu nó sẽ tăng mạnh hơn so với chi phí. Nó khiến cho lợi nhuận của Techcombank tiếp tục tăng trưởng mạnh. Thì chúng tôi kỳ vọng là có thể tăng trưởng từ 25-30%, thậm chí cao hơn năm 2021 này. Thì như vậy, với cái việc tăng trưởng như vậy, thì đây là một cái cổ phiếu có cơ bản AZFIN đánh giá là tốt nhất. Còn câu chuyện thì rõ ràng là năm 2022 thì sẽ chưa có nhiều câu chuyện. Đó, thì đấy là quan điểm của chúng tôi. Xin bổ sung thêm một ý kiến nữa là Techcombank thì họ có cái việc phát hành vốn và lấy vốn từ nước ngoài về giá rất là rẻ. Vừa rồi là họ phát hành 800 triệu đô, lãi suất đâu đó chỉ gần như là bằng 2%, LIBOR cũng 2%, tức là nó rất là thấp. Và chúng ta biết rằng là đồng Việt Nam mình hiện tại còn đang hơi tăng giá nhẹ so với cả đồng đô cơ. Nên cái chi phí lãi suất gần như là một số người nói là gần như bằng không. Đó, thì Tuấn thấy rằng là cái việc họ vẫn tiếp tục tăng được tín dụng ra, trong đó cái chi phí đầu vào của họ lại ở mức thấp nữa. Đó, thì cái việc đấy chính là cái mà khiến cho cái kết quả kinh doanh của Techcombank như anh Phục nói là khá là tốt trong năm tới. Đó, nhân tiện thì có câu hỏi về Techcom luôn đấy ạ. Với Techcombank thì chi phí vốn thấp đó là một trong những cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn. Tuy nhiên thì đầu năm nay thì có rất nhiều ngân hàng đã sử dụng cái miễn phí chuyển tiền, như kiểu Vietcombank là một cái ví dụ khá là điển hình. Vậy thì điều này có ảnh hưởng gì đến Techcombank không ạ? Em mời anh Phục ạ. Vâng. Thì về cơ bản là cái điều này nó là một xu hướng tất yếu thôi. Bởi vì nếu mà các ngân hàng họ không miễn phí thì họ sẽ bị mất hết khách. Thì tôi lấy ví dụ là Vietcombank chẳng hạn, thì cách đây khoảng 6-7 năm thì Vietcombank chiếm 50% thị phần thẻ toàn bộ Việt Nam, mở tài khoản ở đấy, các công ty thi nhau mở tài khoản và chuyển lương qua đó. Thì Vietcombank có một cái lợi thế về đi đầu như thế rất tốt về mảng thẻ. Tuy vậy thì sau khi các cái ngân hàng như là Techcombank họ đi đầu trong việc miễn phí, rồi sau đó đến VPBank, rồi đến MBBank vân vân, thì cái lượng khách hàng dịch chuyển từ các cái ngân hàng thu phí sang những cái ngân hàng không thu phí rất là nhiều. Và bây giờ các cái ngân hàng nhà nước mới tung ra gọi là miễn phí, chẳng qua là một giải pháp tình thế để tránh việc khách hàng tiếp tục di chuyển. Còn đến việc khách hàng có trở lại của họ hay không lại là một cái vấn đề khác. Thì đây chỉ là một cái giải pháp tình thế. Tuy nhiên chúng ta nhìn nhận rõ với vấn đề này như sau ở trong giới ngân hàng kinh doanh như này. Techcombank là một cái ngân hàng dẫn đầu về xu thế. Khi người ta chưa ai nghĩ đến kinh doanh bảo hiểm, tức là bảo hiểm ban ca đấy, thì Techcombank đã đi đầu rồi. Đi đầu một thời gian và gặt hái rất nhiều thành công từ cái năm 2016-17. Sau đó thì các ngân hàng khác thấy nó thú vị mới đua theo, cũng lại ban ca. Thì khi đó thì Techcombank đã nhảy sang ứng dụng công nghệ rất mạnh mẽ rồi và thu được rất nhiều thành quả từ CASA. Từ một cái ngân hàng CASA trung bình chỉ độ 15-17% mà đến bây giờ đã tăng lên đến 45-47%. Phải nói là rất là khủng khiếp nhờ cái đi tiên phong như thế. Và khi bây giờ mà các ngân hàng lại tiếp tục miễn giảm lãi thì Techcombank đã nâng lên một cái tầm mới đó. Về công nghệ, về rất nhiều các cái thứ khác nữa, về các cái sản phẩm dịch vụ, hay là ngay cả về cái vấn đề trái phiếu của Techcombank Security cũng vậy đó. Thế thành ra về cơ bản thì chúng tôi cho rằng các ngân hàng kia có miễn phí thì có ảnh hưởng một chút ít đến ngân hàng Techcombank mà thôi, nhưng nó không ảnh hưởng đáng kể. Và bây giờ cái chiến lược Techcombank đó là xây dựng một cái hệ sinh thái đa chức năng đầy đủ ở trong đó. Tức là quý khách vào cái hệ sinh thái có thể đủ tất cả mọi thứ ở trong đó và không phải đi đâu cả. Thay vì là liên quan đến dịch vụ ngân hàng thì một chỗ, bảo hiểm một chỗ, chứng chỉ quỹ một chỗ, giao dịch chứng khoán một chỗ, XYZ một chỗ, thì bây giờ nó tất cả một chỗ. Thì đấy là cái lợi thế hệ sinh thái mà Techcombank đã xây dựng thành công và rất hiệu quả. Thì tóm lại cái vấn đề ở đây là nó có ảnh hưởng
tức là các ngân hàng miễn phí thì có ảnh hưởng một chút ít nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến cái triển vọng phát triển trong tương lai của ngân hàng này. Tôi xin chia sẻ thêm một chút đối với cả Techcombank trong cái trường hợp mà gọi là chiến lược One Account như anh Phục vừa chia sẻ. One Account tức là gì? Tức là một tài khoản làm được rất nhiều việc. Thì trên thế giới đã có một số các nơi đã làm rồi như kiểu Charles Schwab. Và Charles Schwab là một công ty họ ứng dụng One Account ngay từ rất là sớm. Và chính vì thế nên cái giai đoạn sau khi mà fintech nổi lên rất là mạnh như Robinhood, tức là họ giảm giá chi phí về giao dịch, thì lúc đó là Charles Schwab vẫn là một doanh nghiệp vượt trội hơn tất cả so với mặt bằng chung, thậm chí cả S&P 500. Điều đó có thấy rằng là cái chiến lược của Techcombank, tuy chúng ta đây là mới Việt Nam nhưng ở trên thế giới đã có người thực hiện rồi và nó đã chứng minh được sự thành công rất là cao. Đó thì Tuấn muốn lấy cái trường hợp của nước ngoài về để quý vị nhìn rõ hơn cái bức tranh tổng quát của một cái ngân hàng theo con đường của Adaka. Vâng, em cảm ơn anh Toàn và anh Phục ạ. Tiếp tục câu hỏi về Phước Hòa. Có anh chị có hỏi đó là nếu mà so với KBC về quỹ đất, các dự án sắp triển khai tỷ lệ lấp đầy, dự kiến cho thuê trên tổng lợi nhuận thì doanh nghiệp nào có tính cạnh tranh hơn? Hiện tại thì KBC đang có những có quỹ đất cũng như có những cái dự án tại Long An, Tân Lập, Hưng Yên, Chính Nghĩa, Kim Động, Đặng Lễ, Hải Phòng, Tràng Duệ 3, Hải Dương, Kim Thành, Thanh Hà, Bình Giang. Và nếu mà so sánh giữa Phước Hòa với KBC thì anh Tuấn có nhận định như thế nào? KBC thì họ có quỹ đất khoảng 5.200 ha. Còn PHR thì quỹ đất tổng của họ là 25.000 ha. Tức là nhìn qua là cái quỹ đất của PHR phải gấp khoảng 5 lần so với quỹ đất của KBC. Đó là một. Thứ hai nữa là quỹ đất của PHR là quỹ đất sạch, tức là họ là quỹ đất cao su. Đương nhiên thì họ dự kiến chuyển đổi sang đất khu công nghiệp là khoảng 5.600 ha, coi như tương bằng với KBC đi. Thì ít nhất rằng là chúng ta định thấy rằng là PHR là không hề thua KBC ở góc độ quy mô vốn hóa này, quy mô quỹ đất này, rồi việc chuyển đổi sang thành đất khu công nghiệp. Thứ hai là nói về cái mức độ sinh lời thì cái ROE của công ty như cái PHR là cái ROE nó là trên 20%, thậm chí có những năm lên khoảng 30% đến 36%. Đó thì chúng ta nhận thấy rằng là PHR doanh nghiệp họ hoạt động rất là hiệu quả và tiền họ kiếm ra được họ sẽ dành chuyển hết cho cổ đông. Nhưng mà chúng ta nhìn sang KBC thì KBC trong rất nhiều năm qua mặc dù họ cũng có lợi thế cạnh tranh y như vậy nhưng ROE của họ chỉ có 6-7%. Năm 2020 cái ROE của họ xuống còn 1%. Quý vị biết rằng là mặc dù nhìn quỹ đất lớn như vậy nhưng mà gần như là tiền có dành cho cổ đông đâu, đúng không ạ? Nó book cái giá trị lợi nhuận cho cổ đông rất là ít. Thì đương nhiên giá cổ phiếu KBC nó tăng có rất nhiều lý do. Tuấn còn nhớ rằng là tại thời điểm DC bắt đầu vào hàng, tức là bắt đầu mua vào đó, thì lập tức là giá cổ phiếu KBC ngay sau đó nó tăng từ 15.000 lên khoảng 30.000. Đó, và bây giờ nó tăng lên tiếp tục rồi. Đó thì nếu như chúng ta tin rằng là việc DC vào, tức là Dragon Capital, một cái quỹ đầu tư tài chính lớn nhất Việt Nam và khiến cho cái hoạt động của KBC nó tốt lên thì quý vị cũng hoàn toàn thể đầu tư. Nhưng ở góc độ của Tuấn thì cái việc đấy nó vẫn đang nằm trong cái ẩn số và thành ra là chúng ta chắc chắn rằng KBC trở thành một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Chúng ta cần phải thời gian trả lời. Vâng, anh cảm ơn anh Tuấn ạ. Có một câu hỏi chung mà có rất nhiều khách hàng họ quan tâm đó là cái case hoàn nhập trích lập dự phòng từ VMC của STB. Thế thì anh Phục, anh có quan điểm thế nào ạ? Vâng, về cái vấn đề liên quan đến trường hợp của cổ phiếu STB, chúng tôi pick vào cái danh mục báo cáo chiến lược năm 2022 này thì nó có một cái số lý do như sau. Về cơ bản, STB không phải là ngân hàng tốt nhất, cũng không nằm trong nhóm tốt nhất. Nhưng mà nó, chúng tôi cho rằng là nó sẽ nằm trong cái nhóm ngân hàng từ xấu chuyển sang trung bình đến khá tốt nhờ vào cái việc là có thể xử lý cái nợ xấu rất tốt trong cái thời gian có thể 2022 này. Và vì sao lại vậy? Thì về cơ bản là STB có rất nhiều nợ xấu từ cái hồi sát nhập ngân hàng Phương Nam vào đó. Và người tác giả cho cái câu chuyện này đó là ông Trầm B. Thì ông Trầm B thì cũng đã về cơ bản cũng đã bị cơ quan pháp luật nhà nước thì cũng đã hỏi đến và có trong cái đại án đó. Thì số lượng cổ phần ông Trầm B nắm trực tiếp và gián tiếp của STB nó lên đến khoảng hơn 30%, khoảng 33%. Thì cái những cái khoản nợ liên quan đến VMC mà phải trích lập, phải xử lý của STB ấy, thì đó lại liên quan đến cái ông Trầm B cũng như ngân hàng Phương Nam này. Bởi vậy cho nên hiện nay người ta đang mong muốn rằng bán cái số lượng cổ phần của STB của ông Trầm B để cho xử lý cái đống nợ xấu của STB. STB và các cái tài sản đảm bảo cho các cái khoản nợ đó
ở STB nó lại là bất động sản. Thì bất động sản bây giờ lên giá rất tốt, và nếu xử lý xong cái số đó thì STB sẽ thu hồi được một khoản rất lớn vốn để cho phục vụ cho sự phát triển. Còn cái việc hoàn nhập chính xác là bao nhiêu thì rất là khó đánh giá. Khó đánh giá tùy thuộc vào cái tài sản đảm bảo ý, nó được xử lý như thế nào. Và xin thưa với quý vị rằng là cái ngân hàng STB là cách đây một năm thì nó vẫn còn là ngân hàng nhất nhì trong cái giới ngân hàng ngoài quốc doanh về cái quy mô tín dụng, hệ mạng lưới của nó cũng là rộng nhất. Thì nó là một ngân hàng rất có giá trị và rất nhiều người họ mong muốn sở hữu ngân hàng này. Ngay cả ngân hàng EIB của ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam ấy, quy mô rất nhỏ mà còn tranh đấu nhau để có được nó, thì STB là một ngân hàng quy mô rất lớn và rất nhiều người tranh đấu nhau để có nó. Thì khi đó người ta kỳ vọng rằng nó bán cái số lượng cổ phần ấy với giá sẽ cao và STB sẽ thu lại được rất nhiều tiền từ cái deal đó, và họ sẽ hoàn nhập được thêm, nếu mà có thể hoàn nhập tích cực nhất thì chúng tôi cho rằng có thể lên đến 15.000 tỷ hoàn nhập. Đó, nếu mà xử lý xong thì khi hoàn nhập được cộng thêm cái kết quả kinh doanh cải thiện, cộng thêm là STB có thể họ sẽ phải tăng vốn để đáp ứng được cái mục tiêu phát triển cũng như cái quy mô của mình. Bởi vì vốn chủ sở hữu của STB trong nhiều năm nay về cơ bản không được phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. Vốn chủ khá nhỏ, hơn 30.000 tỷ thôi, nhưng mà quy mô tín dụng của nó thì bằng Techcombank, bằng MB Bank, bằng ACB, mà vốn chủ thì lại chưa bằng nửa các cái ngân hàng kia. Thế do đó là nó có nhu cầu tăng vốn. Thì với cái định giá PB forward chỉ bằng từ 1.05 đến 1.3 lần mà lại có nhu cầu tăng vốn nữa thì nó là một cái gì đó rất rẻ để có thể nắm giữ đầu tư. Đặc biệt STB còn có cái zoom bán cho nhà đầu tư nước ngoài nữa. Thì đây cũng là một trong những câu chuyện rất thú vị. Nếu nó xảy ra sớm được thì càng tốt, không thì 2023 nó cũng sẽ xảy ra. Đó, thì cộng những cái câu chuyện như vậy thì cổ phiếu STB rất xứng đáng để chúng ta có thể gọi là đầu cơ giá trị một chút. Thì tất nhiên cơ bản chúng tôi đánh giá tốt, ok, tương đối tốt, mọi thứ ok, định giá hấp dẫn. Đó, thì rất xứng đáng để đưa vào đây. Thì đấy là một cái câu chuyện liên quan đến STB. Vâng, em cảm ơn anh Phục ạ. Có một bạn anh chị thì có hỏi đó là tại sao câu hỏi của anh chị vẫn chưa được trả lời, đúng không ạ? Bởi vì thực ra là AZFIN thì có cả trên Telegram. Trên Telegram thì AZFIN sẽ phục vụ cho những khách hàng mà mua riêng bằng cả chiến lược, đúng không? Còn bên cạnh đấy thì bọn em vẫn đang duy trì group VIP, cho nên những câu hỏi này là bọn em đang chọn những câu hỏi của anh chị trong Telegram để trả lời. Chứ đây không phải là bọn em dựng kịch bản sẵn để trả lời câu hỏi đâu ạ. Và trong buổi hôm nay thì AZFIN Việt Nam sẽ cố gắng trả lời từ 80 đến 90% toàn bộ câu hỏi mà anh chị đặt ra. Còn những câu hỏi khác, nếu mà trong hôm nay chưa trả lời được thì bọn em sẽ hoàn toàn sẽ chat, hoặc là anh chị cứ chat cho em và em sẽ trả lời câu hỏi anh chị một luôn ạ. Tiếp tục là về câu hỏi về STB đã xong rồi ạ. Vâng. Nốt thêm một câu hỏi trong đây, có hỏi về Techcom nữa đi ạ. Techcombank tập trung khách hàng tại nhóm công ty Đông Âu. Vậy đối với tài sản bảo đảm có bị tập trung rủi ro không? Có tiềm ẩn rủi ro nếu Việt Nam có khủng hoảng đối với các công ty bất động sản lớn như tại Trung Quốc không? Em mời anh Tuấn ạ. Đối với câu hỏi này, tức là cái rủi ro tập trung, thì có hai trường phái về quản lý rủi ro anh chị nhé. Trường phái thứ nhất đó là tôi sẽ đầu tư vào một vài cái giỏ thôi, và chúng tôi quan sát rất kỹ cái giỏ đấy, xem cái giỏ đấy nó hoạt động như nào. Và trường phái thứ hai đó là tôi giải tất cả mọi nơi, chỗ nào tôi cho vay một chút, thì nếu như chẳng may có chỗ nào bị chết thì cái phần còn lại tôi vẫn còn sống. Thì đấy là hai cái quản trị rủi ro. Đôi khi chúng ta đều đang tưởng tượng rằng là chỉ có cách rủi ro thứ hai, tức là chúng ta giải đều tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng giải ít tiền thì lúc đó là sẽ an toàn hơn. Nhưng cái trường phái thứ nhất cũng rất là an toàn quý vị nhé, bởi vì nó không hề có quá rủi ro đâu. Thì chiến lược của Techcombank là gì? Đó là họ mở rộng từ từ và bền vững. Họ sẽ đánh trọng điểm, ví dụ như đầu tiên là họ thấy rằng mảng bất động sản là mảng kênh đầu tư đến 90% người dân Việt Nam đều biết đến. Chẳng hạn có rất nhiều anh chị hay chẳng hạn như gần nhà Tuấn đó, bố mẹ Tuấn cũng không ai biết đến kênh chứng khoán cả. Nói chứng khoán là cảm thấy rất là rủi ro đó, nhưng mà bất động sản thì ai cũng biết đó. Thế thì quan điểm của anh Hùng Anh của bên Techcombank đó là anh ấy coi bất động sản một kênh nồi cơm chính của toàn bộ người dân Việt Nam, và thế vì thế anh sẽ tập trung vào phần miếng bánh này trước, và miếng bánh này anh sẽ mở rộng và tập trung vào những cái công ty mà anh có thể nắm được cái dòng tiền, chắc chắn được rằng là doanh nghiệp này vẫn hoạt động rất là hiệu quả đó. Thì đấy là chiến lược của anh ấy. Tương lai thì Techcombank sẽ tiếp tục phát triển, ngoài bất động sản họ đang hướng đến mảng xuất nhập khẩu, thì họ sẽ chọn những cái công ty nào
những cái khu vực nào mà họ kiểm soát được dòng tiền, họ chắc chắn rằng là cái việc hoạt động của công ty này sẽ ổn định. Đó, thì chiến lược của Techcombank là như vậy, họ sẽ không đi theo kiểu gọi giải đều như các ngân hàng khác đâu quý vị ạ, mà họ sẽ đi theo trọng điểm từng ngành một, và mỗi ngành họ sẽ chắc chắn rằng là cái doanh nghiệp đấy phải hoạt động hiệu quả. Thì nên Tuấn nghĩ rằng là nó không bị quá rủi ro đâu. Đó, nếu đi theo tư duy như vậy. Em cảm ơn anh Tuấn ạ. Vâng, có một câu hỏi nữa mà chắc là rất nhiều anh chị cũng quan tâm đến. Câu hỏi về phân bổ danh mục ạ. Tỷ trọng phân bổ danh mục với các mã nên là như thế nào? Mã nào thì tỷ trọng cao, mã nào thì tỷ trọng thấp? Mình nên tập trung phần lớn tiền vào top 5 thôi hay là cả top 10? Em hãy phục ạ. Vâng, trước tiên là xin trả lời, xin trình bày với quý vị nhà đầu tư, đó là trong 10 mã cổ phiếu của AZFIN đưa ra, nó không phân thứ tự là cổ phiếu nào số 1 là cổ phiếu tốt nhất đâu ạ, hay là cổ phiếu đứng thứ 10 là cổ phiếu không tốt đâu ạ, mà chúng tôi random, tức là ngẫu nhiên chúng tôi xếp 10 cái cổ phiếu trong cái top đó, chứ năm nay chúng tôi sẽ không đưa ra là top 5 hay top 10 cả. Về phân bổ ấy, thì thông thường chúng tôi nhận thấy rằng là cái cách tốt nhất đối với đa phần nhà đầu tư chúng ta đó là phân bổ đều. Tức là ví dụ chúng ta chọn 5 mã thì mỗi mã 20%, chúng ta chọn 10 mã thì mỗi mã 10%. Còn nếu quý vị nào đó trước đó có phân bổ mã A, mã B cao hơn rồi chẳng hạn, thì quý vị cũng cứ duy trì không vấn đề gì cả. Thì điều đó là hoàn toàn bình thường, không sao cả. Đó, thì đấy là về cái phân bổ, thì chúng tôi khuyến nghị tốt nhất là nên phân bổ đều. Còn nếu mà chúng ta đã phân bổ lệch rồi cũng không vấn đề gì cả, chúng ta cứ duy trì cái đó. Có thêm tiền thì chúng ta bổ sung vào những cái mã nào mà còn định giá rẻ và có tỷ trọng thấp hơn ạ. Nhìn lại năm 2021 thì có một số cổ phiếu của AZFIN khuyến nghị họ tăng ngay từ đầu, như kiểu PTB chẳng hạn, đúng không anh Phục? Vậy. PTB tăng ngay từ đầu, sau đó thì các mã ngân hàng. Đúng rồi. Rồi đến cuối năm thì lại câu chuyện của Vĩnh Hòa. Đó, nên thành ra là cái câu chuyện mà chúng tôi lựa chọn đây nó sẽ có câu chuyện và nó sẽ xảy ra tùy theo thời điểm mà nó cần phải xảy ra. Vâng, cũng tiếp tục là một câu hỏi mà rất nhiều anh chị có lẽ đang quan tâm, đó là chiến lược mua khi thị trường giảm sâu, cụ thể là thị trường giảm bao nhiêu điểm thì mua, và mua thì sẽ mua bao nhiêu phần trăm NAV, em mời anh Tuấn ạ. Vâng, trong phần này thì chúng tôi cũng nêu rõ trong đó rồi, tức là quý vị có thể xem xét giải ngân khi mà giảm khoảng 10 đến 15% thì quý vị có thể giải ngân tối đa khoảng 20% margin. Bởi vì nếu như mà giải ngân quá cái số lượng margin ấy, thì cái rủi ro mà dính bị côn ấy, nó rất là cao. Đó. Thì khi mà cổ phiếu đã giảm khoảng 15% đến 10-15% thì tức là nó đã về mức giá rất là rẻ. Chẳng hạn như là Hòa Phát chúng tôi khuyến nghị trong đó, thì hiện tại cái PE của năm nay đang khoảng 6 lần đúng không anh Phục? Vâng, chỉ khoảng độ 5.6 lần thôi. Vâng, 5.6 lần. Và nếu như giảm tiếp 10% thì quý vị biết PE về bao nhiêu? Chỉ còn khoảng là 5 chấm. Đúng ạ. Rồi nếu như mà giảm tận 15% thì PE về còn khoảng 4.5 lần. Tức là nó về một mức rất là rẻ và chỉ có 4 năm là quý vị hồi vốn. Giả sử như quý vị đi đầu tư một quán cà phê đi chẳng hạn, thì cái thời gian, hay là chẳng hạn như Tuấn có một anh ấy đi mua một chiếc xe du lịch để đi chở khách. Và thời gian kỳ vọng anh ấy là lợi nhuận khoảng 20% một năm thôi, tức là mất khoảng 5 năm đến 6 năm hồi vốn. Trong đó đây chúng ta mua một doanh nghiệp hàng đầu thị trường. Đúng ạ. Số 1 thị trường về ngành thép, và trong đó cái thời gian hoàn vốn nó còn rẻ, còn thấp hơn cả cái việc mà anh bạn Tuấn đi mua một công ty, mua một chiếc xe du lịch và cho thuê. Đó, thì đấy tôi nghĩ rằng là khá là hấp dẫn. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn ạ. Có một câu hỏi là về ngành ngân hàng ạ. Vì sao AZFIN không cho MBB vào danh sách top 10 khi mà định giá PE, PB của MBB hiện tại được cho hấp dẫn? Liệu có phải là do 2022 MBB không có triển vọng tăng trưởng? Ok, thì tôi xin trả lời như này. Về MB thì chúng tôi đánh giá cũng rất xuất sắc. Nói chung là ví dụ như Techcombank chúng tôi đánh giá 10 thì MBB chúng tôi đánh giá 9.5 đến 9.9 đấy. Chúng tôi đánh giá cũng rất cao MBB. Và nếu quý vị có sẵn cái cổ phiếu MBG trong tài khoản thì quý vị có thể thay vì phân bổ và tech thì thôi giữ MB cũng được, không vấn đề gì cả. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái cổ phiếu này bởi vì cái triển vọng tăng trưởng của nó trong năm 2022 vẫn rất tốt, thậm chí nó còn cao hơn, có thể còn cao hơn cả tech cơ. Đấy, thì nó rất là tốt. Thì chúng tôi không có vấn đề gì về nó cả. Tuy nhiên vì sao chúng tôi lại không chọn? Bởi vì sao? Bởi vì trong cái ngân hàng ấy thì cũng do cái tiêu chí là muốn chọn là mỗi một cái nhóm, một cái hình thức ngân hàng, chúng tôi chọn một ngân hàng, ví dụ ngân hàng cơ bản tốt, triển vọng trong tương lai tăng trưởng ổn định, thì trong đó chúng tôi phải lựa chọn giữa Techcombank này, MB, ACB chẳng hạn, thì thôi chúng ta chọn một cổ, đó là Techcombank. Tiếp theo là những ngân hàng là vừa có cơ bản tốt này, vừa có câu chuyện hay,
chẳng hạn, thì chúng tôi chọn đó là VPBank. VPBank liên quan đến cái câu chuyện định giá PB của nó rất là rẻ, cộng thêm nó có tăng vốn rất lớn cho nhà đầu tư nước ngoài với giá rất cao, và nó có cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Về tín dụng nó có thể được tăng, có thể lên đến 25% nếu mà nó bán vốn sớm thành công đó. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Rồi tiếp theo là chúng tôi cũng chọn một cái ngân hàng mà nó có thể mang lại cái câu chuyện mới mẻ và đột biến, ví dụ như là STB, chứ không phải là vì MBB không có triển vọng đâu ạ. MBB với Techcombank thậm chí chúng tôi đánh giá sấp xỉ nhau. Thế thành ra nếu quý vị có MBB rồi thì có thể thôi không phân bổ Techcombank được, hoặc là chúng ta chia đôi, phân bổ Techcombank một phần, MBB một phần nếu quý vị thích cái đó. Còn trong cái ngành ngân hàng này ấy, thì với cái quy mô tỷ trọng nó chiếm khoảng độ 40% lợi nhuận toàn thị trường và vốn hóa là 30-35%. Chính vì thế cho nên là trong 10 mã thì chúng tôi chọn lấy 3 mã ngân hàng, thì nó hoàn toàn phù hợp so với cái kết cấu của thị trường. Vâng, em cảm ơn anh Phục ạ. Và vâng, câu hỏi cuối cùng trên Telegram đó là EZFIN đánh giá thế nào về khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán cho năm 2022? Em mời anh Phục ạ. À vâng, về cái nâng hạng thị trường thì đó là một câu chuyện rất đáng mong chờ từ năm 2016 cơ. Thì 2016 người ta dự báo là 2018 sẽ nâng hạng, 2017 thì dự báo 2019. Đúng không ạ? 2018 lại dự báo tiếp tục, và 2021 thì dự báo là khoảng 2023-2024. Thì AZFIN cũng cho rằng 2022 thì khả năng Việt Nam nâng hạng là rất thấp, gần như là không đấy, khả năng nâng hạng rất thấp đấy. Đó. Còn chúng tôi cho rằng là có thể 2023 hoặc 2024 thì Việt Nam sẽ được nâng hạng. Đó, bởi vì cái tiêu chuẩn của chúng ta vẫn còn một số tiêu chuẩn chúng ta, một hai tiêu chuẩn chúng ta chưa đáp ứng được, và cái này phải cần thời gian. Ngay cả cái việc thay đổi cái hệ thống giao dịch, co giao dịch, hệ thống giao dịch ở trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn chưa làm được, đúng không ạ? Rồi là rất nhiều các cái sản phẩm liên quan đến short sell, tức là bán khống, đúng không ạ? Rồi là T0 vân vân thì chúng ta chưa đáp ứng được. Thì cái này phụ thuộc rất nhiều vào cái sự nỗ lực của các cái cơ quan quản lý nhà nước để có thể làm thị trường chứng khoán của chúng ta đáp ứng đủ các cái tiêu chí của MSCI vân vân. Đó, thì khi đó thì chúng ta sẽ được nâng hạng. Còn về các cái tiêu chí khác như là liên quan đến vốn hóa, quy mô A, B, C, X, Y, Z thì của Việt Nam phải nói là vượt rất rất xa so với cái tiêu chuẩn hiện nay của cái thị trường mới nổi đấy. Vâng, như vậy thì câu hỏi trên Telegram thì cũng đã hết rồi. Thì bây giờ em sẽ trả lời tương tự từng câu hỏi mà anh chị có chat ở trên phần chat của Zoom ạ. Đầu tiên thì có câu hỏi là anh Phục ơi, sao ngành bán lẻ không lựa chọn MWG mà chọn P&J? Có lẽ là cái này thì xin nhờ anh Tuấn chia sẻ. Vâng, hai doanh nghiệp này đều tốt như nhau thôi, nhưng mà chúng ta cần nhìn lại là cái PE của thế giới động nó đang ở mức rất là cao, đâu đó khoảng 20 lần, đúng không? Đương nhiên là năm tới là họ dự kiến tăng trưởng lợi nhuận đến khoảng 60%, xin lỗi 34%. So với cả nếu chúng ta nhìn sang cổ phiếu như P&J thì năm tới là họ dự kiến tăng trưởng đến 50-60%. Đó thì nếu nhìn với tốc độ tăng trưởng thì P&J nó sẽ cao hơn, và thứ hai với nền định giá thì P&J cũng đang rẻ hơn đáng kể so với cả thế giới động. Đó, và thời gian vừa qua thì P&J đã bị tác động tiêu cực và khiến cho cái nền giá cổ phiếu nó ở mức thấp hơn so với cả thế giới động. Thế giới động thì họ đã có cú tăng rất là mạnh mẽ thời vừa qua, và câu chuyện của P&J sắp tới cũng khá là mới mẻ khi mà họ ứng dụng công nghệ nhiều hơn, họ triển khai những cái nền tảng khiến cho cái phần chi phí cho marketing và chi phí cho tồn kho nó giảm đi. Đó thì P&J sẽ là một câu chuyện khá là hay. Vì vậy hai doanh nghiệp này vẫn ok quý vị nhé, lựa chọn hai doanh nghiệp này vẫn ok, nhưng chúng tôi thấy nhận thấy rằng là P&J nó sẽ tốt hơn, đâu đó có cơ hội tăng giá tốt hơn so với thế giới động trong thời điểm này. Vâng, em cảm ơn anh Toàn ạ. Có một anh có hỏi đó là cho ba mã AZFIN cho là an toàn nhất để đầu tư cho năm 2022. Thật ra cái top 10 cổ phiếu mà AZFIN đã lựa chọn cũng đã thông qua rất nhiều kiểu nghiên cứu và cũng như cả định giá rồi, và trong mỗi một mã cổ phiếu thì AZFIN đều đưa ra cả điểm mua và cả điểm cả định giá bán, điểm kỳ vọng để bán ý, thì anh chị hoàn toàn có thể dựa vào đấy để mua và bán. Còn đây là để mà chọn top 3 thì thực sự là nó hơi khó, bởi vì nó sẽ thiên về cái tính chủ quan hơn. Ví dụ anh Phục, anh Tuấn và em sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau, đúng không ạ? Và ở đây anh chị cứ tuân thủ theo cái phần mà định giá cũng như cái hành động của chúng ta ở trong cái báo cáo chiến lược mà bên em có đưa ra cả điểm mua và vùng bán cho anh chị rồi đấy ạ. Vâng, về cơ bản là trong cái vùng mà khuyến nghị có thể mua thì các cái cổ phiếu của chúng tôi đưa ra cái mức độ an toàn là tương đối cao. Vâng. Khả năng giảm giá sẽ không cao. Vâng. Vâng. Có một chị có có một anh có hỏi đó là mua khi thị trường giảm sâu, vậy cho mình hỏi là hiện tại mình đang margin khoảng 20% tài khoản thì có cần giảm margin về không không?
Vâng, về cái vấn đề hiện tại là anh chị đã chốt margin 20% mà với giá hợp lý, và quan trọng nhất là bây giờ là anh chị có thể giữ cái margin ấy dài không? Đấy, thứ nhất. Thứ hai là cái margin ấy nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống không? Thứ ba là cái dòng tiền của anh chị ấy nó có tiếp tục ra để có thể bổ sung không? Nếu có thì anh chị có thể hoàn toàn giữ, và đến bao giờ khi thị trường có những cái cổ phiếu của chúng ta nó có thể chạy giá cao thêm một phần nữa, 10% nữa chẳng hạn, hay hơn 10% nữa, thì anh chị có thể hạ đỡ một chút đi, đúng không? Vâng. Còn hiện tại thì nếu mà các anh chị không có cái áp lực gì lớn và nhanh liên quan đến margin này thì các anh chị nên giữ. Vâng, em cảm ơn anh Phục ạ. Có anh Hồ Hoàng Kha có hỏi đó là AZFIN có thể nói về rủi ro trọng yếu của từng cổ phiếu trong danh mục lần này giúp em không ạ? Em mời anh Tuấn. Những cổ phiếu này khi mà chúng tôi đưa ra được cái vùng giá mua ấy là cũng đang nghĩ đến cái rủi ro nó xảy ra rồi. Đó tức là cái vùng giá mà chúng tôi đưa ra đó là đã đề phòng trường hợp nếu có rủi ro xảy ra. Nên thành ra là cái rủi ro trọng yếu hay không ấy nó phụ thuộc vào cái vùng giá anh chị mua. Giả sử anh chị mua ở vùng giá rất là cao này thì nếu như rủi ro xảy ra, cái việc giá cổ phiếu giảm rất là sâu. Tuy vậy khi mà chúng tôi đưa ra là cái vùng giá mua nó đã ở mức khá là hấp dẫn rồi. Thành ra nếu cái rủi ro nó xảy ra có thể giảm nhưng sẽ không giảm nhiều đâu, như anh Phục vừa chia sẻ. Đấy thì chúng tôi cho rằng cái rủi ro lớn nhất đối với các cái cổ phiếu trong danh mục này đó là liên quan đến thị trường của chúng ta. Thì cái rủi ro chung về thị trường thì chúng ta cũng rất là khó đoán. Người ta hay nói là cái câu chuyện gọi là thiên nga đen ấy. Tức là có những cái sự cố bất ngờ xảy ra ấy, thì chúng ta không đoán trước được điều đó. Chính vì thế cho nên là cái tỷ trọng của chúng ta là một cái điều có thể phòng ngừa cái rủi ro này. Tức là tỷ trọng nó hợp lý và nó ở mức chúng ta có thể kiểm soát được. Tức là có thể kiểm soát ở đây, ví dụ kể cả anh chị cũng có margin đi chăng nữa, nhưng mà anh chị lại đầu tư chứng khoán chỉ là một phần tài sản của mình thôi. Chúng ta vẫn còn những cái kênh khác, chúng ta vẫn còn những cái dòng tiền khác chẳng hạn, thì kể cả chúng ta margin 20% hay 30% thì cũng không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta đổ tất tài sản vào đây mà lại margin thì đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý xem xét lại. Vẫn có hỏi về P&J. Có anh hỏi là vì sao P&J xứng đáng với giá PE cao hiện nay? Em mời anh Tuấn ạ. Chúng ta cần phải nhìn lại là cái hoạt động mà bây giờ giả sử nhé, quý vị là một nghề bảo hiểm đi, và quý vị là một nghề bán chứng khoán chẳng hạn, giả sử thế, hay là một nghề bán gạo đi, thì cái khách hàng bán gạo của quý vị nó sẽ là rất là đều. Hôm nay tôi bán gạo cho anh, ngày mai anh sẽ phải quay lại mua, anh ấy lại mua, bởi vì cứ sau khoảng 2 tuần đi, khoảng 3 tuần quý vị ăn hết gạo rồi lại qua lại khách hàng, tức là tạo ra một cái tập khách hàng rất là trung thành. Rồi ngược lại thì nếu như bác Tuấn là một người bán thép, bán sắt thép, thì sắt thép là một mặt hàng mà gần như người ta chỉ một đời người ta chỉ mua một lần đó, nên thành ra việc đi tìm khách hàng mới là liên tục đó. Thì trong cái hai trường hợp này thì quý vị thích cái mô hình kinh doanh nào hơn? Bác Tuấn thì là một người bán thép, thì cái thời gian ngày xưa bác của Tuấn còn cái lượng khách hàng của bác có thể kéo dài khắp cả miền Bắc này luôn, nhưng mà dần dần khi mà phải đi tìm khách hàng mới liên tục thì dần dần là bác cũng bị lụi dần và có những cái công ty khác cũng nổi lên. Nhưng anh trai của Tuấn ấy thì lại là người bán ga, tức là một mặt hàng mà người ta mua đi mua lại rất là nhiều lần. Chính vì thế nên đến bây giờ sau rất là nhiều năm phát triển thì công ty ga của anh ấy ngày càng phát triển lên, và thậm chí anh còn phải ngừng bớt khách hàng bởi vì nhiều việc quá. Đó, thì cái tập khách hàng anh ấy rất là trung thành. Thế trong hai trường hợp như thế thì rõ ràng là cái công ty làm ga là công ty mà có tập khách hàng rất là trung thành, họ sẽ được định giá cao hơn so với những công ty mà bán một lần, đúng không ạ? Đấy, tức là gọi là lifetime khách hàng, tức là cái thời gian của khách hàng đóng góp cho mình. Đó thì P&J là một doanh nghiệp như vậy. P&J thời gian của khách hàng, ví dụ như là thông thường như bà xã của Tuấn này mua một cái dây chuyền vàng hoặc là mua một cái khuyên tai vàng, thì thông thường là thời gian chơi của vợ Tuấn, bà xã Tuấn thì khoảng là 2 năm. Và sau 2 năm thì lại mang đến chính cái cửa hàng ấy để bán đi, để đổi một cái mới về. Nên cái tập khách hàng rất là trung thành. Và khi tập khách hàng trung thành thì định giá của P&J nó sẽ cao hơn. Thông thường một số các công ty một cái thời gian khách hàng rất là ngắn ấy, thì có thể lên đến khoảng 27 lần. Ví dụ như vậy. Ví dụ như khi Bách Hóa Xanh thành công thì thấy rằng hoàn toàn thể nâng cái PE của mảng Bách Hóa Xanh lên khoảng 27 lần. Còn P&J nó thời gian quay vòng khoảng 2 năm thì tôi nghĩ rằng lên khoảng 20, 22, thậm chí 25 lần là hoàn toàn thể xảy ra. Vâng, bên cạnh đó thì P&J là trong cái lĩnh vực bán lẻ, đúng không ạ? Đúng vậy. Thì bán lẻ thì thường được cái định giá cao hơn. Còn một nguyên nhân nữa, bên cạnh cái nguyên nhân như anh Tuấn trao đổi đó là tạo lên cái tập khách hàng trung thành, thì P&J gần đây thì họ còn phát triển nhiều cái bộ trang sức theo mùa, theo này, theo kia. Thế thành ra họ khiến cho cái lượng
khách hàng ở đâu họ này, tần suất mua. Tần suất mua nó lại nhiều hơn, càng trung thành hơn. Và đặc biệt thêm một cái yếu tố nữa, đó là lĩnh vực bán lẻ có thương hiệu mạnh như là P&J hay Thế Giới Di Động được định giá cao, bởi vì họ chiếm dụng vốn rất tốt. Lĩnh vực bán lẻ này không có chuyện bán chịu được. Chúng ta đi mua vàng trang sức hay mua điện thoại không có chuyện bán chịu. Quý vị mua điện thoại mà mua chịu, mua trả góp thì đấy là chịu ngân hàng, chịu công ty tín dụng, không phải chịu Thế Giới Di Động, đúng không ạ? Quý vị mua trang sức trả góp thì đấy là chịu với công ty cho vay, không phải chịu PNG. Thế thành ra chúng ta thấy rằng cái việc chiếm dụng vốn của nó rất lớn. Thế thành ra rủi ro nó sẽ rất thấp. Còn những cái công ty bị chiếm dụng, tức là bị bán chịu rất nhiều ấy, thì rủi ro cao hơn, thì định giá sẽ thấp hơn, đúng không? Bên cạnh đó thì chính nhờ cái việc chiếm dụng vốn tốt này ấy, thế thành ra là nó cũng muốn mở rộng thì rất dễ dàng, rất nhanh, và nó không cần tăng vốn. Thì PNG chẳng qua là phát hành cổ phiếu họ muốn phát hành thôi, còn thực tế bản chất của họ là không cần phát hành, họ có thể mở rộng 20-30-40% một năm. Hay là Thế Giới Di Động, quý vị có thể thấy trong nhiều năm qua nó đâu có phát hành cổ phiếu, nhưng mà nó vẫn mở cả hàng năm, có năm mở hơn ngàn cửa hàng, tăng trưởng khủng khiếp đó. Thì đấy là nhờ cái vị thế kinh doanh của lĩnh vực bán lẻ, thế thành ra nó được định giá rất là cao, là như vậy. Vâng, em cảm ơn hai anh ạ. Có một câu hỏi là câu hỏi bị trùng hại với câu hỏi lúc nãy, đó là top 10 cổ phiếu xếp theo thứ tự thế nào, và 2021 thì có top 5 chiến lược và top 5 mở rộng, thì năm nay thì có phải 5 mã đầu là chiến lược, 5 mã sau là mở rộng không? Thì đã anh Phục cũng có trả lời rồi, đó là năm nay thì cái thứ tự là bên em đang được mặc và không có mở rộng, cũng như cũng không có kiểu top 5 chiến lược như năm ngoái nữa. Ngoài ra thì anh chị hoàn toàn có thể mua và bán, đầu tư theo đúng cái giá mua cũng như mức giá bán mà trên EZFIN cũng có nốt trong từng mã cổ phiếu rồi ạ. Có anh có hỏi là cho mình hỏi tình hình mở rộng công suất của Hòa Phát trong 2022 như thế nào, và tình hình các mảng kinh doanh khác của Hòa Phát như thế nào trong 2022. Em mời anh Phục ạ. Hòa Phát như vậy là chúng ta thấy có thể nói là cơ bản các cái nhà máy thì về cơ bản là họ cũng hoạt động là gần full cái cuối năm 2021 rồi. Thì động lực nào cho Hòa Phát tăng trưởng năm 2022 thì tôi xin chia sẻ thêm. Ngoài ra thì quý vị hãy nghe lại cái clip nói về Hòa Phát mà tôi với anh Tuấn cũng đã trao đổi ở trên YouTube ý. Thì ở đấy nó đầy đủ hơn rất nhiều, thì tôi chỉ điểm qua một số cái thôi. Thứ nhất là Hải Dương thì nó có thể tăng thêm công suất khoảng 200.000 tấn do quý 4 vừa rồi nó đã vừa nâng cấp thành công các cái lò cao, thì nó giúp cho công suất của Hải Dương tăng khoảng độ 7%, 7-8%. Đó. Thứ hai là liên quan đến dự án Dung Quất 1 ấy, thì về cơ bản là năm nay họ hoàn toàn có thể tối ưu nâng công suất thêm được khoảng độ 10% so với năm 2021. Bởi vì khi mới nhà máy mới vào hoạt động ấy, thì người ta không thể toàn dụng được. Người ta không thể hoạt động hiệu quả hơn tất được. Thì bây giờ năm 2022 sau một năm có kinh nghiệm hơn, thì rõ ràng đầu 2022 hoạt động sẽ hiệu quả hơn đầu 2021 rất nhiều. Và chúng tôi tính toán nó có thể là nâng cao được cái năng suất khoảng độ 8-10%. 8-10%. Thì bên cạnh đó thì nó sẽ tối ưu được nhiều thứ khác. Ví dụ như là cái nhiệt lượng tỏa ra từ cái quá trình luyện thép thì họ đã chuyển thành điện để phục vụ hoạt động kinh doanh. Thì năm 2021 thì đâu đó nó đáp ứng được khoảng 70-75%. Thì 2022 chúng tôi kỳ vọng rằng là nó sẽ đáp ứng được khoảng độ 85%. Thì nó sẽ làm giảm chi phí. Rồi là thêm thì về cái kinh nghiệm luyện thép rồi là luyện vân vân các thứ, thì nó cũng sẽ giảm được chi phí. Và cái thứ ba chúng tôi đánh giá rất tốt trong cái năm nay là năm 2021 thì Hòa Phát bán rất nhiều phôi thép. Thì phôi thép có biên lợi nhuận mỏng dính nhất, rất mỏng. Nhưng mà từ năm 2022 này dự kiến là cầu sẽ trở lại rất mạnh từ cái thị trường xây dựng, dựa vào cái đâu? Dựa vào ví dụ lý thuyết thì nói là đầu tư công tăng mạnh, đúng không ạ? Bởi vì năm ngoái, năm kia, năm 2021, 2020 thì đầu tư công bị không đạt chỉ tiêu. Cái phần dư nó sẽ chuyển dịch. Rồi năm nay ngân sách của chính phủ vừa thông ra qua cái gói kích cầu hơn 300.000 tỷ đấy. Thì trong đó là có đẩy mạnh đầu tư công rất nhiều. Thì đấy là về phần lý thuyết. Còn về phần thực tế thì chúng tôi xem cái thị trường bất động sản, quý vị có thể thấy gần đây nóng lên rất nhiều, các khu đô thị bán được rất nhiều, nóng lên rất nhiều. Thì để tận dụng cái việc giá bất động sản đang cao này, thì các cái công ty sau mấy năm vừa rồi nó đã gần như ngưng trệ cái việc mở xây dựng, đúng không? Thì năm nay nó sẽ đẩy xây dựng rất mạnh để có thể bán hàng ra bên ngoài. Thì quý vị có thể kiểm tra cái điều này thông qua chúng ta xem cái backlog của cái HBC và Cotecom, tức là cái hợp đồng ký mới của HBC và của CTD. Thì chúng tôi nhận thấy có một cái sự tăng trưởng rất mạnh, nó cho thấy là các cái chủ bất động sản là đang cần năm 2022 đầu tư xây dựng rất lớn. Thì từ đó cái cầu về thép
nó sẽ trở lại tốt. Nó sẽ trở lại tốt. Thì ngay trong những ngày đầu tháng 1, cuối tháng 12 năm 2021, đầu tháng 1 2022 này, chúng tôi nhận được rất nhiều tin từ các cái đại lý thép về vân vân. Thì tức là cầu về thép xây dựng nó đang tăng rất tốt. Thế thành ra là Hòa Phát là sẽ giảm cái tỷ lệ bán phôi xuống, tăng cái tỷ lệ thép thành phẩm lên. Thì từ đó tăng được cái lợi nhuận, biên lợi nhuận lên. Và nó hoàn toàn bù được cái phần mà xuất khẩu bị cái giá thấp. Còn rõ ràng ở trong nước biên lợi nhuận còn tăng được, không hề giảm. Rồi bên cạnh đó có các cái sản phẩm phụ trợ. Hòa Phát là một công ty rất nổi tiếng, nó tận dụng, họ tận dụng được từ A đến Z cơ, không bỏ cái gì cả. Cái xỉ than S9597 gì đấy thì họ đưa ra đó là làm xi măng, là một cái chất phụ gia của xi măng rất tốt, với giá rẻ nhưng rất tốt, chịu được nước mặn cơ. Và năm vừa rồi đã bán được 1 triệu tấn thì năm nay chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể bán được 1,5 triệu tấn. Rồi bên cạnh đó thì cái thép đặc biệt của Hòa Phát được đánh giá rất cao, xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Thì nó vẫn, năm nay vẫn mở rộng, vẫn tăng trưởng. Vẫn tăng trưởng. Thì từ những cái yếu tố trên thì mảng thép chúng tôi cho rằng vẫn có thể tăng trưởng 8-10% về sản lượng. Còn về lợi nhuận thì chúng tôi kỳ vọng có thể tương đương. Đúng không? Tương đương. Rồi tiếp theo là các cái mảng khác, thì mảng nông nghiệp thì Hòa Phát đang mở rộng rất mạnh mẽ các cái tỉnh phía Nam. Và Hòa Phát thì mở rộng đến đâu mạnh mẽ đến đấy. Và họ chắc chắn lên đấy. Đó. Gói gọn chắc chắn đấy, và nông nghiệp chắc chắn vẫn sẽ tăng trưởng tốt. Thì 2016 khi mới mở ra thì ai cũng chê bảo là ông này không biết gì, nhưng thực tế Hòa Phát họ đi đâu chắc đến đó. Và chỉ trong vòng có 4-5 năm qua, thế mà bây giờ mảng nông nghiệp của Hòa Phát gấp rưỡi Dabaco, phải quý vị, gấp rưỡi Dabaco, một cái công ty có lịch sử 30-40 năm. Rồi tiếp theo là mảng bất động sản, thì như Hòa Phát có đưa ra kế hoạch thì họ dự kiến sẽ bán vào cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2022 này cái giai đoạn 1 của dự án ở Hưng Yên. Thì ở Hưng Yên đâu có 300 ha và chia làm 2-3 giai đoạn. Thì giai đoạn 1 khoảng độ 130 ha. Thì đất thương phẩm thì chúng tôi tính toán là khoảng 30-35%. Thì như vậy với cái giá đất ở cái dự án Dream City cách đấy có vài cây thì nó lên đến khoảng 70-130 triệu một mét liền kề. Thì ở của Hòa Phát thì chúng tôi cho rằng là nó cũng phải đạt được 40-50 triệu một mét. Thì với cái giá vốn rất rẻ thì lợi nhuận từ cái mảng bất động sản cũng sẽ đổ về rất tốt. Rồi liên quan đến vấn đề liên quan đến sản xuất container thì chúng tôi cho rằng là cuối quý 2 đầu quý 3 mới bắt đầu có sản phẩm. Thì nó cũng sẽ không đóng góp đáng kể đâu. Giai đoạn đầu thì nó sản xuất nó còn nhỏ, đơn hàng chưa nhiều, chưa full công suất thì lợi nhuận chúng ta cũng không nên kỳ vọng. Rồi tiếp theo là liên quan đến các cái mảng về điện lạnh, các cái thiết bị gia dụng vân vân thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là lợi nhuận nó có thể có nhưng mà nó phải đến năm 2023 và nó đóng góp cũng không đáng kể đâu. Thì chúng ta cũng không kỳ vọng về đó. Thì tổng hòa những cái yếu tố trên thì AZFIN dự báo rằng là lợi nhuận năm 2022 có thể đạt 40.000 tỷ sau thuế. Thì thực sự đây là một cái dự báo gọi là lạc quan nhất cái thị trường chứng khoán hiện nay. Bởi vì rất nhiều công ty họ chỉ dự báo từ 27.000 thôi. Đúng rồi. 25.000, 27.000, mạnh dạn lắm thì 30.000. Nhưng riêng AZFIN chúng tôi dự báo 40.000 tỷ cho cái năm tới. Thì đấy là nói thêm về Hòa Phát, và quý vị muốn xem thêm thông tin về Hòa Phát thì hãy xem cái clip tôi và anh Tuấn có trao đổi ở trên YouTube ạ. Vâng ạ, em cảm ơn chia sẻ của anh Phục về cổ phiếu Hòa Phát ạ. Tiếp tục có một câu hỏi là AZFIN có thể giải thích chi tiết hơn về slogan mua khi thị trường giảm sâu không, và coi chi tiết đối với từng cổ phiếu trong báo cáo chiến lược không? Đối với mỗi cổ phiếu trong báo cáo chiến lược thì như nãy giờ đã nói, thật có đều có điểm vùng mua và vùng anh chị có thể bán, cũng như cái mức lợi nhuận kỳ vọng trong năm hoặc trong 2-3 năm đối với từng mã cổ phiếu, thì anh chị hoàn toàn có thể dựa vào đấy để mua. Có nghĩa là đối với mỗi mã cổ phiếu, AZFIN đều có khuyến nghị chi tiết đối với từng mã rồi ạ. Và mỗi cái khuyến nghị đấy đều đã thông qua, ví dụ ở AZFIN cũng đã cân nhắc đến việc rủi ro như thế nào để có thể có được cái mức khuyến nghị nó khá là an toàn cho anh chị ạ. Có một anh có hỏi là cho mình hỏi hiện tại mình đang cầm cổ phiếu MBB mà MBB lại không nằm trong top 10 cổ phiếu. Vậy có nên bán để chuyển qua VP Bank cùng ngành hay chuyển qua Vinhome? Danh mục của mình hiện tại gồm có Techcom, Hòa Phát và MBB. Em mời anh Tuấn ạ. Thì câu này vừa nãy anh Phụ chia sẻ rồi, đó là Techcom và MBB Bank là chúng tôi đánh giá nó như nhau. 1-9, 1-10, chứ nó không phải có sự khác biệt giữa MBB Bank với các cổ phiếu còn lại đâu. Và cái câu chuyện nó chia thành 3 câu chuyện trong cái phần ngân hàng tôi có đề ra. Một đó là những ngân hàng phát triển rất là bền vững, ổn định và tăng trưởng rất là đều, triển vọng dài hạn tốt, thì có Techcombank, MB Bank và ACB. Top thứ hai là những doanh nghiệp, những ngân hàng có câu chuyện trong năm 2022 như VB Bank, đúng không ạ? Và thứ ba là những ngân hàng đang gọi là ở top dưới, tự nhiên vọt lên, quay trở lại đường đua, thì như kiểu STB đó là quay trở lại đường đua. Đó thì thành ra câu hỏi này của anh chị thì thực ra là
anh chị đang cầm Techcombank ở B rồi thì anh chị hoàn toàn này tiếp tục giữ, không vấn đề gì cả. Đó, thì đấy là câu trả lời của tôi. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn ạ. Cũng có một câu hỏi đó là ngoài việc mua khi thị trường giảm sâu, AZFIN có support cho thành viên trong group VIP về việc bán khi nào, bán bao nhiêu không, vì không bán thì không có tiền để mua. Thật ra bán khi nào thì đối với từng mã đều có điểm anh chị có thể bán. Còn bán bao nhiêu không thì trong phần chiến lược, cái phần cuối, phần 4 của slide, trong báo cáo chiến lược, cái phần chiến lược mua bán cũng đều đã từng có việc chiến lược giải ngân như thế nào cho từng mã cổ phiếu rồi ạ. Vâng, thêm về cái trao đổi này của Hà Giang thì tôi cũng xin bổ sung thêm một chút này. Chúng ta có đâu khoảng 500 thành viên. Thế thành ra mỗi người lại phân bổ một kiểu. Vâng. Đúng không? 10 mã thì người thì phân bổ mã này, người phân bổ mã kia, người thì phân bổ A nhiều, B nhiều hơn. Thì ngay cả bản thân chúng tôi cũng thế thôi, cũng không thể có danh mục đồng nhất với nhau 100% được. Thế thành ra là nếu mà chúng tôi đưa ra bảo bán mã này bao nhiêu phần trăm, mã kia bao nhiêu phần trăm, thì nó lại chỉ phù hợp với một quý vị chẳng hạn. Thì còn các quý vị còn lại thì lại chưa phù hợp lắm. Thì chúng ta cứ tuân thủ theo cái chỉ dẫn, những cái hỗ trợ chúng tôi cũng đưa ra ở phía trên đây. Thì bên cạnh đó thì những cái liên quan đến kết quả kinh doanh, đến các thứ thì khi doanh nghiệp có thì chúng tôi sẽ update gửi đến quý vị một cách đầy đủ, bài bản để quý vị có thể xem xét từ đó mà phân bổ một cách hợp lý. Đó, đúng không ạ? Chứ không thể có một công thức mà phù hợp với 500 anh em chúng ta được, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, ở đây cũng có một anh tiếp tục hỏi về vấn đề tỷ trọng phân bổ. Mình hiện tại chỉ có tài sản để đầu tư một lần, số tiền nạp thêm hàng tháng để đầu tư thì không đáng kể. Vậy nếu mình giải ngân 90% nạp như AZFIN khuyến nghị hiện tại, nếu thị trường có giảm sâu thì cũng không còn tiền để mua mạnh. Vậy 2022 này mình có nên để lại tỷ trọng tiền mặt lớn để mua khi thị trường giảm sâu không? Em mời anh Phúc ạ. À, vâng, về cơ bản này, như hôm khuyến nghị thì chúng tôi đều thấy là các giá cổ phiếu đều nằm trong cái vùng mua. Thì hôm chúng tôi gửi báo cáo ấy, thì đều nằm trong giá vùng mua hấp dẫn. Thì chúng ta có thể giải ngân 90%. Thì khi nó xuống sâu thêm như anh Tuấn có chia sẻ thêm 10% nữa chẳng hạn, hoặc hơn 10% một chút, thì chúng ta có thể giải ngân nốt 10% còn lại. Và thậm chí chúng ta có thể margin khoảng 20%. Đó, thì cái việc margin 10%, 2%, 3%, 4% thì lại tùy thuộc vào cái năng lực tài chính cũng như là cái niềm tin, rồi là cái tỷ lệ tài sản phân bổ và chứng khoán của quý vị như thế nào ạ. Và cái giá, giá vùng giá dưới, cái vùng chúng tôi khuyến nghị thì xứng đáng đạt giải ngân 90%. Vâng. Có một anh chị có hỏi về cổ phiếu VIX ạ. AZFIN đánh giá thế nào về cổ phiếu BIC khi mà cơ hội bứt phá của VinFast rất khả thi nếu IPO thành công bên Mỹ đạt 50 tỷ USD như báo chí thông tin? Nếu VinFast IPO thì BIC hưởng lợi như thế nào? Xin cảm ơn. Em mời anh Tuấn ạ. BIC khi mà họ IPO xong cái mảng VinFast ấy, thì rõ ràng là cái định giá của VinFast sẽ được hỗ trợ định giá của BIC, thì rõ ràng rằng là giống như câu chuyện của VPBank khi mà họ bán FE thì tự nhiên là định giá của VPBank nó được vọt lên, đúng không? Thì câu chuyện Tuấn nghĩ cũng tương tự thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn rằng là liệu VinFast có thành công hay không. Cái việc mà triển khai xe điện thì nó đang là một cái xu thế mới của Việt Nam mình, và đặc biệt là của Vin. Và nếu như cái xu hướng này thành công thì rõ ràng là VIX sẽ là một cổ phiếu rất đáng xem xét. Chúng ta cần nhìn lại là VIX mới bắt đầu vào thị trường được khoảng mấy năm trở lại đây, và họ đã đưa mình lên được cái top 5 những thương hiệu bán xe lớn nhất của thị trường. Nên thành ra là mặc dù vậy thì câu chuyện là VIX có thành công hay không thì nó sẽ còn có rất nhiều điều phải kể. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, nếu để chắc chắn để chúng tôi khuyến nghị rằng là VIX sẽ thành công thì tôi nghĩ rằng là nó hơi quá sớm. Đó, nên thành ra là tôi không có. Vâng, về cái này thì tôi cũng xin đưa ra thêm một chút về quan điểm này. Thì thứ nhất là VinFast là IPO, nếu mà IPO thành công thì định giá VinFast rất cao, đúng không ạ? Thì rõ ràng nếu về mặt danh nghĩa thì quý vị có thể thấy VIX nắm rất nhiều VinFast. Thế thành ra nắm một cái tài sản được định giá rất cao. Nhưng còn thực tế mà Vin có thu được tiền hay thu được này kia, giống như anh Tuấn nói, VinFast có thực sự thành công để mà bao giờ Vin thu được cái dòng tiền từ nó, hoặc là có thể bán được cái số đó để lấy tiền hay không, thì đấy là nó lại là một câu chuyện khác. Tức là về mặt danh nghĩa rõ ràng rằng Vin sở hữu một cái tài sản được người ta định giá cao, nhưng mà cái tài sản ấy có thực sự là duy trì được cái giá cao và tạo ra giá trị cho Vin hay không thì lại là một cái câu chuyện mà còn bỏ ngỏ rất nhiều. Thế thành ra câu chuyện này chúng tôi đánh giá nó 50-50 lắm. Cũng giống bây giờ tôi ví dụ AZFIN chúng tôi mà nắm một cổ phiếu trên sàn nó tăng giá 20 lần chẳng hạn, thì quý vị bảo ô cái tăng giá này nó ảnh hưởng như nào đến AZFIN, thì rõ ràng rằng là AZFIN nắm cổ phiếu ấy thì cái book hiện tại của cái danh mục ấy thì nó sẽ lên rất cao. Nhưng mà vấn đề chúng tôi có bán được cái giá cao ấy hay không lại là chuyện khác. Hay là chúng tôi cầm cái chẳng qua là phải giữ chặt
không thể bán được, đúng không? Trường hợp VinFast là VIX không thể bán được. Thế thành ra bao giờ nó phải đẻ ra lợi nhuận, đẻ ra doanh thu, đẻ ra các thứ cho VIX thì lúc ấy VIX mới có được định giá chắc chắn. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn và anh Phục ạ. Có một anh tên là Phạm Văn Huỳnh thì có câu hỏi như thế này, đó là danh mục 10 cổ phiếu tiềm năng EZFIN có gửi vào mail của mọi người không mà mình không nhận được nhỉ? Cái này trong báo cáo chiến lược có top 10 cổ phiếu đây, thì anh Hoàng, có nghĩa nãy giờ thì anh Tuấn, anh Phục cũng như em cũng đều đang nói về 10 cổ phiếu trong báo cáo chiến lược đấy ạ. Và em nghĩ là nếu mà anh đã vào được cái livestream ngày hôm nay rồi thì chắc chắn anh đã nhận được báo cáo đấy rồi ạ. Trong trường hợp mà chưa vào được thì anh có thể liên hệ với cả EZFIN qua Telegram chẳng hạn, hoặc là qua các kênh mà anh có, thì sau đó là chúng tôi sẽ xem xét lại và chúng tôi sẽ gửi lại cho anh cái đường link vào Academy, tức là cái trang web của EZFIN chuyên về đào tạo. Vâng ạ. Có anh có hỏi là EZFIN có thể đánh giá giúp giữa Phúc Hòa và Sonadeji châu Đức thì cái nào nên đầu tư hơn? Thật ra hai doanh nghiệp này thì cũng là 19-10 thôi. Còn lý do tại sao EZFIN lại chọn Phúc Hòa hơn, bởi vì là Phúc Hòa có câu chuyện riêng cho 2022, khi mà doanh nghiệp này có thể tăng trưởng từ nền thấp của 2021 dựa vào việc thứ nhất là chuyển nhượng cái V-Ship 3 cho V-Ship và tiếp tục là cái Nam Tân Nguyên 3 cũng đi hoạt động. Trong khi đấy thì cái V-Ship 3 thì trị giá lúc đấy khoảng 898 tỷ đồng. Em nhớ đâu đấy có số lượng như thế, thì họ đã nhận 150 tỷ rồi. Có nghĩa là họ đâu đấy có thể book được thêm khoảng 700 tỷ cho năm nay nếu họ chuyển nhượng được cái V-Ship 3 để cho V-Ship. Thực ra trong 2021 là họ đã có kế hoạch chuyển nhượng đấy rồi, tuy nhiên thì do ba lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị chút sai phạm, cho nên chúng tôi kỳ vọng rằng cái vấn đề chuyển nhượng này sẽ diễn ra trong 2022. Còn cái Nam Tân Nguyên 3 thì liệu khi nào đi hoạt động? Hiện tại nếu mà trích theo quá trình pháp lý thì Nam Tân Nguyên 3 chỉ đang vướng vào việc là ký hợp đồng thuê đất đối với nhà nước thôi. Thế và cái giai đoạn này thì nó khá là đơn giản về mặt pháp lý, cho nên cũng kỳ vọng rằng cái Nam Tân Nguyên 3 sẽ đi vào hoạt động trong 2022 này. Thì từ hai cái điểm này cộng với việc là Phúc Hòa cũng có rất nhiều quỹ đất, đúng không ạ? Thì bên em EZFIN đánh giá cao Phúc Hòa cho năm 2022 hơn. Còn SSC thì có cái gì? Họ thì họ đang cái phần doanh thu lợi nhuận chính của họ đang đến từ khu công nghiệp Châu Đức cũng như khu đô thị Châu Đức. Đối với khu công nghiệp thì đâu đấy diện tích thương phẩm là hơn 1.000 ha và họ đã lấp đầy được đâu đấy khoảng 50%. Có nghĩa trong kỳ vọng cho 2022 thì họ có thể tiếp tục lấp đầy dần. Tuy nhiên thì về vấn đề định giá thì SSC hiện tại giá cũng đã không còn là hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nữa. Còn Phúc Hòa thì có vẻ vẫn đang hấp dẫn hơn so với SSC cho năm 2022 ạ. Bổ sung một cái câu hỏi của Giang thì Tuấn muốn chia sẻ thêm, đó là khi mà trên thị trường có rất nhiều mã cổ phiếu và rất nhiều mã cổ phiếu sẽ tăng, đúng không ạ? Không chỉ các cổ phiếu bất động sản công nghiệp như PHR, nhưng ở đây góc độ của EZFIN đó là chúng tôi chọn những cổ phiếu mà cái khả năng chắc chắn nó cao nhất. Tức là quý vị sẽ nhìn thấy là ETC tại vùng giá này có thể tăng được nữa nhé, tôi không nói là không tăng được nữa, nhưng cái vùng định giá nó đã ở mức cao rồi. Thì quan điểm của Tuấn hay là của EZFIN sẽ là luôn luôn hướng đến rằng là lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro phải thấp. Đó, tức là vùng mua phải an toàn trước đã, rồi chúng ta mới nghĩ đến cái phần lợi nhuận đem lại được. Đó, thì tức là để trả lời luôn một số câu hỏi của anh chị có thể so sánh với nhiều các công ty khác nhau như Kinhmax ban đầu hay là SSC, hay tí nữa quý vị có thể Tuấn đọc có một câu hỏi liên quan đến SCR tương tự đấy, thì chúng tôi luôn luôn lựa chọn những cái cơ hội mà nó có độ chắc chắn và nó có lợi thế cạnh tranh này, nó có ban lãnh đạo ổn này, đó. Rồi định giá, vùng định giá nó hấp dẫn nữa. Đó, thì tổng hợp rất nhiều yếu tố chứ không phải là chỉ yếu tố tăng trưởng đâu. Với Phước Hòa thì lại còn một yếu tố đó là cổ tức 4-5 ngàn đồng. Đúng rồi. Thế thành ra đấy là một cái bước đệm rất tốt cho chúng ta nếu mà có cái biến gì xảy ra. Đúng, chính xác. Vâng, và hiện nay anh Tuấn cũng đã nói đấy, có một anh chị có hỏi về SCR, thì câu hỏi sau đây cũng là về SCR luôn ạ. EZFIN đánh giá thế nào về nhóm bất động sản khu công nghiệp năm 2022, đặc biệt là khu vực phía Nam? Mình tìm hiểu một số doanh nghiệp như Phước Hòa có động thái gom đất làm khu công nghiệp, hoặc là thành công land mã chứng khoán là SCR có quỹ đất lớn cũng đã triển khai một vài dự án và dần có doanh thu. Vậy thì câu hỏi này mời anh Tuấn luôn ạ. Đó thì Tuấn vừa chia sẻ rồi, đó là bất động sản khu công nghiệp thì năm 2022 về cơ bản vẫn tiếp tục rất là ổn theo hướng gọi là chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ Trung Quốc sang Việt Nam. Việt Nam mình thì dần dần trở thành một công xưởng mới của thế giới thay thế cho Trung Quốc. Nếu quý vị có theo dõi các live stream của EZFIN thì quý vị sẽ thấy rằng là chúng tôi nói rất nhiều về Trung Quốc. Khi mà Trung Quốc thay đổi cái kinh tế từ một nước thiên về công nghiệp sang một nước thiên về dịch vụ, và rõ ràng rất nhiều các ngành công nghiệp chuyển dịch từ Trung Quốc sang các đất nước khác, trong đó có Việt Nam. Đó, nên thành ra là theo câu chuyện như thế thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình với rất nhiều lợi thế như nằm trong
các khuôn khổ FTA rất nhiều như EVFTA này, rồi rồi liên quan châu Âu này, rồi CPTPP này, rồi liên quan đến cả khu vực Đông Nam Á, rồi liên quan Trung Quốc. Đó, thì rất nhiều nơi khiến cho cái dòng vốn đẩy vào Việt Nam sẽ nhiều hơn so với các dòng vốn ở các quốc gia khác. Đó, thì trong trường hợp như thế thì Tuấn nghĩ rằng là ngành bất động sản công nghiệp khá là ok, và đặc biệt là khu vực trọng điểm miền Nam như Long An này, Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, rồi Đồng Nai, Bình Dương, đó thì tất cả đều ok. Đó. Còn câu chuyện lựa chọn cổ phiếu nào thì Tuấn cũng chia sẻ lúc nãy rồi, thì Tuấn sẽ xin phép không chia sẻ lại. Vâng, về cổ phiếu SCR thì rất nhiều quý vị quan tâm, thì xin thưa quý vị thì cổ phiếu SCR thì nó có quỹ đất thật. Tuy nhiên các cái quỹ đất nó để mà sạch hoàn toàn và có vị trí địa lý tốt cũng như là cái năng lực triển khai của nó thì chúng tôi cũng chưa thấy nó mạnh mẽ lắm. Thì cái này thì quý vị có thể tìm trên mạng về các cái dự án của nó thì cũng có từ ngày xưa rất nhiều rồi. Nhưng mà vấn đề mà để đưa nó vào triển khai và có hiệu quả ghi nhận cho cổ đông thì nó chưa có nhiều. Thì thực sự cái bên cái tập đoàn Thành Thành Công này họ rất nhiều mảng. Ví dụ mảng đường, ngày xưa thì có ngân hàng STB đúng không? Bất động sản của Sacombrew, chứng khoán có SBS, rồi là rất nhiều thứ khác nữa. Tuy vậy thì có thể là do họ có quá nhiều thứ và họ làm thì nó cũng chưa phải là thực sự đến nơi đối với các cái thứ đó. Thì cái đối với SCR ấy thì cái rủi ro nếu mà khi dòng tiền mà nó này ngược lại nó không tính quỹ đất nữa thì lúc ấy nó có thể gây ra một cái sự rủi ro cao hơn. Còn tất nhiên là trong ngắn hạn thì chúng tôi không đánh giá được về cái lĩnh vực bất động sản, đặc biệt các cổ phiếu nhỏ thì nó đi lên như thế nào. Chúng tôi chỉ chuyên sâu về cái nền tảng cơ bản của các doanh nghiệp thôi. Đó. Vâng ạ. Ở đây thì tại vì có một vài câu hỏi đã bị trùng lặp khá là nhiều. Ví dụ như VinFast IPO thì Vinhome hay PIC được hưởng lợi thì nãy anh Tuấn và anh Phục đã nói qua rồi đúng không ạ? Tiếp tục là Vinhome khuyến nghị 83 mà giờ thì 85 thì mua được không ạ? Hay đợi điều chỉnh? Thì cái này nếu mà theo quan điểm cá nhân của em thì có lẽ là mình nên theo cái báo cáo chiến lược đấy hơn. Còn nếu theo quan điểm khác thì anh Phục có quan điểm như thế nào ạ? Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng quan điểm này, vì chúng ta có 10 mã cơ mà, đúng không? Đúng không? Tiếp tục vẫn là câu hỏi Vinhome, đó là Vinhome làm đâu bán hết dự án đó? Liệu còn nhiều tiềm năng và cơ hội tăng trưởng mạnh trong tương lai không? Vinhome thì đúng là họ làm đến đâu và họ bán hết dự án đấy. Tuy nhiên thì cái dự án gối đầu của họ, họ có rất là nhiều. Ví dụ như Dream City, Wonder Park hoặc Cổ Loa đều là những dự án mà họ sẽ bắt đầu triển khai mở bán bắt đầu từ quý 4 2021 và tiếp tục sẽ bắt đầu mở bán dần dần trong 2022. Tiếp tục bên đấy thì bất động sản khu công nghiệp họ cũng đang bắt đầu dấn bước chân của họ vào mảng đấy. Có nghĩa là đối với Vinhome, dự án của họ liên tục cuối đầu và họ luôn luôn đảm bảo được có dòng tiền đều về doanh nghiệp của họ. Cho nên là AZFIN Việt Nam cho rằng là doanh nghiệp này vẫn còn có nhiều tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là ở với vị thế là ông lớn ngành bất động sản tại Việt Nam ạ. Một câu hỏi là AZFIN có thông tin gì về việc bán vốn của TCB hay việc niêm yết TCBS cho năm 2022 không? Thì đại câu hỏi này thì anh Phục đã trả lời rồi đúng không ạ? Thì em xin phép cho qua. Tiếp tục là có một câu hỏi, đó là báo cáo quý 4 2021 có Vietcombank. Sau khuyến nghị có đề xuất giảm lãi suất và Vietcombank là bank tích cực thực hiện vừa rồi, thì Vietcombank đã thông báo là giảm toàn bộ phí, trong khi Vietcombank là bank thu phí nhiều. Vậy lợi nhuận của Vietcombank bị ảnh hưởng như thế nào? Em mời anh Phục. Vâng, về cái kết quả kinh doanh năm 2021 của Vietcombank là một trong ngân hàng rất tích cực trong cái việc giảm phí cho khách hàng nữa. Tuy vậy thì họ cũng có những cái tối ưu tốt nhờ cái việc quản trị rủi ro rất xuất sắc, từ đó cái nợ xấu thấp, đúng không? Thì khiến cho cái việc dự phòng rủi ro của họ cũng tương đối thấp. Bên cạnh đó thì họ cũng nâng cao được cái hiệu quả đầu tư rất nhiều. CASA thì cũng có dấu hiệu tăng trở lại rồi. Thì cái kết quả 2021 thì chúng tôi kỳ vọng rằng là của Vietcombank vẫn có thể tăng trưởng 5% so với năm 2020. Thì sang 2022 thì cái việc là các cái ngân hàng nhà nước sẽ bị ảnh hưởng chính bởi cái việc ngân hàng nhà nước muốn rằng các ngân hàng là phải giảm lãi suất, thì rõ ràng các ông nhà nước phải là đầu tàu, phải gương mẫu rồi, đúng không? Thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy vậy thì với cái việc là tăng trưởng tín dụng của Vietcombank khá tốt, cộng thêm là họ giảm cái việc là thu phí, thì họ lại tăng thêm cái được cái CASA, tức là cái NIM của họ có thể tăng thêm, đúng không ạ? NIM của họ có thể tăng thêm, rồi cộng thêm là nhân sự của họ cũng tăng không nhiều đó, thế thành ra cái hiệu quả trên nhân viên của họ vẫn tăng một chút. Thế thành ra chúng tôi kỳ vọng rằng là năm 2022 thì Vietcombank vẫn hoàn toàn có thể tăng trưởng lợi nhuận đâu đó khoảng độ 10%, 10% đấy, vẫn có thể tăng trưởng khoảng 10%. Vâng. Em cảm ơn anh Phục. Ở đây có một anh là có nói là do mạng không ổn định cho nên anh ấy đã bị lỡ đoạn đầu, thì có thể xem lại trong tài khoản được không ạ? Dạ được ạ. Buổi hội thảo hôm nay sẽ được record lại và đăng lên trang web AZFIN Academy. Anh hoàn toàn có thể login lại bằng tài khoản của anh và xem lại từ đầu ạ.
Có một chị có hỏi đó là cho em hỏi bên SZFIN có nhận ủy thác đầu tư không ạ? Thì với cái này thì hiện tại thì là vẫn chưa nhận chị ạ. Vâng, có một chị hỏi về bảo PE là quá khứ đúng không? Quan trọng tăng trưởng tương lai à? Câu hỏi này là của chị ý là hỏi về Vinhome lúc nãy ạ. Vâng, đúng rồi. PE thì có một cái điều khác biệt là PE của SZFIN đó là tính cả quá khứ, cả hiện tại và cả tương lai. Chính vì thế chúng tôi đưa ra cái dự báo lợi nhuận để từ đó làm sao PE tương lai nó có rẻ hay không. Thì PE quá khứ thực ra là nó không phải quá quan trọng lắm, nhưng nó là một cái thước đo để chúng ta nhìn nhận tương lai. Thì còn tương lai mới là cái điều quan trọng. Thì dự báo tăng trưởng lợi nhuận đối với mỗi doanh nghiệp thì AZFIN cũng đã dự báo trong các cái nội dung về báo cáo chiến lược, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng đánh giá tương lai mới là quan trọng, chứ chúng tôi không dựa vào quá khứ. Vâng, có một anh có hỏi là AZFIN chưa hỏi về MBB thì có khả năng bán vốn cho nhà đầu tư ngoại hay có câu chuyện riêng như VP Bank cho năm 2022 không? Em mời anh Phục ạ. Vâng, về khả năng bán cho nhà đầu tư ngoại thì không rồi. Thì về cơ bản MB đã full zoom rồi. Và sở hữu của các cái bên nhà nước rồi quân đội vân vân họ không muốn sở hữu đâu. Bởi vì giảm sở hữu đâu, bởi vì họ muốn nắm cái doanh nghiệp này. Đây là một cái doanh nghiệp thuộc dạng là nó cùng với Viettel là hai cái doanh nghiệp thuộc dạng tốt nhất trong quân đội. Đúng không? Trong quân đội. Còn về câu chuyện của MBB thì năm 2022 chúng tôi thấy vẫn có câu chuyện. Thì đâu đó trên thị trường người ta đồn đoán rằng là MB sẽ tiếp nhận đến ngân hàng Ocean Bank. Ocean Bank hiện nay là đang lỗ âm vốn chủ sở hữu khoảng 8.000 tỷ. Thì MB sẽ tiếp nhận nó thì được hưởng những cái ưu đãi. Thì về cơ bản cái lỗ của Ocean Bank sẽ không được hợp nhất vào MB đâu. Thì họ sẽ được ngân hàng nhà nước cho vay tái chiết khấu, giảm lãi trong vòng bao nhiêu năm đó để bù được cái lãi đó. Bên cạnh đó thì MB được hưởng một cái lợi đó là được nâng cái hạn mức tăng trưởng tín dụng. Theo người ta đưa ra có thể là được tăng trưởng tín dụng năm 2022 lên đến 30-35%. Từ đó thì MBB gia tăng cái quy mô của mình, có thể vươn lên là ngân hàng số 1 trong các cái ngân hàng ngoài quốc gia. Thì để nâng cao được cái vị thế của mình. Thì đấy cũng là một cái câu chuyện hay đối với một ngân hàng như MB. Cơ bản thì tốt, câu chuyện cũng tương đối hay. Vâng ạ. Có một chị có hỏi là cho hỏi số tiền khoảng 1,5 đến 2 tỷ thì phân bổ tài sản cho mấy mã để đạt hiệu quả cao nhất. Em mời anh tới trả lời ạ. Phần này thì cũng như ban đầu, cả một cái đoạn đầu đến bây giờ thì chúng tôi cũng đưa ra cái khuyến nghị rằng là anh chị nên có thể phân bổ luôn cả 10 mã. Đó thì nó là một phương pháp an toàn nhất. Nó sẽ tùy thuộc vào cái quan điểm rủi ro của anh chị. Tức là anh chị sẽ chịu đựng được cái khoản rủi ro của mình như nào và cái dòng tiền đều hàng tháng anh chị như nào. Nên thành ra là cái này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân anh chị đánh tự đánh giá. Đó, còn ở góc độ AZFIN đã đưa ra rằng là cái vùng giá này là vùng giá khá an toàn rồi. Và cái lợi nhuận đạt được cũng là mức khá là thận trọng rồi. Nên chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo cái chất lượng khuyến nghị đến anh chị. Vâng ạ, có một anh là Nguyễn Hoài Nhân có hỏi đó là cho em hỏi là mua khi giảm sâu, vậy khi tăng mạnh mà chưa đến điểm kiến nghị bán rồi thị trường lại tăng, ví dụ tăng 100 điểm một tháng rồi một ngày nó lại giảm 50 điểm lại mua, phần mua cũ của mình chưa bán, nay lại hồi vốn hoặc lỗ rồi lại mua vào, như vậy em nghĩ sẽ không tối ưu lắm, thì cái này em mời Phục ạ. Vâng, về cơ bản nếu mà để mà tối ưu được thì nó có nhiều phương pháp tối ưu nữa, nhưng vấn đề là năng lực của chúng ta có cho phép để chúng ta tối ưu được hay không. Đúng. Cũng giống như chúng ta thấy rằng là hàng năm nó có rất nhiều con sóng, đúng không? Hết ngành này ngành khác, hết cổ này cổ khác, nhưng vấn đề chúng ta có đủ năng lực để chúng ta làm điều đó không. Nếu chúng ta đủ năng lực chúng ta làm điều đó thì rõ ràng lợi nhuận chúng ta có thể 500% một năm. Còn cái câu chuyện quay lại cái câu chuyện anh Nhân chia sẻ đấy, thì cái vấn đề này nó tùy thuộc vào năng lực của anh. Thì anh có tin rằng là nó lên 100 điểm anh bán rồi nó giảm để anh mua lại được không, hay là nó lên 100 điểm nó lên thêm? Đấy thì cái câu hỏi này nó rất là khó. Thì nếu mà anh có đủ năng lực về chết đinh thì chúng tôi cho rằng cũng rất hay, bởi vì những cái cổ phiếu của AZFIN đưa ra này có nền tảng rất tốt và có tiềm năng tăng trưởng tương lai rất là mạnh. Thế thành ra là nếu mà anh có thể vận hành chết đinh được trên cái danh mục này mà tối ưu được thì AZFIN cũng rất là đồng tình với anh thôi, rất đồng tình với anh thôi. Thì đây là phù hợp vào năng lực cũng như là lựa chọn của mỗi người. Còn AZFIN đưa ra là một cái view chung, một cái khung chung cho những cái cổ phiếu đó, gồm định giá, gồm vùng giá mua, rồi gồm vùng giá có thể cân nhắc bán. Chốt lời. Có một anh có hỏi đó là em đang nắm giữ 4 mã Techcom, Hòa Phát, Vinhome và FPT thì với giá hiện tại đã full cổ phiếu được trả hay còn giữ tiền mặt, và nếu giữ thì tỷ lệ tiền mặt bao nhiêu ạ? Em mời anh Tuấn trả lời. Trong cái báo cáo của AZFIN đã có vùng mua và vùng bán rồi đấy, thì anh hãy full cổ phiếu khi mà nó ở cái vùng, vẫn ở trong cái vùng mua của mình, còn nếu vượt quá thì mình sẽ phải cân nhắc một chút khi mà chúng ta giải ngân mua vào. Vâng ạ.
Có một câu hỏi về P&J thì câu hỏi này bởi vì anh Tuấn đã trả lời trước đấy rồi thì chắc em xin phép cho qua. Câu hỏi này như thế này: P&J năm 2022 tăng trưởng lợi nhuận 40%, lợi nhuận sau thuế ở đấy khoảng 1,4k, thì PE forward của giá hiện tại trên 6k đã là 16 bằng PE trung bình lịch sử. Như vậy có rủi ro cả năm giá không tăng hoặc tăng ít không? Về P&J thì cũng như những mã cổ phiếu khác thì Exfin đều đã có vùng mua và vùng bán, và anh hoàn toàn có thể dựa vào cái đấy để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình ạ. Tại vì cái định giá của bọn em đã cân nhắc rất nhiều được cái rủi ro giảm giá của cổ phiếu, đã đưa ra cái mức khuyến nghị an toàn nhất có thể cho nhà đầu tư rồi ạ. Câu chuyện về VMC của STB thì nãy Phục đã chia sẻ rồi cho em xin phép bỏ qua. Về chiến thuật mua khi thị trường giảm sâu, phân phối vốn như thế nào để mua khi thị trường giảm sâu hiệu quả? Thì với câu hỏi này thì nãy Phục và anh Tờ cũng đã trả lời rất là nhiều, thì em cũng xin phép được cho bỏ qua. Có một câu hỏi như thế này: có thể xem xét dùng margin tối đa 20% khi thị trường chiết khấu trên 20% về giá khuyến nghị mua, nghĩa là vốn 1 tỷ, nếu margin 20% là 200 triệu ạ. Vì em thử kiểm tra margin của công ty chứng khoán ghi là 50%, nghĩa là vốn 500 triệu thì có thể margin tối đa là 500 triệu, tương đương 100%. Em mời anh Phụ ạ. À vâng, thì cái này thì công ty chứng khoán thì họ có một cái định nghĩa khác, họ 50% trên là tổng cái khối lượng mua. Đấy, cái phim đưa ra đây là trên tài sản của mình. Đấy, tức là mình 7 trên 20% tài sản, tức là đúng như chị nói ấy, 1 tỷ thì mình margin 20%, tức là 200 triệu rồi. Rồi, còn câu hỏi tiếp theo là của Hà Giang đúng không? Vâng, có một anh có nhắn tin riêng đó là cho mình hỏi VND. Bên cạnh việc hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán nói chung, VNDirect có câu chuyện liên quan đến chiếc cổ tức 80% và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm giá 10.000 với tỷ lệ 1:1. Exfin đánh giá rủi ro của việc tăng vốn này trong điều kiện nào thì là thuận lợi, ngược lại bất lợi thế nào, bất lợi khi nào và rủi ro nào có thể xảy ra? Hiện nay đã có thông tin gì về thời điểm thực hiện hai mục này chưa? Em xin mời anh Phụ trả lời câu hỏi này ạ. Vâng, thì cái vấn đề liên quan đến cổ phiếu VD thì có những cái câu chuyện tăng vốn rất là mạnh mẽ, không những VD, SI và rất nhiều các công ty chứng khoán năm tới sẽ tăng vốn khủng khiếp luôn, AES rồi là DNSE rồi rất nhiều các cái công ty. Thì cái rủi ro lớn nhất của nó là nếu mà thanh khoản không đáp ứng, thị trường chứng khoán đổ vỡ thì rõ ràng các công ty chứng khoán này sẽ bị lãnh hậu quả rất lớn, bởi vì họ tăng vốn mà họ không cho vay được, đúng không ạ? Họ này không thực hiện các cái deal cho các nhà đầu tư được, thì rõ ràng là cái hiệu quả nó sẽ xuống thấp. Thì ngành chứng khoán nó dựa vào hai yếu tố thôi. Một là thanh khoản thị trường thế nào, và hai là tăng trưởng VN Index có mạnh hay không, đúng không ạ? Thì cái này phụ thuộc vào cái đánh giá của anh chị trong tương lai như nào. Còn với những cái số liệu chúng tôi nhận được thì năm vừa rồi, số lượng tài khoản mở mới là hơn 1,5 triệu. Riêng 2 tháng 11 và 12, mỗi tháng những hơn 200.000 tài khoản mở mới cơ. Thì cho thấy rằng là ít nhất là trong đầu 2022, cái việc thanh khoản của thị trường vẫn tốt, vẫn tăng trưởng do về đầu năm 2021 rất mạnh, đúng không ạ? Còn về điểm số có tăng trưởng hay không thì về cơ bản là với cái định giá hiện nay thì xác suất là điểm số tăng trưởng là khá tốt, khá cao, nhưng mà chúng ta không thể kỳ vọng tăng trưởng cao được. Chính vì thế định giá cổ phiếu chứng khoán chúng ta cũng lưu ý là hãy cẩn thận. Và nếu mà anh chị quan tâm đến cổ phiếu chứng khoán, ví dụ VD có trong danh sách của chúng tôi chẳng hạn, thì chúng tôi cũng đưa ra giá mua rất thận trọng, bởi vì để mua giá thì rủi ro nó sẽ thấp hơn và cái upside nó sẽ cao. Thì như vậy VD hiện tại là chưa có điểm mua. Thì nếu mà để có điểm mua thì phải có một cái đợt sụt giảm mạnh, thì quý vị hãy nhảy vào mua với mức VD cũng rất là ổn. Vâng ạ, em cảm ơn anh Phục ạ. Đây có những câu hỏi nói chung liên quan đến Techcom thì em xin phép cho qua. Ví dụ như là Techcom Anh vườn hòa lớn muốn tăng giá nhanh thì khó khăn so với bánh khác, hoặc là đánh giá rủi ro với cổ phiếu Techcom Anh thì nãy anh Phục đã nói là cái rủi ro lớn nhất đối với không chỉ riêng Techcombank mà với cả 10 mã cổ phiếu trong báo cáo chiến lược, đó là rủi ro biến động thị trường, và đây là rủi ro chung. Em không nghĩ là lấy rủi ro riêng đối với bất kỳ một cái doanh nghiệp nào đâu ạ. Vâng, nếu mà Techcombank vốn hóa lớn mà tăng giá khó khăn thì anh chị có thể chọn cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn, thì đấy là tùy quan điểm của mỗi người thôi. Còn với AZFIN thì về dài hạn thì cái gì rẻ nó sẽ tăng giá. Cũng giống như là đất ở Vinhome Riverside chẳng hạn, nó không phải là lên 100-200 triệu rồi mà nó không tăng nữa, đúng không? Vâng. Ví dụ thế. Đúng rồi. Đây có một câu hỏi như thế này ạ. Thời điểm Bitcap với Penny và các cổ phiếu bất động sản tăng mạnh nóng như bây giờ, liệu khi những cổ phiếu đó rủi ro giảm giá, thị trường chung có bị ảnh hưởng xấu và có rủi ro đến top 10 báo cáo chiến lược của Exfin không? Mong Exfin chia sẻ quan điểm. Em mời anh Tuấn ạ. Anh đang hỏi về giữa Penny đúng không? Và ý anh ấy hỏi là thời điểm này thì Penny với Bitcap tăng giá rất là mạnh và khiến cho cái chỉ số chung của thị trường tăng lên. Và nếu mà Penny với Bitcap mà giảm đi thì có ảnh hưởng xấu đến top 10 mã cổ phiếu chiến lược không ạ? Đúng rồi, cái này thì trong cái buổi chia sẻ của
Tuấn và anh Phục cũng đã nói về cái định giá giữa nhóm VN-Index và VN30. Thì nhóm VN-Index có cái P/E đâu đó đang khoảng 17 lần và nó cao hơn so với cả cái mức khoảng 16.5 lần của VN30. Trong khi đó ROE, tức là cái hiệu quả của cả cái nhóm ngành VN-Index, nó đang thấp hơn, ví dụ chỉ khoảng 13% so với khoảng 15% của VN30. Thì Tuấn Anh nhận thấy có sự chênh lệch như thế này. Đó. Thế thì trong trường hợp ngược lại, nếu như mà các cổ phiếu penny giảm rồi những cổ phiếu midcap giảm thì việc đó là chuyện bình thường thôi, bởi vì cái định giá, vùng định giá của cả VN Index đang ở mức rất là cao so với cả VN30, và điều đó có nghĩa rằng là VN30 sẽ có nhiều cái cơ hội, ít nhất là không giảm hoặc là có thể tăng tốt hơn so với cả cái nhóm penny midcap thời gian tới. Thế đấy là quan điểm của Tuấn và anh Phục trong cái buổi lần trước. Vâng ạ. Em cảm ơn anh Tuấn ạ. Có một câu hỏi đó là năm 2022 nhà nước vẫn tiếp tục đầu tư công thì vật liệu xây dựng sẽ hưởng lợi, trong đó có thép, và trong đấy EZFIN thì có chọn Hòa Phát. Vì sao EZFIN không chọn cổ phiếu ngành đá, ví dụ như hưởng lợi từ đường cao tốc hoặc là sân bay? Vâng, thì cái câu chuyện này cũng tương tự thôi, tức là khi mà đầu tư công thì doanh nghiệp nó hưởng lợi thôi. Thì cái vùng các công ty đá thì quý vị có thể xem xét một số công ty như Đảo Hóa An ở trong miền khu vực Long Thành, đúng không ạ? Rồi rất nhiều công ty khác. Thì nếu quý vị cảm thấy nó đủ hấp dẫn thì quý vị có thể vào. Tuy vậy thì ở đây EZFIN, do những công ty đấy có thanh khoản rất là thấp, vốn hóa rất là nhỏ, thành ra là EZFIN muốn ưu tiên những cổ phiếu mà có tính thanh khoản rất là cao để quý vị có thể tham gia được, và nó không bị tác động quá bởi vì những cái thông thường tính kỹ thuật của một cổ phiếu ấy sẽ có một số đội có thể đẩy giá lên cao quá hoặc là dìm giá xuống thấp quá. Thì chúng tôi muốn lựa chọn những cổ phiếu có tính thanh khoản rất là cao để anh chị có thể dễ dàng mua vào cổ phiếu dễ hơn. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn ạ. Câu hỏi này Hòa Phát thì em xin phép được cho qua bởi vì là anh Phú đã trả lời rồi. Anh có hỏi là ngoài sản xuất thép ra thì Hòa Phát có kinh doanh bất động sản và ngành gì nữa không, hiệu quả như thế nào? Thì anh Phú đã nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Về vấn đề cổ tức đúng không? Tiếp tục là câu hỏi cổ tức ạ. Anh Phụ đánh giá xa về việc Hòa Phát sẽ tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ cao nữa cho năm nay, về việc các nhà đầu tư đang nghi ngại việc cổ phiếu lưu hành đang nhiều, và trong một báo cáo của VN Direct thì có nêu Hòa Phát có thể mua cổ phiếu quỹ, việc đó có xảy ra không? Về vấn đề mua cổ phiếu quỹ thì EZFIN thì cũng đặt cái xác suất là khá thấp, bởi vì như này Hòa Phát thì cũng có cái mong muốn là hàng năm trả cổ tức khoảng độ 35%, đúng không? Trong nhiều năm qua thì Hòa Phát cũng đã tuân thủ rất là nhiều cái đó. Thì chúng tôi cho rằng là có thể rằng là Hòa Phát năm tới sẽ nâng cái tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt lên. Ví dụ như năm vừa rồi là trả có 5% thôi. Thì với cái kết quả của Hòa Phát đâu đó lợi nhuận là 13.000 tỷ thì họ trả 5%. Thì năm nay lợi nhuận của họ có thể đạt khoảng 37.000, thậm chí đến 38.000 tỷ. Thì tức là gấp 3 lần năm trước. Thì cái dòng tiền ra rất lớn. Thì cái nhu cầu đầu tư của cái Dung Quất của Hòa Phát ấy, Dung Quất 2 ấy, thì trong năm 2022 chúng tôi tính toán thì Hòa Phát chỉ cần cái nhu cầu đầu tư đâu đó khoảng 10.000 đến 15.000 tỷ mà thôi. Thì như vậy là với cái dòng tiền là 37-38 ngàn tỷ cộng khấu hao khoảng 6 ngàn tỷ, tức là khoảng 43 ngàn tỷ, thì trừ đi cái phần mở rộng cần khoảng 15 thì Hòa Phát vẫn dư 28 ngàn tỷ. Thì bên cạnh đó thì Hòa Phát cũng vác đi đầu tư bất động sản rất nhiều. Bất động sản ở đây là làm cái khu đô thị, thì cái lượng tiền của Hòa Phát dư rất lớn, tức là EPS của Hòa Phát năm nay khoảng độ 9.000 đồng, thì họ hoàn toàn họ có thể trả cổ tức tiền mặt rất cao, thậm chí tôi cho rằng họ muốn trả 5.000 được thôi. Bởi vì khi cái vốn chủ sở hữu họ tăng lên rất nhiều, vay họ có thể tăng lên. Bởi vì tỷ lệ vay của Hòa Phát bây giờ rất an toàn, tín nhiệm rất cao. Đó, thì họ hoàn toàn có thể làm điều đó. Tuy nhiên cái việc quyết định cuối cùng lại thuộc về ban lãnh đạo. Nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng năm tới Hòa Phát sẽ nâng cổ tức tiền mặt lên, không phải 5% nữa. Thì chúng tôi mong muốn, kỳ vọng thì Hòa Phát có thể đạt 1.500 đến 2.000 đồng cổ tức tiền mặt. Và cái việc tỷ phát hành cổ phiếu thì nó sẽ giảm xuống. Còn cái vấn đề cổ phiếu nhiều ấy thì khi xuống thì chúng ta sẽ nêu cái mặt xấu của nó ra. Còn khi lên quý vị thử thấy mà xem. Quý vị cứ thấy là khi thị trường lên mà cổ phiếu lên mạnh thì nếu cứ chia cổ phiếu quý vị lại càng thích. Bởi vì lúc thì giá nó sẽ bật tăng rất mạnh. Còn lúc xuống thì chúng ta cảm giác rất nặng. Nhưng lúc lên thì chúng ta lại thấy nó là một cái động lực để tăng giá tốt. Còn về cái cổ phiếu tăng nhiều khối lượng lớn ấy, nó ảnh hưởng đến tăng giá ngắn hạn không? Có. Nhưng mà xin thưa với quý vị, bài học của Hòa Phát không phải bây giờ mới nhiều cổ phiếu, mà cách đây hơn một năm trước nó đã rất rất nhiều cổ phiếu rồi, nhưng mà giá nó vẫn tăng 5-6 lần. Thì vấn đề ở đây là một, nền tảng doanh nghiệp có tốt hay không, hai là mọi người có nhìn nhận nó ra nó tốt hay không, và khi dòng tiền vào thì Hòa Phát cũng không là cái gì cả, số lượng cổ phiếu không là cái gì cả. Thì đấy là tôi trả lời thêm về vấn đề như thế. Vâng, có câu hỏi về Rung Deep, cho mình hỏi Rung Deep khi nào khuyến nghị vậy ạ?
Về vấn đề group VIP thì em cũng mời anh Phú trả lời luôn ạ. Vâng, về vấn đề group VIP trong quý 1 thì chúng tôi khuyến nghị luôn về cái danh mục này rồi. Đúng rồi. Thì trong sắp tới thì có kết quả kinh doanh chúng tôi sẽ update. Và group VIP thì như quý vị thấy, cái quan trọng nhất chúng tôi đánh giá ở đây nó không phải là danh mục đâu, mà trong group VIP thì quý vị có thể thảo luận, trao đổi cùng các cái chuyên gia phân tích nhiều năm kinh nghiệm của AZFIN Việt Nam. Thế là chúng ta có một cái môi trường sinh hoạt rất tốt, rất lành mạnh. Ở AZFIN không có nói đến đánh đấm, không có nói đến làm giá, không bao giờ nói đến cái chuyện lùa gà. Thì chúng tôi chỉ trao đổi kiến thức, tri thức với nhau. Thì quý vị có thể nhân cái cơ hội đó để mình nâng cao thêm cái hiểu biết của mình về đầu tư, kết nối thêm những cái chuyên gia về đầu tư. Thì từ đó là mình nâng tầm mình trong đầu tư lên. Thì lúc đó chúng ta sẽ trở nên thành công một cách bền vững. Còn xin thưa với quý vị, với cái chi phí của group VIP quý vị bỏ ra đâu đó thì cũng bằng 1-2 lượt quý vị giao dịch ở công ty chứng khoán thôi. Thế thành ra cái đó là nó cũng rất phù hợp để chúng ta có một cái môi trường tốt như vậy. Chứ chúng tôi cũng tin rằng không hiếm có một nơi nào ở Việt Nam hay ở trên thế giới có những cái group thảo luận với nhau chỉ dựa trên tri thức, dựa trên kiến thức để nâng cao cái trình độ của chúng mình tốt như thế này. Thì rõ ràng là như vậy, đúng không ạ? Còn quý vị, nhiều quý vị cũng xót ruột là bỏ ra vài triệu thì chúng tôi cũng đồng ý thôi. Thì AZFIN lại có cái kênh YouTube rất thú vị, chia sẻ những cái kiến thức mà không hẳn ở đâu có. Chúng tôi rất là kiên định với cái triết lý của mình và đưa ra cái gì đó nó cũng rất rõ ràng, bài bản, có cơ sở chắc chắn để quý vị có thể nâng cao cái trình độ. Thì một trong những mục tiêu của AZFIN đó là lan tỏa tri thức để mọi người cùng thành công, để mọi người cùng hiệu quả. Còn để mà làm giá cổ phiếu, xin thưa với quý vị, với cái kinh nghiệm 14 năm cộng thêm với quan hệ trong cái hệ thống của tôi, rồi cũng như là cái thông tin tôi tiếp cận thì chắc là cũng là top những nhà đầu tư có nhiều thông tin nhất ở thị trường này. Thì chúng tôi làm giá cổ phiếu làm được, khẳng định với quý vị như thế, làm được. Nhưng chúng tôi làm giá, cuối cùng chúng tôi thu lợi nhuận từ quý vị, chúng tôi vặt từ nhà đầu tư, thì cuối cùng chúng tôi được cái gì đó. Thì đấy, nó không phải mục tiêu của chúng tôi. Thì mục tiêu của chúng tôi là chúng ta cùng nâng cao kiến thức, cùng nâng cao trình độ và ủng hộ những cái doanh nghiệp giỏi, những doanh nghiệp tốt, những doanh nhân hàng đầu Việt Nam để họ phát triển đất nước. Thì từ đó thị trường chứng khoán trong sạch hơn, chúng ta hiệu quả hơn. Vâng. Trong cái phần báo cáo chiến lược của năm nay khác năm trước, đó là chúng tôi có hỗ trợ thêm quý, tức là nếu ngoài group VIP nhé, thì chúng tôi có hỗ trợ thêm, đó là anh chị chỉ mua báo cáo chiến lược thì anh chị sẽ được add vào group Telegram. Và trong group Telegram này chúng tôi cũng sẽ cập nhật báo cáo về hàng quý. Và đồng thời nếu anh chị có câu hỏi gì về các cổ phiếu, các anh chị có thể chat với chúng tôi qua AZFIN ngày tới bot ạ. Thì trên đó chúng tôi cũng đã xây dựng cái phần nick chat rồi, và quý vị có thể hỏi và thảo luận liên tục. Đó, thì cái quan trọng nhất của chúng tôi đó là mong muốn để quý vị cùng nâng tầm, tức là nâng cao cái kiến thức đầu tư của mình lên theo thời gian. Và dần dần mình sẽ coi kênh chứng khoán này làm kênh giữ tiền, thay vì giống như bố mẹ Tuấn thì luôn luôn chỉ coi được bất động sản, nên là đất là kênh giữ tiền chứ không được tin chứng khoán. Đó, thì chúng ta sẽ phải nâng được tầm mình lên. Vâng, em cảm ơn chia sẻ của hai anh ạ. Các bạn có hỏi là em phân bổ vốn theo nhóm ngành có được không ạ? Cái này là hoàn toàn được ạ. Bạn có thể phân bổ từ 3 đến 5 nhóm ngành trong danh mục của mình. Tiếp tục là có bạn có hỏi về mình đang hold MWG giá 498, có nên giữ tiếp cho dài hạn 5 năm không? Vậy thì câu trả lời này chắc chắn là nên giữ tiếp, đúng không anh Tuấn? Đúng ạ. Thế giới động vẫn là một doanh nghiệp đang phát triển rất là mạnh mẽ. Và cái văn hóa của bên đấy cũng là một văn hóa rất là thúc đẩy. Mảng bách hóa xanh của họ cũng đang gần đến ngày được khai quả rồi. Nó sắp đến ngày được khai quả rồi. Thành ra là tôi nghĩ rằng là chỉ mong 5 năm tới có thể biến động khá là ok. Nhất là trong ngành bán lẻ, là một ngành mà tăng trưởng cùng với nền kinh tế. Vâng. Có một bạn có hỏi là em đang giữ mã Tiên Phong Bank thì có nên cơ cấu sang Techcom hoặc sang STB hay không ạ? Đúng rồi, anh Phục ạ. Vâng, về mặt định giá thì Tiên Phong Bank thực sự là một cái bất ngờ cho chúng tôi. Thì trước đó thì Tiên Phong Bank thường được định giá thấp hơn so với các cổ phiếu hàng đầu, ví dụ Techcombank. Thì nhưng hiện nay thì định giá của Tiên Phong Bank về cơ bản, nếu mà so sánh thì rõ ràng nó đang được định giá cao hơn các cổ phiếu khác, cao hơn cổ phiếu khác. Thế thành ra về mặt định giá lâu dài thì chúng tôi cho rằng Techcombank sẽ có thể tăng giá mạnh hơn so với Tiên Phong Bank. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết, ở trên thị trường nhiều cái sự nó diễn ra nó không theo một cái lý do nào cả, đúng không ạ? Thế thành ra là về cơ bản, nếu trên góc độ cá nhân chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là Techcombank hiện tại là hấp dẫn hơn Tiên Phong Bank khá nhiều. Còn cái việc có nên cơ cấu hay không thì đấy là phải tùy thuộc vào anh.
Nếu mà anh nắm giữ Tiên Phong Bank, nếu mà 3 năm, 5 năm thì chúng tôi cũng cho rằng cổ phiếu là một cổ phiếu tốt với tăng trưởng tín dụng năm vừa rồi cao nhất. Nó đạt những hơn 20, gần 23%, đúng không? Năm tới nó cũng vẫn sẽ tiếp tục cao và tăng trưởng lợi nhuận năm tới của Tiên Phong Bank chúng tôi dự báo nó vẫn được khoảng độ 30 đến 35% lợi nhuận. Thì nó vẫn là một cái cổ phiếu tốt. Nhưng mà về góc độ định giá thì chúng tôi đánh giá Techcombank cao hơn. Còn cái việc quyết định thì là ở anh, hoặc là anh có thể quyết định chia đôi, đúng không? Giữ một nửa Tiên Phong và bỏ một nửa sang Techcom, đúng không? Hoặc STB. Vâng, em cảm ơn anh Phục ạ. Có một bạn có hỏi là câu chuyện tương tự giữa MBB và Techcombank thì Ezfin đánh giá như thế nào về Nam Long và Vinhome? Nếu đang giữ Nam Long thì có nên chuyển hết sang Vinhome hay không, hay chuyển sang một phần? Và cảm ơn Ezfin. Câu này thì em mời anh Tuấn ạ. Câu chuyện của Vinhome và Nam Long thì Tuấn nghĩ cũng tương tự như vậy thôi. Thì cũng Nam Long là một doanh nghiệp họ phát triển rất là bài bản. Nếu tính cái thời gian mà phát triển bất động sản ấy, thì của Nam Long là 30 năm, của Vinhome là khoảng 25 năm. Tức là về cái thời gian phát triển, hai doanh nghiệp này đều là những doanh nghiệp lâu đời nhất trên thị trường. Và cách phát triển của hai doanh nghiệp đều rất bài bản. Nam Long thì đương nhiên thì khi mà phát triển thì Vinhome họ đi trước Nam Long một bước. Tức là họ có phát triển về hệ sinh thái gồm có trường học này, có bệnh viện. Nhưng mà Nam Long thì chưa phát triển, mà Nam Long thì phát triển ở góc độ khu dân cư, các khu giải trí vân vân. Đó. Thế thì thời gian sắp tới thì Nam Long sẽ tiếp tục học theo của Vinhome để phát triển hệ sinh thái đa dạng hơn. Thành ra là câu chuyện của Nam Long khá là ok nhé. Và cái ROE, tức là cái hiệu quả sinh lời của Nam Long dành cho cổ đông cũng khá là tốt, là 15%. Đó. Thì như vậy rằng là Nam Long là một doanh nghiệp đánh giá là khá là ok. Nhưng tại thời điểm hiện tại, về cơ bản thì cũng như câu chuyện anh Phục vừa chia sẻ với TV Bank, tức là nếu nhìn dài hạn thì Tuấn nghĩ là vẫn là rất là ok. Nhưng mà nếu nhìn ở góc độ định giá thì đôi khi đâu đó là Nam Long đang đắt hơn của Vinhome một chút đó. Nên thành ra là câu chuyện mà trong dài hạn thì rõ ràng là Vinhome đang rẻ hơn một chút. Nhưng mà nếu như chúng ta cầm đủ dài 3-5 năm thì cả hai doanh nghiệp này đều khá là ok. Vâng, em cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn ạ. Có anh Bùi Tiến Thành có hỏi là ngành ngân hàng mình đang nắm chủ yếu là mã CB nhưng không nằm trong 10 cổ phiếu chiến lược của Ezfin, đánh giá sao về mã này? Có nên bán sớm để chuyển qua mã khác trong top 10 không? Mình cảm ơn. Em nhớ là về OCB thì anh Phục cũng đã có clip rồi đúng không ạ? Vâng, thì thực sự OCB thì chúng tôi cũng đánh giá đây là một ngân hàng nhỏ và cũng có rất võ. Tốt hiệu quả, có võ đấy, cũng tốt. Tuy vậy là để trên cái đường rất dài đi thì OCB thì sẽ không được đánh giá cao bằng những ngân hàng kia. Tuy vậy nếu mà anh đã nắm giữ nó, anh đã hiểu biết về nó thì anh có thể tiếp tục nắm giữ. Bởi vì OCB vẫn còn rất nhiều các cái câu chuyện. Ví dụ như là bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài với giá cao chẳng hạn, phát hành cho đối tác chiến lược giá cao. Cộng thêm với OCB cũng là một ngân hàng rất năng động. Tuy nhiên dù sao thì rủi ro nó cao hơn các ngân hàng kia khi mà cái tỷ lệ trái phiếu của nó lớn hơn nhiều. Tiếp theo là cái việc OCB lại nằm trong cái tâm chấn của cái việc là quý 3 năm 2021 thì bị ảnh hưởng nặng bởi việc dịch Covid. Từ họ cho vay chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể, thì là những cái đối tượng bị ảnh hưởng khá mạnh. Thế thành ra về cơ bản thì OCB thì chúng tôi đánh giá là so với các cái bank kia thì nó không bằng, nhưng mà cái câu chuyện thì nó có. Cộng thêm là với một ngân hàng như OCB ấy, cái thanh khoản nó lại vừa phải. Thế thành ra nó hoàn toàn có thể xảy ra những cái câu chuyện mà chúng ta không ngờ đến. Thế thành ra nếu mà anh có muốn cơ cấu gì chăng nữa thì Phục nghĩ là anh có thể cơ cấu một nửa, đúng không? Đúng. Vâng ạ, em cảm ơn anh Phục ạ. Có một câu hỏi là cổ phiếu ngân hàng có tỷ trọng lớn trong thị trường, vậy khi phân bổ danh mục có nên cho nhóm ngân hàng tỷ trọng cao hơn không? Cảm ơn. Cái này thì trước anh Phụ đã chia sẻ là chúng ta nên để ngân hàng chiếm tỷ trọng đấy khoảng 35-40%, đúng không anh? Và trong đấy thì nên nắm giữ từ 2-3 mã ngân hàng cho một cái danh mục của mình ạ. Tiếp tục có một câu hỏi là bạn anh Toàn có hỏi là đang nắm giữ MWG có nên bán đi mua PNG không anh? Thì cái này về mặt định giá thì nãy anh Tuấn có chia sẻ là PNG có vẻ hấp dẫn hơn so với MWG. Tuy nhiên thì cái vấn đề là có nên bán hoặc mua mã khác không, đó là vấn đề có lẽ là nó thuộc về cái cá nhân anh hơn. Ví dụ nếu mà anh nắm giữ dài hạn thì rõ ràng hai mã này đều rất là tốt. Còn nếu mà anh có cái nhìn ngắn hạn hơn thì có lẽ anh nên cân đối tỷ trọng của mình theo tùy thuộc vào cả dòng tiền của mình, tùy thuộc vào danh mục của mình đang như thế nào nữa. Tiếp tục là báo cáo chiến lược về 10 mã cổ phiếu Giang có gửi qua mail không mà anh không thấy nhận được nhỉ? Báo cáo chiến lược này thì thật ra thì nếu mà anh đã tham dự cái livestream này được rồi thì em nghĩ anh đã có được rồi. Đó là Ezfin có gửi cho anh cái tài khoản, anh có thể đăng nhập vào cái trang web Ezfin Academy để xem báo cáo chiến lược top 10 mã cổ phiếu. Còn trong trường hợp mà hiện tại anh vẫn chưa nhận được mail hoặc chưa nhận được sự hỗ trợ thì anh hoàn toàn có thể liên hệ lại với Ezfin Việt Nam để bên dịch khách hàng hoặc có thể hỗ trợ lại anh xem lại báo cáo ạ.
Có một câu hỏi là về VNRX, anh Phục có thể cho biết thêm về tiềm năng kinh doanh của công ty trong 2022 hay không? Và thấy 2021 đã tăng trưởng quá nhanh và mạnh. Em mời anh Phục ạ. Vâng, thì 2022 thì AZFIN dự báo thì lợi nhuận sau thuế của VD vẫn tiếp tục tăng trưởng khoảng độ 30-50%. Trên cái cơ sở là cái nền tảng quý đầu năm 2021 của VD khá thấp. Đúng không? Còn cuối năm thì họ có thêm vốn, nguồn vốn bổ sung cho các cái danh mục kinh doanh, ví dụ như là cho vay margin này. Rồi họ này còn có lợi nhuận giữ lại để họ tăng thêm việc cho vay margin, rồi họ kinh doanh nguồn vốn, vân vân. Thì VD thì năm tới thì AZFIN đánh giá là lợi nhuận có thể đạt trên 3.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Trên 3.000, như vậy là tăng trưởng của 2022 của nó vẫn rất mạnh, từ 30-50%. Còn về vấn đề chúng ta quan tâm đặc biệt ở đây đối với VD, đó thực ra là định giá. Thì định giá của VD hiện nay thì đang ở mức gọi là cao nhất trong cái lịch sử từ xưa đến nay. Tuy nhiên với cái tiềm năng tăng trưởng đó thì nó có thể dịu bớt cái phần này trong tương lai. Nhưng mà nếu mà thị trường vẫn tốt đẹp thì chúng tôi cho rằng vẫn ok, nhưng thị trường mà xấu thì nó có thể quay ngoắt 180 độ luôn, rất khủng khiếp. Bởi vậy cho nên nếu mua thì quý vị hãy mua với cái giá chiết khấu cao. Thì như ở trong báo cáo chiến lược chúng tôi cũng đưa ra, nếu mà mua thì vùng giá mua hình như dưới 7 năm, đúng không ạ? Đó, thì anh lưu ý với ngành chứng khoán thì phải bám sát. Vâng ạ. Có câu hỏi anh Lê Hồng Việt có hỏi là AZFIN đánh giá về khả năng tăng trưởng của Vinamilk trong 3 đến 5 năm tới. Xin cảm ơn. Em mời anh Tuấn ạ. Vâng, Vinamilk trong 3 năm tới thì họ tăng trưởng không phải nhanh đâu. Họ tăng trưởng chắc chỉ khoảng 5% một năm thôi, 3-5%, tức là họ sẽ tăng trưởng rất là chậm. Nguyên nhân bởi vì sao? Bởi vì cái ngành sữa nó đã bị bão hòa. Và mặc dù sữa là một mặt hàng được như Tuấn chia sẻ lúc ban đầu đó, sữa là một mặt hàng mà người ta dùng liên tục, thành ra cái định giá của Vinamilk sẽ thường ở mức cao hơn so với cả các ngành khác. Ví dụ chúng ta có thể xem một số ngành như kiểu sắt thép chẳng hạn, có thể nó định giá sẽ PE nó thấp hơn một chút, nhưng cái ngành mà cái khách hàng, cái lifetime khách hàng, tức là cái thời gian khách hàng sử dụng cái sản phẩm đó nó dài, thì thông thường là cái định giá sẽ cao hơn. Thế thì trong năm nay, năm 2022 thì Vinamilk chúng tôi có định giá tin rằng là Vinamilk sẽ tăng trưởng được lợi nhuận đâu đó khoảng 10%, và theo một số thông tin chúng tôi có được là dự kiến quý 1 2022 họ sẽ tăng giá sữa một loạt lên theo cái đà tăng của giá nguyên liệu sữa năm ngoái. Đó, chính vì vậy nên cái lợi nhuận của Vinamilk trong quý 1, quý 2 này có thể là vượt trội lên, và sau đó là cả năm 2022 cũng sẽ tăng trưởng được khoảng đâu đó 10, thậm chí có thể hơn cho Vinamilk trong năm tới. Chính vì thế nên khi mà định giá của Vinamilk đang ở vùng giá rất rẻ, đâu đó PE khoảng 16-17 lần, thì hoàn toàn thì quay lại lên mức khoảng 20 hoặc thậm chí hơn nữa. Đó nên thành ra là Vinamilk thì chúng ta thích hợp cho năm nay hơn, tức là một năm, hơn là việc chúng ta nắm giữ dài hạn. Nắm giữ dài hạn vẫn ok nhé, vì nó tạo ra một cái tổng tiền rất là đều, nhưng mà nếu như mà lợi nhuận cao thì sẽ khó hơn. Vâng, em cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn ạ. Có một anh có hỏi là AZFIN đánh giá thế nào về ngành dầu khí và năng lượng cho năm 2022? Vì sao ngành này không được AZFIN lựa chọn cho top 10? Đầu tiên về ngành dầu khí thì nó bị phụ thuộc nhiều về giá dầu, và giá dầu là những cái mà chúng ta rất khó có thể đoán định được, bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều đến yếu tố chính trị cũng như là cái vấn đề bất ổn ở trên thế giới nữa. Còn năng lượng 2022 thì anh chị có thể thấy là ví dụ 2022 năm qua thì AZFIN đã có những bài viết và những clip về năng lượng tái tạo, ví dụ như là PC1 hoặc là TV2, đúng không ạ? Thì anh chị có thể để ý đến những cổ phiếu này. Còn tại sao nó không có trong báo cáo chiến lược của AZFIN? Bởi vì cái tính thanh khoản của cổ phiếu này chưa đủ đáp ứng được cái tiêu chí của AZFIN. AZFIN luôn lựa chọn, ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu mà có thanh khoản cao để có thể đảm bảo được cho nhà đầu tư, bởi vì ví dụ AZFIN có khoảng 500 thành viên trong group VIP, và nếu mà đưa ra một cái mã cổ phiếu mà thanh khoản quá thấp thì rõ ràng nếu mà anh chị hoàn toàn kiểu lên tàu một loạt lên như thế thì rủi ro chỉ nằm ở phía anh chị, đúng không ạ? Tiếp tục là câu hỏi về group VIP ạ. Cho mình hỏi Zoom VIP có khuyến nghị bán khi chưa đạt target không? Ví dụ như Hòa Phát 2021 lên được 58 rồi nhưng mà chưa đạt được target bán, sau đó giảm về 46. Nếu bán vùng cao mua vùng thấp thì cũng được lợi rất nhiều. Em mình phục. Vâng, về cái câu chuyện này thì lại quay lại câu trả lời lúc nãy của tôi. Đó là nếu chúng ta biết 58 nó là sẽ là giảm thì tất nhiên chúng ta phải bán thôi. Tuy nhiên cái vấn đề nó rất là khó đánh giá. Bởi vì nếu chúng ta đoán đáy đoán đỉnh, chẳng hạn như tôi có lấy ví dụ về cổ phiếu Apple chẳng hạn, thì cụ Buffett đã mất hàng từ lâu rồi, chứ không phải để giữ được 5 lần. Đấy thì cái câu chuyện như thế. Còn vấn đề là nếu mà VN Index mà lên quá cao, mà các cổ phiếu của chúng, một số cổ phiếu chúng ta chưa lên, thì AZFIN có thể đưa ra là khuyến nghị chúng ta giảm tỷ trọng. Giảm tỷ trọng. Nếu mà VN Index lên quá cao có rủi ro điều chỉnh, thì AZFIN sẽ đưa ra khuyến nghị có thể giảm tỷ trọng.
Thì lúc giảm tỷ trọng thì tùy anh chị cân đối để xem giảm cổ phiếu nào thôi. Đúng không? Xin chia sẻ một chút nữa là sẽ tùy cái quan điểm anh chị mà nó sẽ có một cái quan điểm mua bán khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta nhìn với Hòa Phát, anh Long đi, anh Long là chủ tịch, thì hàng năm anh vẫn mua thêm cổ phiếu cơ. Đó, thì thành ra là nếu như chúng ta nhìn bức tranh rất là dài thì chúng ta thấy rằng là anh Long vẫn nhìn là một chủ doanh nghiệp nhé, và anh Long vẫn nhìn thấy rằng là doanh nghiệp mình đang phát triển rất là tốt và anh mua thêm liên tục. Đó. Vâng, có câu hỏi cũng tiếp tục ở Vinamilk ạ. Exactly đánh giá thế nào về câu chuyện mở rộng MCM của Vinamilk? Em mời anh Toán ạ. MCM là Mộc Châu Milk ạ. Thì về câu chuyện này thì tôi cũng có thể trao đổi cùng anh Tuấn, đó là Mộc Châu về cơ bản nó không mở rộng đáng kể được nữa đâu. Ngành sữa như anh Tuấn nói thì đó là một cái ngành về cơ bản bão hòa. Thì Mộc Châu Milk thì nó có một cái địa thế rất đẹp, đó là khu vực cái thời tiết rất là ôn hòa, khí hậu rất tốt. Và doanh nghiệp này có cái quỹ đất để cho trồng cỏ rồi là nuôi bò rất lớn. Thì nó có thể gia tăng được thêm một phần trong cái chuỗi giá trị của Vinamilk, chứ nó không thể mở rộng và tăng trưởng mạnh được. Thì xin lưu ý quý vị là doanh thu của Vinamilk khoảng 55.000 tỷ. Thì Mộc Châu Milk đâu đó 56.000 tỷ. Thế kể cả nó tăng trưởng 20-30% đi chăng nữa thì cuối cùng nó tăng trưởng thêm độ 1.000 tỷ hơn 1.000 tỷ thì nó cũng đóng góp chung vào Vinamilk 1-2%, nó không đáng kể đâu ạ. Thế thành ra cái câu chuyện tăng trưởng của Vinamilk nó sẽ không Mộc Châu Milk sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến Vinamilk, như mà nhiều bên phân tích bơm thổi cái đợt mà Vinamilk mua Mộc Châu Milk. Thưa quý vị, nó không ảnh hưởng đáng kể một tí nào đâu ạ. Đó, thì nó chủ yếu là năm tới thì nó hồi phục, do anh Tuấn có chia sẻ là sản lượng nó có thể hồi phục tăng một chút này. Vâng. Rồi là giá bán nó tăng tốt trong cái quý 1 này thì vâng, có thể kỳ vọng là tăng lợi nhuận, cũng như là cái chi phí liên quan đến phòng dịch của nó giảm đi. Vâng. Thì nó có thể lợi nhuận nó tăng trưởng ổn định. Thì ngoài ra Vinamilk một cái điểm, có hai cái điểm nhấn chúng ta cần phải chú ý đến. Một tức là cổ tức nó khoảng 4.000 đến 4.800 đồng, thì tức là cổ tức trên giá bây giờ nó khoảng 5%, thì cũng gần bằng lấy lợi suất ngân hàng. Vâng. Điều rất tốt. Tuy vâng, nhiên cái tiềm năng tăng giá nó lại có. Đúng. Có, thế thành ra nó là một cơ hội đầu tư chắc chắn, có cái lợi suất tốt mà lại an toàn hơn ngân hàng. À quên, có cơ hội tăng trưởng mạnh hơn ngân hàng. Đúng. Thứ hai là cái câu chuyện nếu mà Vinamilk có thoái vốn, nếu mà có thoái vốn thì rõ ràng Vinamilk trong mắt các nhà đầu tư quốc tế nước ngoài sẽ được định giá rất rất cao. Vì sao lại vậy? Bởi vì họ cần mua được cả doanh nghiệp. Họ cần có cái dòng lợi nhuận ổn định nhưng không cần cao. Ví dụ ở Nhật họ đâu cần yêu cầu lợi suất cao. Vinamilk trả cổ tức 5% như này, họ có thể trả giá 150-160, họ chỉ cần 2,5% thôi. Nhưng mà họ nắm được cả một cái doanh nghiệp lớn như thế. Đó, thì đấy là hai cái câu chuyện của Vinamilk cũng đáng chú ý trong cái việc là lựa chọn cái cổ phiếu này, nó mang tính ổn định là như vậy. Tiếp tục là một câu hỏi là theo Zfin thì định giá BIDV hiện tại có rẻ không và có khả năng tăng trưởng trong 2022 không ạ? Ngành ngân hàng này em hãy phụ tiếp ạ. BIDV đúng không? Biết ạ. Vâng, về BIDV thì có thể thấy trong năm 2021-2020 thì BIDV rất mạnh tay trong vấn đề xử lý nợ xấu. Thế thành ra về cơ bản thì dư địa tăng trưởng lợi nhuận trong năm tới và một vài năm tới chúng tôi đánh giá khá cao BIDV, có thể tăng trưởng khá tốt. Nhưng mà quý vị lưu ý tăng trưởng của nó cũng sẽ không quá mạnh. Bởi vì sao? Cái tăng trưởng này do là tăng trưởng từ việc là điều chỉnh xấu thành bớt xấu thôi. Tức là cái nợ xấu điều chỉnh trong cái cơ cấu ấy. Còn cái việc là tăng doanh thu của BIDV thì được đánh giá rất thấp. Bởi vì hệ số an toàn vốn của BIDV rất thấp và tăng trưởng tín dụng của nó năm nay chúng tôi nghĩ rằng chắc nó chỉ độ 7% thôi, không nhiều. Thì các năm tới nó cũng chỉ tăng thế thôi. Bởi vì cái hệ số an toàn vốn rất thấp và cái quy mô nó quá to rồi, nó không thể nở nhanh được. Không thể nở nhanh được. Thế thành ra cái việc tăng trưởng tín dụng thấp sẽ là một cái giới hạn trong tương lai để nó không thể tăng trưởng lợi nhuận cao trong nhiều năm được. Đúng không? Mà trước mắt thì có thể cao do nó tối ưu nhờ cái việc giảm nợ xấu vân vân. Đó. Nhưng mà trong tương lai thì không thể quá cao. Thế thành ra về mặt định giá PB chẳng hạn thì của BIDV thì hiện nay thì ở mức hợp lý, không phải quá rẻ. Nhưng mà về tầm nhìn lâu dài thì thực sự chúng tôi đánh giá các ngân hàng nhà nước, kể cả Vietcombank nhé, chúng tôi không đánh giá cao. Nhưng mà trong các ngân hàng nhà nước rõ ràng Vietcombank là sáng nhất. Đó. Thì ngay cả cái hiệu quả sinh lời của các cổ phiếu này trong quá khứ cũng thế. Trong 5-7 năm qua từ lúc niêm yết của BIDV và của Vietinbank nó cực kỳ tệ hại. Thì nó liên quan đến những cái câu chuyện người ta nói về câu chuyện nhiều hơn, nói về ngắn hạn nhiều hơn thôi. Câu hỏi về FPT ạ. Theo Ezefin thì FPT năm 2022 có mảng kinh doanh gì đột phá có thể dẫn đến lợi nhuận đột biến hay không? Em mời anh Tuấn ạ. Vâng, FPT thì cái mảng kinh doanh lớn nhất của họ hiện tại vẫn là đầu tàu kinh tế nhất của họ vẫn là từ mảng phần mềm. Và mảng phần mềm của họ thì đặc biệt đến từ năm nay thì có tốc độ tăng trưởng đóng góp rất lớn từ mảng trong nước.
nhưng mà cái động lực về cơ bản của họ sẽ đến từ nước ngoài nhiều nữa. Và FPT là một trong những cái doanh nghiệp có thể gọi là thuộc dạng gia công phần mềm thuộc dạng lớn nhất thế giới. Đương nhiên thì họ chưa phải là lớn được bằng những doanh nghiệp ở tại Ấn Độ, nhưng họ cũng là có số có má trên thị trường. Và cái động lực tăng trưởng lớn nhất của họ thời gian tới vẫn tiếp tục là chuyển đổi số. Tức là các mảng kinh doanh của họ đều là những mảng kinh doanh đã được chứng minh. Nó khác với cả những mảng kinh doanh mà nó bắt đầu khởi điểm và bắt đầu xây dựng, thì mảng kinh doanh của FPT nó đã được chứng minh rồi và đã phát triển rất là đều rồi. Và họ cũng có thương hiệu. Ở Việt Nam mình nó là thương hiệu số 1 tại Việt Nam rồi. Đó nên thành ra là tăng trưởng của họ rất là chắc chắn. Chắc chắn. Và một điểm nữa là cái mảng công nghệ thông tin vẫn là mảng mà xu thế chung của thế giới hiện nay. Khi mà ngày xưa thì chưa ai nghĩ đến chuyển đổi số, thì sau cái giai đoạn Covid năm 2020 thì rất nhiều doanh nghiệp bắt đầu chuyển dịch sang chuyển đổi số, và người ta có câu rằng chuyển đổi số hay là chết. Thì thành ra là FPT đang được hưởng lợi từ điều đấy. Và đồng thời đó thì FPT cũng đang rất là chịu khó mở rộng cái hệ sinh thái sản phẩm của mình. Ví dụ như gần đây nhất là họ mua cái công ty Base.vn đúng không ạ? Thì mua Base khiến cho các sản phẩm về chuyển đổi số họ nhiều hơn, và họ sẽ bán chéo cho các tập khách hàng của họ hiện tại. Thì FPT thì về cái sự đột phá thì tôi nghĩ là khó mà có thể có được, nhưng mà về sự chắc chắn tăng trưởng khoảng 20-22% cộng thêm việc là có thêm cổ tức khoảng 1-2% nữa, thì rõ ràng là Vinamilk nếu như quý vị có thể kỳ vọng được là mức lợi nhuận khoảng 20-23% hoàn toàn có thể xảy ra. Vâng, nếu mà quý vị tìm kiếm câu chuyện đột biến thì chắc FPT thì lại không đột biến được ạ. Nó sẽ ổn định và chắc chắn thôi. Vâng. Có câu hỏi mang tính kỹ thuật khá là cao, đó là EZFIN đánh giá thế nào về việc P&J có thể ra khỏi VN50? Thực ra cái rổ VN50 thì họ có một vài cái tiêu chí, ví dụ như là về vốn hóa hoặc có những tiêu chí khác. Cho nên là em nhận định thì đây nó chỉ mang yếu tố kỹ thuật thôi ạ. Còn nếu mà chúng ta xét riêng về nội tại cơ bản của doanh nghiệp thì rõ ràng P&J vẫn là một cái doanh nghiệp mà chúng ta nên đầu tư. Vâng, thì nhân tiện này thì tôi cũng trao đổi thêm, thì rõ ràng là PNG thì bây giờ có nhiều ngân hàng thì biết vốn hóa lớn đúng không ạ, nhiều doanh nghiệp được tăng rất mạnh đúng không ạ. Thì PNG tôi nghĩ cũng sớm ra khỏi VN30 đâu, chắc là quý 1 tới hoặc quý 2 tới thì ra là bình thường. Thì chúng ta hãy lưu ý như này, về lâu dài thì cổ phiếu tăng giá tốt hay không nó dựa vào cái nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp có tốt hay không. Chúng ta có thể thấy những cái doanh nghiệp mang lại giá trị rất cao cho chúng ta ở Việt Nam hay trên thế giới thế đều dựa vào nền tảng, còn cái gì mà tăng ảo thì nó sẽ sẹp, rồi sẽ sẹp. Còn cái câu chuyện là ra khỏi VN30 thì rõ ràng trong ngắn hạn thì có thể là cái quỹ ETF VN30 thì họ bán ra. Tuy nhiên họ bán ra thì lại là cơ hội cho những nhà đầu tư khác vào. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ cổ phiếu ra khỏi VN30 mà lại tăng rất mạnh RE đúng không? Thì như ra khỏi VN30 nó vẫn rất tốt, rất xuất sắc, đúng không? Thì cái VN30 chỉ là một cái yếu tố kỹ thuật trong ngắn hạn thôi, như Giang nói, thì nó cũng không phải là cái gì đó trọng tâm mà chúng ta phải quan tâm quá nhiều. Đó. Có câu hỏi tiếp tục Hòa Phát ạ. Câu hỏi này thì gồm có 3 vế, nhưng mà cái vế cuối cùng này anh Phùng lại đã trả lời rồi, cụ thể như sau. Cổ phiếu Hòa Phát có được xem là cổ phiếu chu kỳ không, và liệu đỉnh lợi nhuận của Hòa Phát đã qua chưa? Hòa Phát thì còn câu chuyện gì cho 2022 hay chỉ chờ đợi câu chuyện mở rộng dung quất năm tới? Như tôi đã trao đổi đó là năm 2022 Hòa Phát sẽ tối ưu vẫn còn tăng công suất được khoảng gần 10% nữa, chứ không phải tăng ít đâu. Đó, chứ không phải nó đã full công suất. Đó là nó đến từ câu chuyện tối ưu. Thứ hai là mảng bất động sản của Hòa Phát năm tới rất là tốt, được đánh giá rất cao. Bởi cái dự án có thể là bán đó là Hưng Yên. Còn cái việc ghi nhận doanh thu thì lợi nhuận thì chúng tôi cũng kỳ vọng họ ghi nhận một phần trong năm 2022. Rồi bên cạnh đó là Hòa Phát thì đỉnh lợi nhuận chưa? Thì chúng tôi cho rằng Hòa Phát lợi nhuận thì không có đỉnh. Chúng tôi xin khẳng định một điều là như thế, Hòa Phát lợi nhuận không đỉnh. Còn cái câu chuyện tiếp theo là đó là liên quan đến cái vấn đề chu kỳ, cổ phiếu chu kỳ. Quý vị có thể xem cổ phiếu chu kỳ về cơ bản này. Vì sao ngành thép người ta lại cho là ngành chu kỳ? Bởi vì đa phần ngành thép ấy, thì họ mở rộng cái công suất của họ thì họ rất khó có thể thu hẹp cái công suất. Không phải là muốn là cái lò cao của họ hoạt động nếu mà thị trường tốt bán được 10 triệu tấn thì hoạt động full, mà thị trường không tốt bán 5 triệu tấn mà họ tắt lò cao đâu. Mỗi lần khởi động lại cái hệ thống lò cao của Hòa Phát ấy, chi phí thậm chí tốn 5-70 tỷ, hàng trăm tỷ. Bởi vì khởi động một cái hệ thống lớn như thế, cỗ máy nó siêu khổng lồ, thì cái năng lượng với đủ thứ nó phải đốt nóng cái này kia để mà nó vận hành được, nó mất đến cả vài ngày vân vân, thì chi phí mọi thứ nó rất tốn kém. Wow. Thế thành ra là nó phải hoạt động tối đa hóa công suất. Chính vì thế cho nên là kể cả nhu cầu thấp hay nhu cầu cao, nó vẫn hoạt động tối đa hóa công suất. Từ đó khiến cho mỗi lần biến động về cung cầu về thép thì nó làm cho những cái doanh nghiệp thép này rất khó khăn. Bởi vì sản lượng vẫn nhiều thì nó có khi nó phải giảm giá rất sâu.
Thế thành ra làm kết quả kinh doanh nó kém thì ngành đó gọi là ngành chu kỳ. Tuy nhiên có một cái đặc thù rất là thú vị ở cái câu chuyện Hòa Phát. Quý vị theo dõi Hòa Phát từ năm 2005 đến nay lợi nhuận mình xem. Cũng có một vài lần nó điều chỉnh giảm lợi nhuận, nhưng giảm lợi nhuận rất thấp vào những cái giai đoạn khủng hoảng. Nó còn thấp hơn những cái doanh nghiệp khác cơ, ở các ngành khác cơ. Thế thành ra về mặt chu kỳ chúng tôi lại không đánh giá Hòa Phát là một cổ phiếu chu kỳ lắm đâu. Tuy nhiên nó là làm trong ngành thép, thường các cổ phiếu thép là chu kỳ. Thế thành ra người ta gắn luôn nó là cổ phiếu chu kỳ. Còn nếu mà phân tích tách kỹ chẳng hạn, thì nó có cái tính chu kỳ rất thấp. Có tính chu kỳ phải nói rất thấp. Quý vị có thể nhìn đến kết quả kinh doanh từ năm 2005 đến nay. À, và quý vị so sánh các cổ phiếu khác trong ngành thép, ý, ví dụ Hoa Sen và Nam Kim, thì lợi nhuận có khi là năm trước 1.500, năm sau xuống 300. Thì chính Nam Kim và Hòa Phát có cái tính chu kỳ siêu cao. Bởi vậy cái biến động của cổ phiếu Hoa Sen nó cũng rất khủng khiếp. Thì ví dụ năm cuối năm 2019, đầu năm, năm đúng là đầu 2020, từ đỉnh cổ phiếu Hoa Sen nhé, nó xuống đáy tháng 3 2020, đâu đó nó xuống từ mức 35-40 xuống còn hơn 4.000 rồi. Tức xuống còn 1/7, 1/8. Rồi lúc nó lên nó cũng tăng đến 15 lần. Đó thì đấy là những cổ phiếu chu kỳ rất lớn. Còn Hòa Phát thì làm nằm trong một ngành chu kỳ, nhưng mà tính chu kỳ của nó rất thấp. Thì đấy là trả lời cho quý vị như thế. Vâng, em cảm ơn anh Phục ạ. À, có một câu hỏi là hầu hết các mã đang cao hơn giá khuyến nghị. Vậy giờ mình phải chờ đợi cho giá đến vùng đó à? Ờ, cái định giá của Zephin thì đã đưa ra mức giá nó khá là an toàn. Cho nên là em nghĩ là anh vẫn nên chờ đến cái vùng giá đấy. Và ngoài ra thì anh đây bảo hầu hết các mã chứ không phải là 100%. 10 mã đấy đều đang nằm ở vùng ngoài giá khuyến nghị, thì anh hoàn toàn có thể cân nhắc đến những mã khác trong cái top 10 đấy ạ. Vâng, chắc là anh Toàn thì có vào báo cáo chiến lược chắc hơi muộn, đúng không ạ? Vâng. Còn nếu mà cái hôm tung báo cáo chiến lược tất cả các mã đều có đáp ứng đám mua thì anh có thể kiên nhẫn chờ một chút, hoặc là những cái cổ phiếu nào mà anh yêu thích đang đáp ứng vùng đám mua thì anh cứ nhận dần đã. Đúng rồi. Chúng ta không phải vội vàng lắm. Vâng ạ. À, câu hỏi của anh Đoàn Duy Long. Techcombank rất tốt, STB có thể có câu chuyện. Và tôi thì đang đầu tư CTG. Anh Phục đánh giá giúp về CTG và có nên đảo danh mục từ CTG sang mã Zephin khuyến nghị hay không? Vâng, thực sự là cái mã CTG này có nhiều câu chuyện mà dân gian kể với nhau rất vui, rất hay. Đúng không? Rất nhiều câu chuyện. Và thực tế thì nó cũng có giai đoạn nào đó nó tăng trưởng cũng rất mạnh. Tuy vậy, Zephin nhìn trên tổng thể và dựa trên cái tiêu chí mà Zephin để tỷ trọng rất cao, đó là nền tảng cơ bản tốt, tiềm năng tăng trưởng mạnh, quản trị công ty xuất sắc, thì với những cái tiêu chí đó thì chúng tôi đánh giá CTG ở top 2, nhóm thứ hai, chứ chúng tôi không đánh giá nhóm thứ nhất được. Vâng. Còn về cái những cái cổ phiếu ví dụ như CTG hay BIP thì người ta thường có những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C nhiều hơn là câu chuyện về cơ bản. Còn quý vị bảo rằng là cơ bản của CTG, BIDV có thể tối ưu để mà hiệu quả gấp mấy lần thì xin thưa quý vị là không bao giờ có thể. Trên lý thuyết là có thể, bởi vì nó trước đó nó bừa phứa, nó rất xấu, người ta cơ cấu nó sẽ ngon. Nhưng mà thực tế thì thưa quý vị là hệ thống của các công ty nhà nước không dễ thay đổi. Thứ hai là lãnh đạo quyền hạn của họ có giới hạn và họ có nhiệm kỳ rồi. Đó. Còn về cái câu chuyện liên quan đến CTG, anh chị mà có đầu tư CTG thì anh chị cứ theo cái tiêu chí của anh chị ạ. Còn cái việc có nên chuyển hay không, đấy là tùy quyết định của anh chị thôi. Còn AZFIN dựa vào, hoàn toàn là dựa vào nền tảng cơ bản. Thì AZFIN đánh giá rất cao các cái mã trong danh mục của mình hơn. Đấy, còn về câu chuyện thì câu chuyện của riêng nó không liên quan đến gọi là cơ bản thuần ấy, thì AZFIN cũng không có đủ năng lực đánh giá. Vâng, em cảm ơn anh Phục. Có câu hỏi thế này tiếp ạ. AZFIN cho nhận định về ngành tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2022 và nhóm tăng trưởng cuối 2022. Em mời anh Tuấn ạ. Ngành tăng trưởng thì thực ra là nó sẽ tăng trưởng đây, không biết là anh chị quan tâm đến tăng trưởng về giá hay tăng trưởng về lợi nhuận, đúng không ạ? Về tăng trưởng giá thì thực ra là nó sẽ rất là khó, và câu chuyện của tăng trưởng giá nó có rất nhiều các câu chuyện liên quan nữa, như anh Phục hay chia sẻ đó. Thì đôi khi có những tính kỹ thuật, chẳng hạn như là nhóm cổ đông lớn muốn bán ra thì khiến cho giá cổ phiếu cũng khó tăng chẳng hạn đấy. Rồi hay chẳng hạn như là một đội nào đó muốn mua vào thì tự nhiên giá nó tăng, thì cái đoạn mà tăng trưởng về giá là thực sự rất là khó nói. Và về tăng trưởng lợi nhuận thì như chúng tôi chia sẻ ban đầu đó, thì năm nay sẽ năm thiên về đầu tư công, và chính vì việc thiên về đầu tư công nên nó có sự đẩy mạnh về tăng trưởng lợi nhuận cho những ngành mà liên quan trực tiếp đến đầu tư công trước đã, và sau đó nó sẽ lan tỏa ra nền kinh tế. Thì
cái việc mà giống như kiểu cú đấm thép ấy, thì cú đấm thép bao giờ cũng có một cái phần sẽ bị chịu lực trước và sau đó nó mới lan rộng ra, thì tương tự cũng thế thôi. Thì những cái ngành mà liên quan đến xây dựng hay vật liệu xây dựng thì đôi khi nó sẽ là những ngành được hưởng lợi đầu tiên trong đầu tư công, nhưng sau đó sẽ lan rộng ra những ví dụ như ngân hàng là những người cân đối vốn này, hay là những doanh nghiệp phụ trợ như kiểu bất động sản quanh khu vực đó, vân vân, rồi bắt đầu du lịch thì vân vân đấy, thì nó sẽ có sự lan tỏa dần dần đó. Thì tôi muốn chia sẻ qua một chút vậy thôi, tức là ở góc độ về tăng trưởng về giá thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều câu chuyện riêng từ công ty, nhưng về tăng trưởng lợi nhuận thì chúng tôi thiên rằng là cái hướng đầu tư công sẽ được giúp cái nền kinh tế tăng trưởng trước. Vậy cảm ơn anh Tuấn ạ. Tiếp tục là câu hỏi của một anh nữa là trường hợp giá mua nó rơi vào vùng khuyến nghị thì mình nên giải ngân tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng vốn dự định phân bổ đầu tư? Cái này thì báo cáo chiến lược, cái phần cuối của báo cáo chiến lược đã có cái chiến lược phân bổ cho của mình, cho mọi cá nhân trong cái thị trường chứng khoán 2022. Tuy nhiên nếu mà anh chị muốn chi tiết hơn thì có lẽ lại nhờ anh Tuấn tiếp ạ. Khi mà cái vùng giá đang nằm trong vùng mua rồi thì anh chị có thể ngân khoảng 90-100% được, không sao cả. Và nếu như mà chẳng may cái trường hợp đấy, bởi vì cái vùng đấy là chúng tôi đã nghĩ là rất là an toàn rồi, thì nếu như trường hợp nó bị giảm giá thêm khoảng 10-15% nữa thì quý vị lại tăng thêm một chút margin nữa thôi, khoảng 10-15% chẳng hạn đấy, thì nó sẽ rất là an toàn. Vâng. Có câu hỏi của anh Nguyễn Đức Long thì có hỏi mã cổ phiếu nó không nằm trong top 10 cổ phiếu chiến lược, đó là hỏi về có nên mua KSB thời điểm này không. Mình cảm ơn, em mời anh Phục ạ. Vâng, KSB là một cổ phiếu có thể được hưởng lợi từ cái đầu tư công bởi vì nó có các cái mỏ đá khá tốt ở khu vực Bình Dương, và thậm chí nó cũng định mua thêm một cái công ty đá vật liệu xây dựng ở khu vực ý. Thì tuy nhiên thì cổ phiếu KSB này nó có tính gọi là 50-50. Về khoản phải thu rất lớn, đó là nó ủy thác ra bên ngoài rất nhiều. Thì cái đó thì chúng ta không nắm được. Về mặt co kinh doanh thì chúng tôi cho rằng nó sẽ tốt, rất tốt. Còn về cái mặt liên quan đến vốn nó để bên ngoài vài ngàn tỷ thì chúng tôi sẽ rất khó đánh giá, bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều ý chí lãnh đạo. Thì có thể ý chí họ lúc ý để nó tốt thì có thể ghi nhận lợi nhuận về rất tốt, nhưng mà ý chí họ nếu muốn để không tốt thì chẳng hạn thì nó sẽ ghi nhận lợi nhuận không ổn. Thì còn cho năm tới thì nó sẽ hưởng lợi. Thì nếu mà quý vị quan tâm nó thì hãy đợi những lúc giá nó điều chỉnh sâu. Nếu mà lúc này đang điều chỉnh sâu thì có thể cân nhắc nhỉ. Cảm ơn anh Phục. Câu hỏi về Vinamilk tiếp ạ. Hai anh đánh giá như thế nào về chiến lược phát triển và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Vinamilk? Động lực tăng trưởng của Vinamilk cho 5 năm tới là gì ạ? Em mời anh Tuấn. Cái phần này thì chúng ta cũng đã trả lời rồi. Đó là động lực tăng trưởng Vinamilk thì nó vẫn mở rộng dần cái quy mô họ ra thôi. Thì khi mà Tuấn ngày xưa đi tham quan một số nhà máy sữa rồi trang trại bò sữa thì Tuấn nhận thấy rằng là, và thực ra Tuấn đi nói chuyện với các nông dân nuôi sữa nữa, nuôi bò nữa, thì cái động lực của cái ngành bò này như này, tức là giả sử quý vị đang có khoảng 10 con bò đi, trong 10 con bò đấy đẻ ra được mấy con bê con, thì những con bê nào mà thuộc dạng cái thì con quý vị sẽ nuôi, tiếp tục nuôi nó, và nuôi nó thì sẽ phải mở rộng thêm chuồng trại. Thì mỗi năm bò đẻ được khoảng một lưới, hai lưới, ba lưới đấy, không nhớ chính xác đâu. Ba năm hai lứa. Vâng đấy, thì ra được mấy lứa đấy thì khiến cho cái quy mô đàn bò quý vị sẽ tăng dần theo thời gian, tăng rộng, mỗi năm tăng thêm một tí nữa. Đương nhiên chúng ta phải loại trừ đi những con bò bị là bê đực nữa, thì chúng ta phải bỏ nó đi nữa. Thành ra tốc độ tăng trưởng nó hàng năm nó sẽ theo kiểu quy mô. Thế thì đối với Vinamilk ấy thì là về cơ bản là Vinamilk đã có một cái lợi thế rất là lớn khi mà cái trang trại sữa của họ rất là lớn và đàn bò của họ cũng lớn, và họ sẽ hàng năm sẽ tăng trưởng cái đàn bò ấy lên. Và khi tăng trưởng đàn bò ấy lên thì họ sẽ ngày càng chiếm miếng bánh thị phần lớn tại Việt Nam. Tuy vậy vẫn phải nhìn lại là cái mảng sữa ấy, nó đã bắt đầu bão hòa và khiến cho việc mà tăng trưởng quy mô thị phần hơn một chút nữa của Vinamilk trở nên rất là khó khăn. Nên triển vọng 5 năm tới của Vinamilk ấy thì tôi tin rằng là tăng trưởng đâu đó chỉ khoảng 5% thôi, tức là tương đương với cả cái tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đó. Thế cộng thêm với việc rằng là họ có thêm cổ tức khoảng 4.000-4.500 mà chia cho giá khoảng 86.000 đúng không ạ? Thì nó được thêm 5% nữa, tức là kỳ vọng mà tăng trưởng lợi nhuận cho quý vị là khoảng được 10% hàng năm là hoàn toàn có khả thi. Đó, nhưng mà để tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất thì tôi nghĩ là năm nay, vì nó có rất nhiều câu chuyện của năm nay. Đó. Vâng, thì bên cạnh đó thì tôi cũng bổ sung thêm một chút nữa cùng anh Tuấn, đó là liên quan đến Vinamilk tăng trưởng gì. Thứ nhất là tăng trưởng sản lượng nó sẽ thấp này. Sẽ rất khó tăng trưởng sản lượng cho Vinamilk bởi vì bão hòa như anh Tuấn nói. Thì nếu sản lượng tăng thì đâu đó 1-2% một năm thôi. Thứ hai, cái tăng trưởng nó đến từ việc tăng giá. Đấy là tăng trưởng lợi nhuận nhé, đến từ việc tăng giá theo lạm phát. Thì Vinamilk là một ngành sữa, là một ngành có thể tăng giá theo lạm phát rất tốt. Hàng năm chúng ta vẫn thấy cái giá sữa tăng đấy. Nếu mà nhìn một năm thì chúng ta không thấy đâu,
quý vị thử nhìn 5 năm trước là một cái hộp sữa 180ml vuông vuông là bán mấy nghìn, có khi chỉ 4-5 nghìn đúng không? Bây giờ nó đã lên đến hơn 7 nghìn đến 8 nghìn rồi. 8 nghìn thôi, đúng không? Đấy là cái tăng giá thì nó cũng có thể làm tăng lợi nhuận. Và cái yếu tố thứ ba đó là Vinamilk sẽ đang phải nâng dần cái giá trị của sản phẩm của mình lên. Tức ngày xưa chỉ có sữa thuần thôi, thì đây là bây giờ là sữa óc chó, sữa XYZ rồi lại sữa kết hợp với tổ yến rồi này kia, họ phải làm mới mình, làm mới những cái sản phẩm để tăng được định cái giá cao hơn. Còn nếu mình ví dụ một cái cốc sữa bình thường năm ngoái thế mà năm nay tăng giá thì sẽ rất khó, hoặc muốn bán giá cao rất khó. Thế là họ thêm một chút, họ bảo à sữa này là sữa tổ yến đấy, thì ngay lập tức là họ có thể định giá nó lên cao thêm, cho dù là cái phần giá trị gia tăng và ép vào đấy nó không nhiều. Đấy thì Vinamilk là động lực và tăng trưởng đến từ những cái đó. Một, sản lượng thì sẽ rất nhỏ, 1-2% là cùng. Thứ hai là giá bán tăng. Thứ ba nữa đó là nâng cao cái giá trị gia tăng cho sản phẩm của mình. Đấy là những cái động lực cho 5 năm tới của Vinamilk. Em cảm ơn hai anh ạ. Có anh Hoàng Đức Phương có hỏi là mình có nên chốt VND và Tiên Phong Bank để chuyển sang các cổ phiếu trong danh mục chiến lược không? Thứ nhất là VND thì nó đang nằm trong top 10 cổ phiếu chiến lược. Còn về Tiên Phong Bank thì nãy Phương đã có chia sẻ là lấy về mặt định giá, định giá của Tiên Phong Bank hiện tại đang không quá hấp dẫn so với các cổ phiếu trong cái top 10 cổ phiếu chiến lược của SCB Việt Nam. Tuy nhiên thì về vấn đề là có nên bán và có nên mua mã khác hay không thì phần lớn nó tùy thuộc vào cá nhân anh hơn. Ví dụ là anh sẽ nắm giữ cổ phiếu đấy trong bao lâu, và cái thứ hai đó là hiện trạng cái tài chính của anh như thế nào, danh mục của anh đang phân bổ như thế nào, hoặc anh đang dùng margin như thế nào, thì từ đấy có thể đưa ra quyết định cho chính bản thân anh ạ. Có anh Phạm Văn Hùng thì có hỏi về đầu tư công, thì cái này anh Tuấn và anh Phụ đã nói rất nhiều trong thời gian lúc nãy nên em xin phép bỏ qua. Có câu hỏi là triển vọng của Phú Tài và DGC thì có triển vọng gì trong 2022, thì em mời anh Tuấn ạ. Phú Tài thì câu chuyện của họ vẫn là câu chuyện về hạch toán lợi nhuận của bất động sản, nhưng mà hạch toán lợi nhuận của họ sẽ ghi nhận trong 2 năm, một là 2021 và hai là 2022, thì mỗi năm ghi nhận khoảng 100 tỷ. 2022 thì họ sẽ tiếp tục tăng trưởng từ nền thấp trong mảng đá xây dựng, và mảng gỗ thì tiếp tục tăng trưởng khi mà có họ thêm cái nhà máy Phú Cát 3 đó, nên thành ra là PTB cho năm 2022 vẫn khá là ok, triển vọng tăng trưởng khoảng 10-15% vẫn tiếp tục rất là ổn đó. Thì thành ra PTB năm 2022 chúng ta có thể nắm giữ được, cầm nắm được. DGC thì triển vọng hiện tại giá đang hơi đắt một chút, PE hiện tại đâu đó khoảng 20 lần, nhưng mà sau đó đến quý 4 này thì khả năng lợi nhuận nó tăng lên đấy, thì PE đâu đó xuống còn khoảng 12.5-13 lần đó. Thì trong ngắn hạn thì có thể DGC hơi đắt một chút, nhưng mà nhìn dài hạn hơn, tức là nếu quý vị mà sẵn sàng cầm dài hạn và sẵn sàng cầm cổ phiếu để chờ giai đoạn đi ngang có thể hơi lâu một chút thì quý vị có thể cầm DGC. Và triển vọng sắp tới của họ rất là ok khi mà họ có cái mỏ đá apatit, và mỏ đá này là một mỏ đá gọi là vượt trội hơn, tức là vượt trội trong cái khu vực này. Cái công suất sản xuất của DGC là lớn nhất trong ngành, khoảng 60.000 tấn. Và những nước mà có sản xuất phốt pho ấy, như kiểu Trung Quốc, thì họ đã giảm dần cái sản xuất đấy rồi. Và Việt Nam mình đã nâng tầm lên thành nước sản xuất phốt pho lớn nhất thế giới. Đó, nên thành ra câu chuyện DGC trong khoảng 5 năm tới khá là hấp dẫn. Kể cả việc mà họ đi vào cái nhà máy Nghi Sơn, thì họ sẽ làm tối ưu, và họ sẽ gọi là cái chuỗi giá trị của họ sẽ đi từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất. Nên câu chuyện DGC tôi nghĩ là khá là ok trong triển vọng 5 năm. Tuy vậy trong ngắn hạn một năm tới, tức là trong 2022 này, thì chúng ta có thể phải kiên nhẫn hơn một chút. Em cảm ơn anh Tấn ạ. Tiếp tục là câu hỏi là trong trường hợp các doanh nghiệp phát hành tăng vốn, cụ thể là tin về VND chẳng hạn, thì định giá mua và giá bán của doanh nghiệp nên được đánh giá như thế nào? Vậy ZFIN có update cho các cổ phiếu trong danh mục không ạ? Thứ nhất là ZFIN sẽ luôn luôn update theo từng quý khi mà có báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ra, thì SCB sẽ luôn luôn update và gửi báo cáo sớm nhất cho anh chị. Còn về vấn đề là các doanh nghiệp phát hành tăng vốn thì định giá mua và giá bán của doanh nghiệp nên được đánh giá như thế nào, thì cái này nó sẽ còn phụ thuộc vào nhiều thứ, ví dụ như là doanh nghiệp phát hành tăng vốn để làm gì, có phù hợp hay không, có phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp hay không, thì điều đấy cũng sẽ được nêu trong cái báo cáo update từng quý của SCB ạ. Tiếp tục là SCB cho mình hỏi 10 cổ phiếu chiến lược năm 2022 có thích hợp nắm giữ lâu dài như cổ phiếu tích sản hay không? Trả lời cho câu hỏi này thì gần như là 80-90% là phù hợp cho tích sản lâu dài. Tuy nhiên có những cổ phiếu thì mang đậm tính thị trường, ví dụ như VN Direct, thì khó mà có thể tích sản lâu dài được. Bởi vì những cổ phiếu này thì bản chất là anh chị phải follow theo cái, ví dụ như anh Phục nói là tùy thuộc vào thanh khoản với cả là cái index nó như thế nào, đúng không ạ? Cho nên cái này thì anh chị còn nên cân nhắc ạ.
Tiếp tục là Ezefin cho mình hỏi thêm về tiềm năng tăng giá của PC1, em mời anh Toàn ạ. PC1 thì cái câu chuyện của họ cũng tương tự như câu chuyện TP2 thôi, đó là Việt Nam mình đang thiếu điện. Tương lai thì Việt Nam mình giống như Trung Quốc hay giống như châu Âu bị thiếu điện. Và cái việc để tránh việc thiếu điện như Trung Quốc hay châu Âu nó khủng khiếp như vậy thì phải phát triển các hệ thống năng lượng điện sắp tới rất là mạnh mẽ, thì có thể có điện từ điện hạt nhân này, điện khí này, năng lượng tái tạo này. Thì năng lượng tái tạo sẽ là một trong cái những trụ cột rất là lớn của Việt Nam mình theo quy hoạch điện 8. Đó thì trong cái phần mà điện tái tạo ấy thì PC1 và TP2 là những doanh nghiệp gọi là có số có má trong ngành. Đó. Và PC1 thì sẽ có cái hay đó là có thêm cái mỏ đồng Tấn Phát và dự kiến khai thác vào năm 2023, 2024. Thành ra là PC1 thì có nhiều ẩn số hơn. Đồng thời với đó thì PC1 năm đợt quý 4 vừa rồi là họ đi vào 3 nhà máy điện gió, khiến cho tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 vẫn khá là ok. Đó nên PC1 về cơ bản là 2022 đến thậm chí đến tận 2025. Họ cũng rất nhiều câu chuyện, ví dụ mỗi năm của 2023, 2024, 2025 họ lại phát triển thêm một số điện gió này, rồi thủy điện nữa. Thì cái mỗi năm họ sẽ tăng trưởng cái công suất họ thêm một chút nữa, lợi nhuận họ tăng trưởng thêm một chút nữa. Thì thành ra là PC1 có khá nhiều câu chuyện để kể đến tận 2025 cơ. Nên quý vị có thể đầu tư cổ phiếu này. Vâng ạ. Em cảm ơn anh Tuấn. Có một câu hỏi là Ezefin cho hỏi hiện tại bất động sản có phải thị trường bong bóng không? Cho em mời anh Tuấn luôn ạ. Bong bóng không thì thực ra là cái câu chuyện bong bóng ấy, nó là câu chuyện việc giá cổ phiếu tăng, giá tài sản nó tăng cao quá hơn so với giá trị thật. Đó đúng không ạ? Nhưng mà ngày xưa thì bất động sản thì có câu chuyện bong bóng tại những khu vực mà xa xôi. Ví dụ như là Tuấn có một bà chị vừa mua một mảnh đất lên đến 20 triệu ở khu vực rất là miền núi, khu vực Tam Dương ấy, Tuấn ở Vĩnh Phúc mà, thì mua ở khu vực Tam Dương rất là xa và khu vực rất là miền núi, mua tận giá 20 triệu. Đó thì rõ ràng là cái vùng đấy, đất đấy, cái số lượng dân cư rất là ít, thì việc mua bán tại vùng giá đấy nó rất là khó bán. Đương nhiên mình có thể bán được nhưng tốn nhiều thời gian hơn. Đó thì cái đặc điểm của bất động sản nữa là đặc điểm là có sự so sánh. Khi mà miếng đất đấy đã được bán với giá 20 triệu năm thì rất khó nó giảm xuống miếng thấp hơn, trừ phi người ta có việc gấp. Đó. Và thứ hai nữa là hiện tại ngân hàng nhà nước đã giới hạn rất nhiều việc cho vay tiền vào bất động sản, nên thành ra là cú bong bóng mà giảm giá rất là sâu như giai đoạn 2008-2010 thì tôi nghĩ là rất là khó. Đó nên thành ra nó bất động sản sẽ lên một vùng giá cao mới, còn nếu như để giảm giá một cú rất là sâu ấy, thì tôi nghĩ là khá là thấp. Vâng, về lĩnh vực bất động sản thì chúng tôi cho rằng nếu mà bong bóng toàn ngành thì nó không có đâu. Còn nếu mà bong bóng ở một khu nào đó, một cụm nào đó thì luôn luôn có, nó cũng giống như cổ phiếu. Đó, giống như cổ phiếu, lúc nào cũng có bong bóng từ cổ A, cổ B, cổ C, ở một cổ nào đó. Nhưng mà để cho toàn ngành bong bóng thì hiện nay chúng ta tôi chưa thấy. Bởi ví dụ như chúng tôi thấy bất động sản ở các cái khu vực trung tâm hay các cái tuyến phố lớn chẳng hạn thì nó không có tăng. Hoặc là tăng chỉ 5% thôi. Thì những chỗ thì không bao giờ có bong bóng. Còn những cái chỗ mà vùng xa xôi mà các cái đội lái họ làm giá lên ấy, họ trao tay cho nhau một lô thôi, chỉ cần một lô thôi. Thế là họ bảo ở đấy giá đất tăng gấp 3 lần đấy. Thế là xung quanh bà con mà FOMO bà con nhảy vào mua thì chắc chắn là sẽ ngập quả đắng, là bình thường. Bình thường. Đó thì đấy là cái vấn đề liên quan đến cục bộ thì chúng tôi cho rằng có thể có, nhưng mà toàn bộ thị trường chúng tôi không thấy nóng một chút nào cả. Hiện nay thì cũng không phải vừa nóng. Vâng, cảm ơn anh ạ. Có anh Nguyễn Văn Hải có hỏi là trong báo cáo chiến lược có đề cập ngắn vấn đề vĩ mô này, 6 tháng đầu 2022 thị trường gặp áp lực từ lạm phát, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất và thị trường rất tươi sáng từ 2023, Ezefin có thể chia sẻ thêm về vấn đề này. Em mời anh Tuấn ạ. Tuấn có chia sẻ trong đó là bởi vì giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 chúng ta sẽ bị tác động tiêu cực một chút từ các ngân hàng trung ương, các nước khi mà họ tăng lãi suất lên, khi mà họ nhận thấy lạm phát, áp lực lạm phát tại nước họ tăng, khiến cho họ tăng lãi suất. Và việc tăng lãi suất đấy thì nó sẽ tác động tâm lý ngược lại ở tại Việt Nam, và các nhà đầu tư nước ngoài có thể khả năng là họ sẽ tiếp tục rút vốn bớt về. Đó. Ngược lại thì do cái câu chuyện thứ hai là cái dòng vốn nội và dòng vốn ngoại, khi mà cái quy mô NAV của dòng vốn nội đang dần dần tương đương với cả dòng vốn ngoại, thì cái việc mà rút dòng của dòng vốn ngoại vẫn bị tác động một chút nào đó đến thị trường Việt Nam. Tuy vậy thì do cái tác động sẽ giảm dần theo thời gian, và chính vì thế nên tôi cho rằng là giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 khả năng chúng ta vẫn bị tác động nhẹ thôi nhé, nó sẽ không quá mạnh đâu, nhẹ từ việc rút dòng của khối ngoại. Nhưng mà đến giai đoạn sau đó thì do quy mô vốn nội chúng ta đang vượt trội, ngày càng vượt trội hơn rất nhiều so với vốn ngoại, thì chúng ta sẽ không bị tác động bởi cái tác động của thị trường quốc tế nữa. Đó thì đấy là
cái quan điểm thứ hai về 6 tháng cuối năm. Và quan điểm thứ ba là từ năm 2023 thì nhiều khả năng, như anh Phục chia sẻ, có khả năng chúng ta sẽ vào được cái emerging market, tức là thị trường mới nổi. Thì lúc đó cái câu chuyện của thị trường nó sẽ rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nhưng đấy là câu chuyện kỹ thuật nhé. Nhưng mà cái ngược lại thì góc độ là câu chuyện cơ bản là tăng trưởng năm 2022 chúng ta vẫn đang rất là tốt, và 2023 chúng ta dự kiến tăng trưởng rất là tốt nhờ cái cơ cấu dân số Việt Nam vẫn là cơ cấu dân số vàng. Chúng ta nhìn lại một số nước khác, ví dụ như Trung Quốc này hay là Hàn Quốc, những giai đoạn mà cơ cấu kinh tế của họ, cơ cấu dân số của họ là khoảng là 32 đến 34 tuổi thì tăng trưởng kinh tế của họ rất là mạnh mẽ. Thì Việt Nam mình cũng đang nằm trong cái giai đoạn đấy. Vâng, em cảm ơn anh Toàn ạ. Có một anh có hỏi là cho mình hỏi giá mua bán trong danh mục 10 cổ phiếu có thay đổi theo tháng, quý không hay cố định cho năm 2022. Cái giá này cũng như định giá sẽ được update theo anh chị theo hàng quý, theo cái báo cáo kết quả kinh doanh. Mỗi khi doanh nghiệp ra cái báo cáo kết quả kinh doanh đấy thì AZFIN sẽ update và gửi cho anh chị ạ. Tiếp tục có một câu hỏi là AZFIN cho mình hỏi giả sử kinh tế vĩ mô diễn ra khác so với dự báo như là lạm phát cao hơn thì top 10 cổ phiếu chiến lược thay đổi như thế nào? Thật ra theo quan điểm của em thì cái vấn đề lạm phát cao hơn thì em nghĩ là nó khó có thể xảy ra, và em chẳng cho rằng là nó có thể nằm đâu đấy khoảng mức dưới 4%. Còn vấn đề là liệu nó mà có tăng cao hơn, tăng cao lắm hay không? Thì nếu như thế thì gần như mọi người sẽ nói là cổ phiếu có thể là một cái tài sản mình không nên nắm giữ luôn đấy ạ. Thì nếu mà có những cái gì biến đổi mà mạnh mẽ thì chúng tôi sẽ có những update gửi đến quý vị. Còn bây giờ mà nếu thì còn nếu có thể là xảy ra mấy chục trường hợp nữa, đúng không? Ví dụ nếu GDP này, nếu Omicron, hay nếu một biến thể khác, hay nếu chiến tranh, hay rất nhiều thứ. Nếu cái gì xảy ra mà đủ trọng yếu thì chúng tôi sẽ có những cái update cập nhật để gửi đến quý anh chị, để quý anh chị có thể an tâm. Vâng. Có một cổ phiếu, có một anh chị, các anh có hỏi là về một cổ phiếu nằm ngoài danh mục đó là VCG, có nên giữ hay bán chuyển sang banh hay không? Em mời Phụ ạ. Thì cái này thì nó nằm ngoài cái danh mục của chúng tôi thì chúng tôi cũng không đánh giá, thì thành ra nó cũng tùy vào quyết định của anh chị. Vâng, có một anh có hỏi về tiềm năng tăng trưởng của FPT thì nãy anh Phục và anh Tuấn đã chia sẻ rồi. Tiếp tục về tăng trưởng của EDC so với Phước Hòa và mức định giá của hai mã này, thì cũng như nãy anh Phục đã nói là tại VDC nó nằm ngoài cái nằm cái top 10 của bên AZFIN, và để có thể tiết kiệm được thời gian nhiều nhất cho anh chị, bởi vì có rất nhiều câu hỏi anh chị mà AZFIN có chưa trả lời được. Hiện tại đang có tin nhắn chờ khoảng gần 100 câu hỏi rồi, cho nên bọn em vẫn sẽ ưu tiên trả lời những mã có nằm trong top 10 cổ phiếu chiến lược của AZFIN hơn ạ. Hoặc là các mã mà AZFIN có nghiên cứu thì chúng tôi sẽ giải đáp. Vâng ạ. Lý do AZFIN không đưa Vĩnh Hòa nói riêng mà ngành thủy sản nói chung và nhắm cổ phiếu mục tiêu vào 2022. Em xin mời anh Tuấn ạ. Vâng ạ. Một là ngành thủy sản cái thanh khoản nó khá là thấp. Thành ra là như chia sẻ từ ban đầu đó là AZFIN cố gắng đưa ra những cổ phiếu mà nó đủ an toàn để quý vị có thể vào được, mua được, bán được, nó không bị ảnh hưởng đến giá. Và nếu như tất cả chúng ta cùng đi vào một cái cổ phiếu mà thanh khoản thấp quá thì chúng ta sẽ vô hình đẩy cái giá cổ phiếu lên cao và nó sẽ tác động đến cái lợi nhuận của chúng ta, đúng không ạ? Thì ngành cổ phiếu thủy sản nó bị một cái vấn đề như thế. Vĩnh Hoàn thì tôi không đưa vào bởi vì cái một là vùng giá nó cao lên, và thứ hai nữa là cái độ chắc chắn của Vĩnh Hoàn tại thời điểm hiện tại nó không cao bằng năm ngoái. Vâng. Có một bạn có hỏi đầu tiên là về Vinamilk. AZFIN ước tính PE sẽ quay về mức hợp lý là 20 để phản ánh vị thế. Và AZFIN đã tính toán đến khả năng giữ thị phần của Vinamilk như thế nào? Tăng trưởng toàn ngành và riêng Vinamilk trong 3 năm sắp tới trung bình bao nhiêu phần trăm? Thì câu hỏi này cũng đã được trả lời rồi ạ. Tiếp tục về Phước Hòa. Bạn này có hỏi là nếu tính các khu công nghiệp đang hiện tại đang khai thác như Tân Bình, Nam Tân Uyên 1, 2 và sắp khai thác trong 2 năm tới V-Ship và Nam Tân Uyên 3 thì lợi nhuận từ mảng bất động sản khu công nghiệp dự phóng một năm khoảng bao nhiêu? Nghĩa là loại trừ đi lợi nhuận đột biến từ tiền bồi thường đất. Thứ nhất vì Tân Bình thì hiện tại cái lấp đầy của nó cũng 99% rồi, cho nên cái dư địa upside là cũng không còn nhiều nữa. Nam Tân Uyên 1, 2 thì cũng tương tự như thế. Có nghĩa là câu chuyện của Phước Hòa là câu chuyện V-Ship 3 và Nam Tân Uyên 3 là chính. Còn nếu mà chúng ta trừ đi cái lợi nhuận đột biến từ V-Ship 3 đâu đấy khoảng 700 tỷ nếu mà được book hoàn toàn cho năm nay, mà hiện tại thì AZFIN đang forecast lợi nhuận 2022 của Phước Hòa đâu đấy khoảng 1.100, thì 1.100 mà trừ đi 700 là khoảng 400 tỷ nữa sẽ đến từ việc cho thuê bất động sản khu công nghiệp. Và ngoài ra còn một phần nữa đó là Phước Hòa vẫn còn cao su cả, đang còn kinh doanh cả cao su và gỗ nữa. Vâng, thì kể ra cái việc chuyển đổi bất động sản cũng có thể nói là đột biến, nhưng mà cũng có thể nói là nó không đột biến. Bởi vì có thể là trong tương lai nếu mà các cái khu công nghiệp mà lại kín thì họ lại tiếp tục họ chuyển. Thì thành ra là chúng ta kết luận nó là đột biến thì cũng có phần hợp lý. Nhưng mà nói rằng là nó không đột biến thì cũng có cái lý do của nó. Đó là nó không phải đột biến một lần, nó có thể đột biến nhiều hơn một lần. Đúng rồi ạ.
Tiếp tục là nếu VN Direct đã vượt qua giá mua vào mà AZFIN khuyến nghị và không quay lại được giá khuyến nghị nữa thì mình có thể đầu tư vào mã ngành chứng khoán nào? Thì cái này là tùy vào sự tìm hiểu của anh chị ạ. Tiếp tục. Danh mục hiện tại là Techcombank và Hòa Phát đã chiếm tỷ trọng 70%. Theo AZFIN hiện tại, theo AZFIN thì tại vùng giá hiện tại có nên cơ cấu và phân bổ lại theo tỷ lệ của danh mục chiến lược không? Cái này thì nếu anh chị đã nắm giữ thế thì tôi nghĩ là hãy cứ duy trì đi ạ. Còn nếu nguồn tiền bổ sung thì chúng ta sẽ không cho vào đó nữa. Vâng. Ở đây có một anh có hỏi là anh đánh giá giúp về rủi ro các chính sách vĩ mô và rủi ro của các yếu tố quốc tế từ thị trường thì anh Phục anh Tuấn đã trả lời rồi đúng không ạ? Vâng. Về anh Phục có thể bổ sung cho anh em về MBB không thì anh Phục đã nói về MB rồi. Và anh Tuấn có thể mở rộng thêm cho anh em một số mã theo đầu tư công trong đầu năm 2022 cả giá vào và giá ra được, cả giá vào và giá ra được không ạ? Thì cái này thì về đầu tư công thì anh Tuấn cũng đã nói rất là nhiều. Và hiện tại AZFIN thì đang ưa thích Hòa Phát hơn cả trong nhóm được hưởng lợi từ đầu tư công ạ. Cho em xin Telegram của AZFIN với ạ. Thì cái này anh có thể liên hệ với cả bên AZFIN thông qua rất nhiều cái kênh chat. Và bên đấy thì dịch vụ khách hàng sẽ gửi cho anh link vào Telegram ạ. AZFIN định giá mã cao su của Phước Hòa như thế nào? Nó sẽ góp phần vào phần định giá của Phước Hòa hiện tại đã hợp lý chưa? Vì vốn hóa hiện tại của Phước Hòa là 10.000 tỷ, mà thu nhập từ bất động sản khu công nghiệp là không ổn định. 2022 có thu nhập từ khu công nghiệp là hơn 1.000 tỷ. Sau 2023 thì chưa biết. Vậy định giá 10.000 tỷ hiện tại cao hay thấp? Em Minh Tuấn ạ. Chúng ta thử làm một cái bài phép tính nhỏ nhỏ này thôi ạ. Một đó là chúng ta nhìn cái việc Phước Hòa ấy, họ chuyển giao cái đất sang cho V-Ship chẳng hạn, giá là 2 tỷ rưỡi cho một hang, đúng không ạ? Và cái dự định chuyển đất của họ trong 5 năm tới là họ sẽ phát triển khoảng 5.600 hang. Và nếu chúng ta nhân 5.600 hang với 2 tỷ rưỡi thôi, là quý vị đã nhân ra con số bao nhiêu rồi? Nhân với 3 đi, 3 là lên khoảng 15.000 tỷ, đúng không ạ? Và cái định giá của Phước Hòa bây giờ là khoảng 10.000 tỷ so với cả tổng quy mô quỹ đất của họ là khoảng 15.000 tỷ. Đó, chưa kể những mảng khác như là cao su và họ vẫn có mảng bán gỗ, mà gỗ thì vẫn tăng dần theo thời gian. Chúng ta phải lưu ý rằng là trước đây thì Trung Quốc là một đất nước xuất khẩu gỗ hàng đầu. Nhưng hiện tại thì Việt Nam mình đã thay thế Trung Quốc thành một nước xuất khẩu gỗ và là một nước xuất khẩu hàng đầu vào Mỹ. Đó, nên thành ra là để ra được gỗ thì thông thường là trồng cao su, trồng rừng, nó sẽ là một cái nơi tốt nhất. Thì trong trường hợp thế thì tôi nghĩ rằng là Phước Hòa nếu chúng ta định giá nguyên cái mảng bất động sản thôi, chúng ta đã thấy có rất nhiều lợi nhuận rồi. Chưa kể rằng là các mảng khác của Phước Hòa nữa. Nên tôi nghĩ rằng Phước Hòa đang được định giá khá là rẻ. Vâng ạ. Tiếp tục câu hỏi là mình đang cầm MB, TCB và VP Bank theo AZ có nên cơ cấu lại thành hai mã không? Cái này thì cũng tùy thuộc vào cái danh mục của anh. Hiện tại là ngoài ba mã này còn có những mã khác hay không? Và cái tỷ trọng dành cho bank của anh như thế nào? Cái này thì em nghĩ là tùy thuộc vào anh hơn. Còn quan điểm AZFIN thì bởi vì là bank là một cái ngành chiếm vốn hóa cũng như chiếm cái lợi nhuận rất là lớn trên toàn thị trường, cho nên anh hoàn toàn có thể nắm giữ từ hai đến mã ngành bank thì được ạ. Trong lĩnh vực điện gió ngoài PC1, TV2, AZFIN có thể chia sẻ thông tin thêm một số doanh nghiệp khai thác tham gia lĩnh vực này sắp tới không? Về cái lĩnh vực điện gió thì cũng khá nhiều, ví dụ FCN cũng tham gia đúng không anh Tuấn? Nhưng mà FCN thì nó là thực sự chia sẻ với quý vị, kể cả PC1 hay TV2 hay điện gió nó cũng đóng góp làm gì đến 5-10% đâu. Nó rất nhỏ thì câu chuyện nó gọi là trang điểm cho vui thôi, chứ nó không phải là ngắm vào điện gió mà mua doanh nghiệp mà có 5% đóng góp từ điện gió đâu. Ví dụ điện gió thì RE cũng có hai nhà máy điện gió đó khá lớn, nhưng mà đóng góp thì tổng nó cũng không phải quá nhiều, đúng không ạ? Những công ty này thì mình nên thiên theo hướng gọi là tổng thầu, bởi vì cái nhu cầu xây dựng điện gió thời gian tới rất là lớn. Thành ra là những công ty mà có khả năng làm thầu ấy, làm xây dựng ấy, thế là những công ty được hưởng lợi. Vâng, một câu hỏi tiếp về vấn đề phân bổ ạ. Theo AZFIN hiện tại, giá hiện tại của Hòa Phát có nên margin 20-30% không? Nếu xử lý tốt vấn đề mơ tài chính và không bị áp lực của margin, danh mục bank mình đang có 3 mã Techcom, MB và CTG. Mình có nên bán CTG để chuyển qua VP Bank hay STB không? Em mời Phụ ạ. Vâng, về nếu mà quý vị không có áp lực gì, rất là thoải mái, có thể cầm dài cả năm thì tôi nghĩ là margin 20% là hợp lý, ok, không vấn đề gì cả. Còn về ngân hàng thì thực sự như này, trong ngắn hạn ấy, ngành ngân hàng lên thì lên chung. Tất nhiên cũng có những ngân hàng có câu chuyện riêng. Thế thành ra với ba ngân hàng như thế thì anh có thể duy trì ba ngân hàng như thế, cũng không nhất thiết phải bán một cái thằng nào để chuyển sang cả. Đúng không? Vâng, em cảm ơn anh Phục. Tiếp tục vẫn là một câu hỏi về phân bổ tiếp ạ. Em đang nắm giữ Techcom 40%, Hòa Phát 22%, FPT 16%, MB 14%, Vinhome 58%.
từ trước khi có báo cáo trước là 2022, em có quan tâm đến Phúc Hòa, STB và VPBank. Em muốn hỏi tư vấn là có nên cơ cấu lại mã nào để có thể đầu tư thêm ngắn hạn 1 năm với 3 mã trên không ạ? Cái này thì phải phụ thuộc rất nhiều và anh chị có xếp ưu tiên như thế này thì anh chị có thể phân bổ. Vâng. Em sẽ chọn câu hỏi trọng điểm hơn ạ. Về Phú Tài thì anh Tuấn cũng đã nói qua về Phú Tài rồi, cho em xin phép bỏ qua câu hỏi này. Vinamilk vùng giá 85-86 thì ngay vùng hỗ trợ mạnh của khung thời gian theo tuần. Vậy giá khuyến nghị của EZFIN dưới 86 rất khó xảy ra. Vậy mình nên mua ngay giá 86 hay tiếp tục đợi giá giảm thấp hơn 86 mới mua? Em mời anh Tuấn ạ. Hình như trong cái phần báo cáo của chúng ta là lúc ra báo cáo này đã là ngay trong vùng giá mua rồi mà, đúng không nhỉ? Đúng rồi ạ. Em nghĩ anh này chắc là mua cái đoạn sau ấy thì nó... Vâng, chia sẻ luôn với anh là Vinamilk bây giờ đang 85.2. Anh em nó vẫn dưới vùng mua của anh đấy. Có một câu hỏi là 10 cổ phiếu chiến lược thì thuộc 7 ngành trong khi ngân hàng chiếm tới 3 đến 10 cổ phiếu. EZFIN có thể lý giải về lựa chọn này cụ thể hơn. Cái này em hỏi anh Phú ạ. Vâng, thì rất cụ thể vì bởi vì ngành bank là nó chiếm khoảng độ 35-40% thị trường, thế thành ra là việc chọn 3 cổ phiếu ngành bank là nó cũng rất hợp lý với cái báo cáo chiến lược đấy anh. Vâng ạ. Về P&J ạ, cho em hỏi về P&J về thị phần trang sức đang cạnh tranh rất mạnh với Doji và MWG đang có xu hướng mở rộng sang kinh doanh thời trang sức, thì việc này có ảnh hưởng như thế nào đến P&J? Em mời anh Tuấn ạ. Chúng ta cần phải nhìn cái phân khúc của nó rất là khác nhau anh chị nhé. P&J thì cái phân khúc của họ là khách hàng trẻ, xin lỗi, khách hàng từ khoảng 30 trở lên, 35 trở lên, và bây giờ họ đang cố gắng đi vào phân khúc là 25-35, và cái phân khúc của họ là những thiết kế thời trang vàng và rất là đẹp. Của Thế Giới Động thì họ đi vào phân khúc phổ thông hơn, ở mức tầm phân khúc dưới hơn. Còn cái tầng của Doji thì họ đương nhiên họ cũng phát triển, và cái việc cạnh tranh giữa các công ty vàng với nhau là chuyện bình thường, tôi nghĩ là không vấn đề gì cả. Nhưng cái P&J chúng ta cần phải nhìn lại cái lợi thế cạnh tranh của họ là gì. Thế lợi thế cạnh tranh lớn nhất của P&J đó là đội ngũ chế tác vàng, tức là đội ngũ nghệ nhân. Họ chiếm đến khoảng, nếu như mà nghệ nhân mà được công nhận bởi nhà nước nhé, là họ chiếm khoảng 70%, chưa kể lại khả năng hệ thống đào tạo, đội ngũ của họ rất là tốt. Rồi cái năng suất sản xuất của họ, cái công suất sản xuất vàng, chế tác vàng của họ thuộc dạng cao nhất Đông Nam Á luôn. Thành ra là cái lợi thế đấy là lợi thế lớn nhất của P&J, và lợi thế đấy rất khó để săn lấp. Còn Thế Giới Động thì họ thiên về nhập hàng về họ bán thôi. Đó, thì chúng ta cần phải sự phân biệt giữa các công ty với nhau như vậy. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn ạ. Có một anh Đào Trung Dự có hỏi là EZFIN đánh giá giúp mình chuyển vào ngành xuất khẩu và các doanh nghiệp xuất khẩu, vì khi kinh tế mở cửa ngành xuất khẩu sẽ tăng trưởng. Em anh Phụ ạ. Vâng, thực tế là không phải kinh tế mở cửa xuất khẩu với tăng trưởng đâu. Quý vị có thể thấy năm vừa qua tuy Covid nhưng xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng rất là mạnh, đúng không ạ? Nếu về ngành xuất nhập khẩu không ấy, thì chúng tôi thì cũng không hiểu rõ là ngành sản xuất để lấy hàng xuất khẩu hay là nó là trung gian để xuất khẩu. Đó thì nếu mà xuất khẩu thì cũng có rất nhiều mã có thể tham khảo, đúng không ạ? Vâng. Thì hay là cảng biển cũng có thể tham khảo, nhưng mà về cơ bản để định giá cho chúng tôi an tâm mọi thứ mọi mặt thì trong top 10 này chúng tôi có nêu giải đấy. Vâng. Vâng ạ. Vẫn tiếp tục là một câu hỏi về phân bổ. Danh mục mình hiện Hòa Phát 70%, Techcombank 30%, nhờ EZFIN cho lời khuyên cơ cấu danh mục ra sao, mục tiêu tối đa 2 hoặc 3 mã thôi, em mời Phú ạ. Vâng, thực sự anh đánh thế này là rất tập trung đấy ạ. Thực sự là rất tập trung. Thì Phục nghĩ rằng là có thể thêm một mã nữa, thêm một mã khác nữa ngoài hai cái ngành này anh chị ạ. Vâng ạ. Tiếp tục về deal VPBank ạ. VPBank dự kiến khi nào bán vốn cho Sumitomo, khả năng tăng định giá cổ phiếu như thế nào, và EZFIN có nguồn tin cậy về deal này không ạ? Em mời Phục. Thực sự ngay cả cái này, ngay cả người trong nghề, trong doanh nghiệp, người trong nội bộ luôn ấy, người làm việc này thì họ không thể ước được cái thời gian chính xác đâu ạ. Bởi vì các cái deal bán vốn đặc biệt của ngân hàng nó rất là phức tạp. Ví dụ như là để muốn bán được, đầu tiên là phải trình ngân hàng nhà nước. Đúng ạ, trình ngân hàng nhà nước rồi sau đó họ lại phải làm due diligence. Họ phải nghiên cứu đầy đủ, rất là kỹ càng, thảo luận với nhau các điều khoản đủ thứ, không chỉ bảo là tôi bán cho ông 15% đâu, còn có các điều khoản về thành viên hội đồng quản trị, điều khoản về thay đổi cơ cấu, điều khoản này kia rất là nhiều và rất phức tạp, rồi thậm chí điều khoản về thanh toán cơ. Thì quý vị có thể thấy cái deal FE Credit có thể là chốt từ quý 1 thôi,
Nhưng mà đến quý 3 vẫn còn chưa được ghi nhận cơ. Tiền chuyển về là quý 4. Thế thành ra là cái deal bán cho Sumitomo này ấy, thì chúng tôi cho rằng là họ cũng đã đang gọi là làm việc với nhau rất khẩn trương về chủ, về kiểu như là về thỏa thuận với nhau. Ok. Là có xảy ra rồi. Nhưng mà còn về cái thời điểm chính thức bán ấy, thì còn phải đợi rất dài. Xin ngân hàng nhà nước rồi lại gửi cho ủy ban chứng khoán rồi vân vân, rất nhiều thứ phức tạp, rồi thanh toán rồi chuyển khoản rồi lại liên quan đến luật đầu tư nước ngoài rồi đủ thứ, nó phức tạp đó. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy nó đã dọn đường cho vấn đề này bằng cách là khóa cái Zoom lại, khóa Zoom lại để có thể tạo một cái Zoom hở để cho phát hành như thế rồi. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là nếu có thể thì trong cuối quý 2 thì nó có thể bán vốn. Và cái ở phía đối tác Nhật thì chúng tôi đã thấy động thái là họ cũng đã thoái vốn của EIB rồi, SCB rồi, thì nó cũng để chuẩn bị dọn đường cho cái việc mua cổ phần của VP Bank. Vâng. Câu hỏi nữa, nhìn xa hơn thì thời điểm vàng để đầu tư cổ phiếu tăng trưởng mạnh sẽ kéo dài trong bao nhiêu năm nữa ạ, em Anh Tuấn? Cổ phiếu tăng trưởng thì thông thường sẽ tăng trưởng theo câu chuyện nền kinh tế. Ví dụ như là câu chuyện nói chung của Việt Nam mình thì vẫn là dựa trên cái tăng trưởng GDP. Và khi GDP tăng trưởng thì quý vị vẫn có thể ok nắm giữ cổ phiếu. Ngoài ra thì chúng ta dựa trên cái câu chuyện của trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Ví dụ như câu chuyện hiện tại là câu chuyện dịch chuyển chuỗi sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đó, nên thành ra những doanh nghiệp mà thay thế Trung Quốc ở trên trường quốc tế, ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn, thay thế sản xuất thép của Trung Quốc trên trường quốc tế thì sẽ là những doanh nghiệp được hưởng lợi, đúng không? Rồi những câu chuyện về chuyển đổi số, ngành công nghệ thì những doanh nghiệp như kiểu FPT sẽ là những doanh nghiệp được hưởng lợi. Thế thì tại một thời điểm, một là chúng ta có thể dựa vào cái tăng trưởng GDP thì toàn bộ các ngành đều được hưởng lợi. Thứ hai là chúng ta dựa vào những câu chuyện của vĩ mô tại thời điểm hiện tại, như gần như hiện tại tôi đang nói, đó là một, đó là chính sách xanh hóa của Trung Quốc và đẩy mạnh sang Việt Nam. Và thứ hai đó là câu chuyện điện gió này chẳng hạn, điện tái tạo này. Và thứ ba nữa là điện về cái câu chuyện về công nghệ. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn ạ. Có một câu hỏi về Goodfeed. Có một chị hỏi thế này là Goodfeed trong quý 2, 3, 4, 2022 có top 5 cổ phiếu nữa không? SZFIN khuyến nghị nên đầu tư dài hạn 3-5 năm. Top 5 cổ phiếu quý vẫn có những mã mới. SZFIN có thể khuyến nghị các nhà đầu tư trong Goodfeed cơ cấu lại mã phù hợp mỗi khi có top cổ phiếu mới không? SZFIN có thể hướng dẫn kỹ hơn việc mua mạnh cổ phiếu đang nắm giữ trước khi chưa cổ tức, sau đó bán ra ăn trên địch mỗi khi có các cổ phiếu trong danh mục chưa cổ tức có giá hợp lý để nhà đầu tư có thêm lợi nhuận ngắn hạn không? Em mời anh Phúc ạ. Thực sự vấn đề này để mà vận hành nó rất là phức tạp anh chị ạ. Về cơ bản là các quý tới thì SZFIN trong group VIP cũng sẽ update rất là kỹ càng đầy đủ, thì cũng sẽ có co gọn lại thành top 5. Có thể co gọn thành top 5. Tuy nhiên về vấn đề mà khuyến nghị trước một cái cơ hội, trước một cái câu chuyện gì đó rất là ngắn để chúng ta cùng nhảy vào nhanh, chúng ta ra nhanh, thì việc đó rất là phức tạp bởi vì độ chắc chắn nó không cao. Là thứ nhất. Thứ hai là một khi chúng ta đã làm thế thì vô hình chung chúng ta chính là những người lái cổ phiếu, thì rất nguy hiểm những cái câu chuyện đó. Thì để mà giải quyết được cái vấn đề này ý, thì nó liên quan đến cái việc là chúng ta sẽ mua khi thị trường giảm sâu, những cái cổ phiếu đó giảm sâu. Ví dụ FPT nó thường chia cổ phiếu đâu đó vào khoảng độ tháng 5 hàng năm, và nó thường chia 15% cổ phiếu và tiền, thì quý vị có thể căn vào tháng 4 nếu mà giá cổ phiếu rất là mềm, nó đi ngang hoặc nó sụt giảm chẳng hạn, thì có thể là cái câu chuyện chúng ta mua rất tốt trước chốt, trước chia. Thì sau khi chia thì nó mà tăng trưởng mạnh quý vị có thể bán, hoặc ngay cả gần ngày chia nó mà tăng mạnh thì cũng có thể bán. Thì đấy là những cái câu chuyện có thể gia tăng lợi nhuận ở những cái cổ phiếu như vậy. Vâng, cảm ơn anh Phục. Có một câu hỏi, có hỏi về và có rất nhiều câu hỏi là thường trùng nhau, đúng không ạ? Vâng, ví dụ về Phú Tài thì là anh Tuấn cũng đã trả lời rồi. À, về BWE, em anh Phục. Vâng, BWE là một cái cổ phiếu lĩnh vực tiện ích, đúng không ạ? Bây giờ nó lại lấn sân sang cả lĩnh vực gọi là xử lý rác thải và nước thải môi trường vân vân. Thì đây là một cổ phiếu có thể nói là độc quyền ở tỉnh Bình Dương, và tỉnh Bình Dương là một tỉnh trọng điểm về phát triển khu công nghiệp. Ví dụ như Phước Hòa chúng ta vừa trao đổi, Nam Tân Uyên, V-Ship nó ở Bình Dương, đúng không? Thì đây là một cái nơi rất là tốt để cho nó phát triển về cái tiện ích đó. Đó, ngày càng chú trọng đến môi trường hơn thì nó cũng cần thiết hơn. Thì cái tăng trưởng của BWE chúng tôi dự báo trong khoảng 5-7 năm tới thì
về sản lượng thì nó tăng trưởng đâu đó khoảng 5 đến 7% một năm. Về giá bán thì nó đã ký kết thì vẫn còn tăng trưởng khoảng 1 2 năm nữa. Hết năm 2022 vẫn có thể tăng trưởng nữa. Thì ngoài ra với cái lợi thế nhờ quy mô nó scale lên rất lớn thì cái chi phí nó có thể giảm thiểu. Thì chúng tôi cho rằng là BWE rất xứng đáng nếu mà chúng ta đầu tư nắm giữ lâu dài để hưởng cái lợi nhuận bền vững cũng như cái cổ tức của nó cũng khá ok. Đó. Thì khá tốt, nhưng mà chúng ta không thể kỳ vọng những cái cổ phiếu này nó có thể tăng trưởng phi mã cao được. Vâng. Thì nhân tiện BWE thì SF Việt nhận định như thế nào về DNW ạ? Mời anh. Vâng, về DNW cũng là một doanh nghiệp rất xuất sắc. Nó là ở Đồng Nai, đúng không ạ? Thì BWE cũng nắm cổ phần của DNW, TDM cũng nắm cổ phần của DNW. Thì DNW thì chúng tôi đánh giá nó sẽ có sự tăng trưởng bền vững, và cái hoạt động kinh doanh chúng tôi cho rằng là nó cũng tốt như kiểu BWE. Và đặc biệt DNW thì nó này thuần, nó tập trung vào nước hơn. Thì mọi thứ nó còn rõ ràng, nó còn rõ ràng hơn cơ. Đấy. Thì cổ phiếu này thì có cổ tức lại tốt hàng năm. Thế anh em kỳ vọng lợi nhuận đầu tư vào DNW chúng tôi cho rằng là trong 5-7 năm tới thì nó khoảng độ 10 đến 15% một năm là khả thi. Là khả thi, còn để cao hơn rất khó. Bởi vì cái ngành nước này không phải tăng trưởng mạnh được, không muốn mà tăng trưởng mạnh được, còn phải phụ thuộc nhu cầu của người dân. Vâng. Tiếp tục là có một câu hỏi là khi khách hàng còn số dư trong tài khoản Viettel Pay và Viettel Money thì có được tính vào CASA của Mobilebank không? Em mời anh Tuấn ạ. Viettel Pay, Viettel Money, cái đoạn này thì thông thường thì Viettel Pay nếu như nó là hai công ty độc lập riêng lẻ thì chắc chắn là nó sẽ không có chuyện tính vào CASA được rồi. Thì tôi nghĩ rằng là như vậy. Vâng ạ. Có một anh có hỏi là Ezefin cho hỏi muốn vào Zoom VIP thì đăng ký như thế nào? Thì cái này anh có thể trao riêng cho Ezefin ạ, thông qua như kiểu Facebook hoặc fanpage thì bên em sẽ hỗ trợ hướng dẫn anh ạ. Tiếp tục là trong livestream về bank, Ezefin có nói VP Bank sắp tới câu chuyện, và Ezefin có thể tiết lộ câu chuyện gì hay không? Thì nãy giờ câu chuyện của VP Bank thì anh Phục và anh Tuấn đã nói rất nhiều. Ví dụ như bán vốn cho Sumitomo là một câu chuyện khá là trọng điểm cho năm 2022 ạ. Tiếp tục là Ezefin đánh giá như thế nào về ngành dầu khí năm 2022 và 2023? Thực ra ngành dầu khí là cái ngành mà rất là khó đoán định được, bởi vì là cái giá dầu nó không nằm trong tầm tay của chúng ta, mà nó nằm trong tầm tay của rất nhiều phe đối lập và chính trị trên thế giới, cho nên cái này khó mà có thể nhận định một cách khách quan và chính xác được. Tuy nhiên nếu mà nói về ngành gỗ thì anh Tuấn Anh có nhận định như thế nào về ngành gỗ vào 2022 và 2023 không ạ? Việt Nam chúng ta là năm 2021 là có sự đột biến về xuất khẩu gỗ, và chúng ta vươn lên thành một trong những nước, tức là mặt hàng xuất khẩu gỗ ấy, vươn lên một trong nước, một những mặt hàng mà cái tỷ lệ xuất khẩu lên đến đứng thứ ba trong việc xuất khẩu ra nước ngoài, và đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Cùng với việc là Trung Quốc đang xanh hóa hơn và họ giảm thiểu với việc xuất khẩu những cái mặt hàng hạn chế, trong đó có gỗ, thì Việt Nam mình đang vươn lên thành một đất nước được phát triển mảng gỗ đấy tốt hơn. Thì trong cái mảng gỗ đấy thì có một số doanh nghiệp họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ thời gian qua, chúng ta có thể kể đến như là của PTB này hay của gỗ Đức Thành. Thì câu chuyện của hai doanh nghiệp này hơi khác nhau một chút. Gỗ Đức Thành thì họ dự kiến rằng là bay nào họ chỉ tầm đấy thôi, nhưng mà tự nhiên thấy cái nhu cầu thị trường tăng lên kinh khủng quá, thế là họ đi vội vàng đi mua được một nhà máy gỗ mới và họ bắt đầu phát triển lên. Nhưng PTB thì rất là khác, họ phát triển rất là bài bản. Mỗi năm họ dự kiến rằng là tôi sẽ mở rộng công suất của tôi lên thêm từng này nữa, và họ có dự kiến mua thêm nhà xưởng mới này, mua thêm nhà máy mới này, để họ nâng cái công suất của họ đều đặn theo thời gian. Đó, thì ngành gỗ của chúng ta 2022 cho đến tận thậm chí tôi nghĩ là 2025 vẫn khá là ok. Quan trọng nhất là chúng ta lựa chọn doanh nghiệp nào được hưởng lợi trong quá trình đó mà thôi. Vâng ạ. Đây có hỏi là đây, có một vài câu hỏi vĩ mô đấy. Chào Ezefin, theo như báo cáo của Ezefin thì CPI 2022 khoảng 4%. Thật ra là bọn em có đưa ra báo cáo là nằm trong tầm kiểm soát đâu đấy khoảng dưới 4% cơ. Cá nhân mình đồng ý với quan điểm của Ezefin, nhưng mình cũng muốn hỏi Ezefin là trong trường hợp lạm phát tăng quá kiểm soát, khiến Fed tăng lãi suất nhanh và mạnh hơn chẳng hạn, thì mình hỏi xem quan điểm của Ezefin về phản ứng và hành động của ngân hàng nhà nước được không ạ? Em mời anh Tuấn. Vâng, thứ nhất là chúng ta cần phải nhìn lại CPI. Thì như một cái báo cáo mà Ezefin có ngồi nghiên cứu lại thì chúng tôi nhận thấy rằng là 60% trong cái rổ CPI là nằm trong tay của nhà nước, nó nằm ở chi tiêu công. Ví dụ như bây giờ là cái giá thành về phí bảo hiểm, phí bệnh viện chẳng hạn, thì học phí bệnh viện chẳng hạn, thì hoàn toàn là nhà nước bảo ôi tháng này thấy CPI đang cao, năm nay không tăng nữa,
sang năm mới tăng đó, thì cái 60% mới nằm trong tay nhà nước, thành ra là cái việc mà để lạm phát phi mã lên thì tôi nghĩ khá là khó. Và thứ hai nữa là cái hành động của ngân hàng nước chúng ta bây giờ đang rất chủ động và kiểm soát tín dụng theo quý, thành ra thay vì trước năm 2020 ấy, là kiểm soát tín dụng theo năm và khiến cho cái lạm phát có thể bị biến động rất là mạnh, nhưng bây giờ ngân hàng nước đã kiểm soát theo quý, tức là đầu tiên tôi sẽ cung cấp cho ông một cái lượng tín dụng vừa phải thôi, trong đó tôi sẽ căn cứ theo tình hình của CPI, căn cứ theo tình hình tín dụng ra của ông để tôi cấp cho ông một cái CPI mới, một cái lượng tín dụng mới. Như chúng ta nhìn năm ngoái thì các ngân hàng được điều chỉnh tín dụng tận 3 lần cơ, đúng không ạ? Đó là quý 2, quý 3, quý 4, đúng không ạ? Thì đấy, từ ấy chúng ta sinh ra rằng là việc mà để lạm phát nó vọt qua một cái mốc nào đó thì tôi nghĩ khá là thấp. Đương nhiên trong trường hợp mà nếu xảy ra thì nó có thể sẽ có những cái hành động, và lúc đó thì ASFIN sẽ gửi báo cáo và gửi cái cảnh báo của tôi đến quý vị nhà đầu tư. Thêm một cái vấn đề là liên quan đến tôi cũng thấy rất nhiều quý vị là chú ý rất nhiều đến cái nào để Fed nào thì BLG nào đủ thứ. Thì xin thưa với quý vị, chúng ta điều hành kinh tế, chính phủ điều hành kinh tế phải dựa trên thực trạng của Việt Nam. Bên cạnh đó thì tất nhiên là cũng có nhìn qua ông hàng xóm một chút. Nhưng mà ông tận bên Mỹ chẳng hạn thì nó cũng tác động không đáng kể đến cái quyết định của ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ Việt Nam cho cái chính sách tiền tệ rồi chính sách vân vân của chúng ta đâu. Thực tế quý vị có thể thấy rất rõ, đúng không? Mỹ bơm tiền rất nhiều lần, các ngân hàng trung ương bơm rất nhiều lần các năm qua, nhưng Việt Nam không bơm. Bởi chúng ta cảm thấy rằng nó không cần thiết thì chúng ta không bơm. Cộng thêm có một điều rất tuyệt vời của nền kinh tế chúng ta là rất khỏe. Có thể đó như ngày xưa nếu mà chúng ta bị khủng hoảng 2008 chẳng hạn, thì rõ ràng chúng ta mới vào WTO 2006, làm ăn chưa được 1-2 năm, đã có tích lũy rồi. Thế thành ra khi khủng hoảng xảy ra chết la liệt, chết thảm hại luôn. Nhưng mà khủng hoảng năm 2020 vừa rồi chẳng hạn, khủng hoảng xong cái các doanh nghiệp đứng dậy luôn. Thì rõ ràng là họ có tích lũy rất nhiều từ năm 2014 đến nay. Và chúng ta có thể thấy những doanh nghiệp lớn như sàn ấy, tỷ lệ nợ vay mọi thứ rất thấp, họ càng ngày càng tiến lên mạng. Và có một cái điều chúng tôi rất là thấy có mặt tích cực và có mặt tiêu cực ở đây, đó là cái quy luật tiến hóa. Thì rõ ràng là những người mạnh, những người khỏe thì dần dần họ sẽ là những người chiến thắng. Và những người nhỏ thôi, tốt nhất là ông đi làm thuê cho tôi đi. Đó, thì Việt Nam hay các nước trên thế giới đều đang theo cái quy luật tiến hóa đấy. Thì với cái quy luật này thì tất nhiên những cái hộ kinh doanh nhỏ, những cái công ty nhỏ thì sẽ bị chèn ép và làm ăn rất khó khăn. Ngược lại thì nó lại những người cú đấm thép, những người doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp có thể vươn tầm thế giới thì họ lại phát triển rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Thì cái vấn đề này nó sẽ góp phần cho việc để thúc đẩy mọi thứ nó rất là tiến ra rất tốt, và chúng ta nhìn ra cái xu hướng này thì chúng ta sẽ biết nên gửi gắm vào đâu. Còn quay lại cái vấn đề liên quan đến các cái ngân hàng trung ương các nước này kia thì họ đưa ra vấn đề chẳng qua là chúng ta phải tiếp cận quá nhiều thông tin độc hại trên mạng. Đó là họ cứ nôi bất kỳ một cái biến động nào trên thế giới họ cũng phải kéo liên quan đến Việt Nam cơ. Nhưng thực tế không hề. Không hề. Và nếu có thì nó rất là nhỏ. Thì quý vị hãy yên tâm về cái câu chuyện đó. Ngay cả cái việc vừa rồi chính phủ Mỹ siết chặt này kia, không, chính phủ Việt Nam vẫn đưa ra thông điệp rất rõ. Vẫn phải có gói kích thích, vẫn phải có đầu tư công đẩy mạnh mẽ. Bởi vì trước đó chúng ta chưa làm. Chứ không phải thấy rằng Mỹ như thế mà chúng ta siết chặt đâu. Không hề như thế. Đúng không ạ? Thế thành ra là chúng ta hãy quan tâm đến những cái yếu tố mà có tác động trực tiếp đến Việt Nam. Ở ASFIN Việt Nam chúng tôi đưa ra 3 tiêu chí. Một là tăng trưởng GDP, thứ hai là liên quan đến lạm phát, lãi suất CPI đấy, và yếu tố thứ ba là tỷ giá. Nếu ba yếu tố này đều tốt thì nó sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán của chúng ta rất mạnh mẽ. Vâng ạ, cảm ơn anh. Có một người có học về BCG thì cho xin một bài đánh giá. Thực ra BCG thì họ cũng có chuyên về năng lượng tái tạo, với cả là có thêm có bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên thì BCG thì có một cái gọi là cái nợ của họ đang khá là cao, và đấy sẽ là cái rủi ro cho BCG. Nếu mà trong một bức tranh vĩ mô không được tốt cho lắm thì có lẽ họ là những doanh nghiệp mà sẽ bị hit mạnh đầu tiên. Còn nếu mà vĩ mô tốt thì tất nhiên họ cũng sẽ được hưởng lợi ạ. ASFIN đánh giá thế nào về tiềm năng của phía bất động sản, một số cổ phiếu như DIC hoặc CII thì có thể đầu tư dài không? Cái này thì bên ASFIN sẽ không có đánh giá. Có một bạn có hỏi về VicoStone, thế mời anh Tuấn ạ, nhận định về VicoStone ạ. VicoStone thì cái giai đoạn 2012 đến 2017, cái giai đoạn tốt nhất của doanh nghiệp này khi mà họ có công nghệ độc quyền của Brighton. Đến 2017, hết 2017 thì cái sự độc quyền đấy của VCS nó bị mất đi,
thành ra là họ sẽ phải cạnh tranh rất nhiều với đá từ Trung Quốc, rồi ở thị trường Úc họ cũng phải cạnh tranh đó. Nên thành ra là cái câu chuyện mà tăng trưởng mạnh mẽ của VicoStone thời điểm hiện tại so với giai đoạn trước thì nó sẽ không còn như cũ nữa. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai thì VicoStone họ đang tăng trưởng dựa trên tối ưu hóa cái chuỗi giá trị khi mà họ mua thêm cái mỏ đá, mỏ tôi quên mất tên rồi, nhưng mỏ tại khu vực Huế, thì khiến cho cái chuỗi giá trị của họ từ A đến Z và khiến cho cái giá thành sản xuất của họ sẽ giảm xuống. Đó nên thành ra là cái tăng trưởng của VicoStone vẫn tiếp tục ổn định, nhưng mà để vượt trội như giai đoạn trước thì nó sẽ khó. Và nếu quý vị trông chờ mức lợi nhuận tăng trưởng lúc đó khoảng 15% hoặc hơn một chút thì hoàn toàn thể trông chờ được. Vâng. Có một câu hỏi, thực ra câu hỏi này thì nãy anh Phục và anh Tử đã nói rất là nhiều, đấy là AZFIN đánh giá về rủi ro của Vinhome, việc điều chỉnh lợi nhuận trong nội bộ Vingroup, đặc biệt trong thời điểm VIC đang đầu tư rất mạnh vào mảng ô tô điện, một lĩnh vực hết sức mới mẻ, và cảm ơn AZFIN. Em mời anh Phục ạ. Vâng, cái vấn đề điều chỉnh này thì chúng tôi cũng không có thông tin, chúng tôi cũng không đánh giá được. Tuy nhiên chúng tôi thấy là về cái kết quả kinh doanh của nó rất triển vọng rất tốt, và các cái dự án của nó thì như Giang cung cấp là rất là nhiều và nó gối đầu nhau rất là cũng gối đầu nhau rất là rõ ràng, đúng không ạ? Và cái quy mô đất của nó có thể đủ cho phát triển khoảng 20-30 năm tới, với cái quỹ đất đâu đó lên vài trăm triệu mét vuông. Và với cái tiềm năng như vậy cộng thêm một cái sự đô thị hóa rất mạnh mẽ của mình thì tôi tin rằng là nó sẽ rất ok, rất hiệu quả. Còn nếu mà VinFast mà họ IPO, họ tự chủ huy động được vốn thì sẽ rất tốt cho cái vấn đề này. Thì cái câu chuyện này thực sự là rất khó đánh giá. Về mặt cơ bản thì AZFIN đánh giá khá cao về cái chuyện này. Vâng. Và bởi vì là các câu hỏi thì nó bị trùng lặp khá là nhiều, cho nên là cho nên tiếp tục là em chọn câu hỏi là đầu tiên là về gas ạ. AZFIN đánh giá như thế nào về cổ phiếu gas 2022? Mình đọc báo cáo từ các công ty chứng khoán đều định giá gas khá là cao. Anh Tuấn ạ. Gas là một cái doanh nghiệp khá hay đấy ạ. Khá hay anh chị ạ. Nguyên nhân là vì thế này. Một, đó là gas là đầu mối nhập khẩu khí để phát triển điện khí ở Việt Nam. Đó nên thành ra là gas sẽ có rất nhiều câu chuyện để kể trong giai đoạn từ 2022 đến tận 2025. Và thứ hai là đến 2024 thì họ có thêm cái nhỏ mỏ đường dầu khí mới từ các mỏ như Sao Vàng Đại Nguyệt hay là tôi không nhớ chính xác tên. Những mỏ mới thì khiến cho cái tổng lượng khí của họ phân phối sẽ tăng lên. Và khi tổng lượng khí tăng lên thì đương nhiên là cái lợi nhuận của họ khá là tốt. Và điểm thứ ba nữa là gas là một doanh nghiệp được độc quyền rất nhiều thứ. Và nó là được doanh nghiệp chỉ định của PVN. Đó nên thành ra là cái lợi thế cạnh tranh của gas là có. Đó. Đấy nên thành ra là gas nếu quý vị có thể đầu tư thì tôi nghĩ cũng khá là hấp dẫn trong dài hạn. Tuy vậy thì trong ngắn hạn thì mình cũng sẽ khó nói, bởi vì cái việc mà thông tin của gas về các mỏ dầu đó thì nó sẽ cần thời gian. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn ạ. Có câu hỏi về ngành may mặc. AZFIN cho hỏi đánh giá như thế nào về ngành may mặc năm 2022? Xin lỗi nếu AZFIN lúc nãy đã trả lời câu hỏi này, vì lúc nãy mình bị disconnect vì wifi ở nhà không tốt. Giai 2021 thì ngành may mặc có bị hit vào đoạn đầu năm đúng không ạ? Bởi vì là cái cầu ở các nước khác thì đang bị giảm bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi dịch. Tuy nhiên đến quý 3 thì lại là một câu chuyện ngược lại hoàn toàn, khi mà chúng ta lại hoàn toàn, khi mà chính Việt Nam lại bị ảnh hưởng bởi do dịch, trong khi cầu ở thế giới lại đang rất là tốt. Vậy thì anh Tuấn Anh còn đánh giá thế nào? Ngành may mặc thì nó bị xoay chiều liên tục, tức là có những lúc thì các nước khác bị ảnh hưởng khiến cho cái lượng hàng nó về Việt Nam, nhưng sau đó thì Việt Nam lại bị ảnh hưởng khiến cho lượng hàng lại chuyển sang các nước khác. Đó thì câu chuyện nó cứ bị xoay vòng liên tục như vậy. Thì trong cái giai đoạn mà quý 3 2021 là cái ngành may mặc của chúng ta bị tác động rất là mạnh, thì lúc đó cái một số lượng hàng bị đẩy sang các nước khác là một này, nhưng cũng có một số lượng hàng đẩy sang các công ty khác tại Việt Nam. Đó, ví dụ như chúng ta thấy có những công ty như TNG hay là một số công ty khác như kiểu GIL, GIL, họ lại tăng được thêm cái lượng đơn hàng mới. Tuy vậy thì cái đơn hàng của ngành may mặc chúng ta phải lưu ý rằng là họ làm theo quý hoặc theo 6 tháng hoặc theo năm. Đó, nên thành ra cái lượng hàng nó sẽ ký đều hàng năm, chứ nó không phải là một cái gì đó nó liên tục, nên chúng ta cần phải lưu ý cái rủi ro của ngành này là rất khó dự đoán. Ở góc độ công ty thì Tuấn nghĩ là có một số công ty mà có cái phát triển về ngành sợi, bởi vì sợi Việt Nam mình nó đang là nước Việt Nam mình đang rất là thiếu sợi, và những cái công ty nào mà phát triển sợi hiệu quả bền vững thì sẽ là những công ty mà sẽ có nhiều câu chuyện để kể trong 3-4 năm tới. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn ạ.
Có câu hỏi anh chị đặt khá là sát giờ, ví dụ như là quy hoạch điện của chính phủ liệu có tiếp tục hỗ trợ ngành năng lượng sạch không ạ? Các anh đánh giá như thế nào về hạ tầng điện Việt Nam? Thứ nhất là chính phủ vừa rồi có đi tham dự cái COP26 thì cũng đã đưa ra những cái cam kết rất là lớn mạnh về việc là sẽ giảm cái nhiệt điện than và thay thế vào đấy bằng năng lượng tái tạo rất là mạnh, cho nên là em cho rằng là trong tương lai chính phủ sẽ luôn luôn có những động thái để hỗ trợ năng lượng tái tạo trong tương lai. Còn về hạ tầng điện của Việt Nam thì nếu mà so sánh với các nước khác thì hạ tầng điện của Việt Nam thì có thể vẫn chưa thể nào mà được như các nước đang phát triển, không anh Tuấn? Tuy nhiên chúng ta sẽ có những sự, ví dụ chính phủ sẽ hỗ trợ nhiều về mặt tài chính chẳng hạn để có thể phát triển hơn hạ tầng điện Việt Nam trong thời gian tới. Tiếp tục là AZFIN đánh giá thế nào về chính sách Zero Covid của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào? Cái chính sách này của Trung Quốc thì em nghĩ là nó có thể kéo dài đến khi hết cái thế vận hội của họ, tại vì họ đang làm cái Zero Covid gắt như thế bởi một phần là để phục vụ cho cái thế vận hội của họ trong năm 2022. Còn ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào thì nó sẽ bị ảnh hưởng một phần cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc nó có cái kiểm tra rất là gắt gao, ví dụ như ngành thủy hải sản nó sẽ kiểm tra xem trên bề mặt con cá hoặc trên bề mặt cái thực phẩm đấy có dính zero covid không, nó sẽ bị, và như thế thì một vài doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị tác động xấu, tác động tiêu cực một phần bởi chính thị trường này ạ. Có một câu hỏi là mã ORS có tiềm năng và đã đạt chưa ạ? Cái ORS thì chắc là mã cổ phiếu anh Phúc ạ. Vâng, ORS thì nó có triển vọng rất là tốt trong lĩnh vực trái phiếu, bởi vì dù sao nó cũng là một cái doanh nghiệp hỗ trợ Tiên Phong Bank trong cái hệ sinh thái của Tiên Phong Bank rất là mạnh. Tuy nhiên về cái mảng liên quan đến giao dịch cổ phiếu thì chúng tôi cũng không đánh giá quá cao nó. Về cái mảng trái phiếu thì rõ ràng là trong tương lai thì vẫn còn phát triển tốt. Thì ORS nếu mà trong tương lai dài thì chúng tôi vẫn đánh giá khá cao. Tuy vậy về mặt định giá hiện nay thì chúng tôi cho rằng là ngành chứng khoán nói chung định giá đều không còn rẻ nữa. Thì quý vị hãy lưu ý cẩn thận cái vấn đề này. Chỉ mưu mua nó khi mà thực sự nó cơ hội nó rõ ràng cơ, tức là nó rất là rẻ thì hãng tham gia không thì thôi đấy, thì để chúng ta tránh việc rủi ro đến, bởi vì nguyên tắc đầu tư của chúng ta là muốn đi dài thì phải quan tâm đến rủi ro đầu tiên. Vâng, chương trình hiện tại thì cũng đã được kéo dài khoảng 3 tiếng, cho nên là chương trình hội thảo chiến lược báo cáo chiến 2022 thì xin phép đến đây xin tạm dừng ạ. Những câu hỏi nào mà trong trường hợp em lướt chat mà có thể bị miss thì anh chị hoàn toàn có thể hỏi lại bọn em, có thể gửi tin nhắn lại và đội ngũ chuyên môn của AZFIN Việt Nam sẽ trả lời từng câu hỏi của anh chị lại. Và để anh chị có thể bật hoàn toàn cam để AZFIN có thể chụp một bức ảnh được không ạ? Tại vì đây là một hội thảo chiến lược đầu năm của AZFIN đúng không ạ? Và anh chị giờ này cũng hoàn toàn có thể bật luôn cả mic luôn ạ. Nếu anh chị có tâm tư nguyện vọng gì cũng có thể chia sẻ luôn cho AZFIN hiện bây giờ luôn ạ. Em mời mọi người ạ. Không có được mở cam không ạ? Có được mở mic không ạ? Hay là mình tắt mic của họ luôn ạ? Em coi lại xem màn hình nhé. Tổng mấy phụ thuộc trang đi. Đấy. Em chào mọi người. Chào cả nhà. Mọi người cố gắng chào lâu lâu một tí để team marketing có thể chụp ảnh được không ạ? Và xin kính chào quý các anh chị ạ. Thì rất hy vọng rằng là một năm mới thì chúng ta sẽ có được nhiều những cái thành quả nó tốt hơn, và quý anh chị có bất kỳ những cái trao đổi cái mong muốn hoặc là hỗ trợ gì thì hãy liên hệ với AZFIN, thì chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ quý anh chị tốt nhất ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong năm 2022 ạ.2022 được coi là một năm thách thức cao độ đối với mọi nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư thắc mắc danh mục của AZFIN ra sao. Hãy cùng chúng tôi tổng kết lại hiệu suất báo cáo chiến lược năm 2022 với chủ đề mua khi thị trường giảm sâu. Tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 5/12/2022, lợi suất của VN Index đạt âm 26,4%. Còn danh mục báo cáo chiến lược 2022 của AZFIN ghi nhận âm 9,4%.
Cụ thể, chúng ta có thể nhìn trực quan tại biểu đồ sau. Năm 2023 gần kề, thị trường chứng khoán tiếp tục biến động khó lường. Các biến cố vĩ mô như chiến tranh Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng châu Âu hay chiến dịch Zero Covid của Trung Quốc vẫn là những dấu hỏi lớn tác động trực tiếp lên nền vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Xét trong bối cảnh này, AZFIN cho ra mắt báo cáo chiến lược năm 2023 với chủ đề tập trung vào định giá, gồm những nội dung sau. 1. Nhìn lại tổng kết vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2022. 2. Nhận định triển vọng tương lai của nền vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán năm 2023. 3. Chiến lược đầu tư và giải ngân cho từng cổ phiếu trong năm 2023. 4. Lựa chọn danh mục top 10 cổ phiếu đầu tư trong 2023. Nhà đầu tư sẽ nhận được gì khi mua báo cáo chiến lược 2023 tập trung vào định giá? Thứ nhất là nhà đầu tư sẽ nhận được danh mục 10 mã cổ phiếu chiến lược cho năm 2023 có cập nhật thay đổi nếu cần thiết. Thứ hai, AZFIN đồng hành cùng quý nhà đầu tư liên tục cập nhật và đánh giá lại doanh nghiệp theo báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý của tất cả các doanh nghiệp trong danh mục cho cả năm 2023. Thứ ba, nhà đầu tư được tham gia buổi trình bày, giải đáp mọi thắc mắc trong buổi livestream trình bày về báo cáo chiến lược do AZFIN tổ chức hàng quý và khi có bất thường. Báo cáo chiến lược 2023 sẽ được phát hành vào 20 giờ ngày 30 tháng 12 và được trình bày, giải đáp thắc mắc vào lúc 19 giờ 30 đến 21 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023. AZFIN sẽ nhận đăng ký đến hết 17 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Báo cáo chiến lược 2023 tập trung vào định giá sẽ là cơ hội bứt phá dành riêng cho quý nhà đầu tư năm 2023. Liên hệ ngay theo số điện thoại 0977 522 860 để nhận được ưu đãi hấp dẫn nhất.